Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 921, muốn cầm xuống ta, người còn chưa đủ tư cách. Một vòng thân ảnh màu trắng từ trong đại điện nhanh chóng lướt đi đến, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, cái này xóa sạch thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại rời Diệp Thần Phong cách xa 5 mét địa phương, tại cái này xóa sạch thân ảnh màu trắng đứng vững thời điểm, ở đây tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Một bộ trường sam màu trắng, tuyết bạch sắc tóc, thân thể hơi hơi gầy, cái này xóa sạch thân ảnh màu trắng chính là một vị hơn 90 tuổi lão đầu tử. Lão đầu tử này ngược lại là cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lão đầu tử này tên là Phương Bán Sơn, hắn chính là Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng gia gia, tại Thiên Sơn môn trừ Phương Chí Dũng bên ngoài, liền ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đều không biết Phương Bán Sơn còn sống. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Thiên Sơn môn giết Vân Thiên Tông tông chủ nhi tử cùng Thiên Sơn môn con trai của trưởng môn bọn người về sau, Phương Chí Dũng là bí mật đi gặp một mặt Phương Bán Sơn. Nếu cái này Bán Sơn luôn luôn sinh hoạt tại Thiên Sơn phía sau cửa vùng núi một chỗ cấm địa bên trong, cái này Bán Sơn bây giờ thực lực cũng đã có Nguyên Thiên sơ kỳ, hắn dự định tại hữu sinh chi niên muốn nhất cử bước vào Nguyên Thiên đỉnh phong cấp độ, cho nên hắn mới khiến cho Phương Chí Dũng đối ngoại tuyên bố, hắn sớm đã là chết, hắn một mực là đang bế quan tu luyện. Tại Phương Chí Dũng cầm Diệp Thần Phong sự tình nói cho Phương Bán Sơn về sau, Phương Bán Sơn để cho Phương Chí Dũng chỉ cần đi theo Vân Thiên Tông làm việc là được, Phương Bán Sơn còn không muốn đem chính mình không chết sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Lại mà lúc trước Phương Chí Dũng nói cho Phương Bán Sơn, Diệp Thần Phong chỉ là một cái thực lực đại khái cùng phá thiên sơ kỳ bằng nhau người, một cái chỉ là phá thiên sơ kỳ thực lực người, cái này càng thêm sẽ không để cho Phương Bán Sơn để ở trong lòng. Còn có Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này đắc tội Vân Thiên Tông. Hắn tin tưởng lấy Vân Thiên Tông năng lực tuyệt đối có thể làm tốt chuyện này, cho nên Phương Bán Sơn liền càng thêm không có cầm chính mình đẩy đi ra lý do. Phải biết nguyên thiên cảnh giới cao thủ cảm chi năng lực là phi thường cường đại, Phương Bán Sơn mỗi ngày đang ngủ trước đó, hắn cũng đều sẽ lại tiếp tục tu luyện một phen, nhưng mà tối nay khi hắn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, hắn cảm giác được tại Thiên Sơn môn nghiêm ác trên trận có một cỗ khí thế cường hãn, cái này khiến Phương Bán Sơn bắt đầu bất an. Cho nên hắn mới dự định ngày nữa Sơn môn nghiêm ác trận nhìn một chút. Làm Phương Bán Sơn vừa mới đuổi tới nghiêm ác trên trận thời điểm, hắn liền nhìn thấy Diệp Thần Phong chế trụ lỗ đấu văn cổ hình ảnh, bởi vì Diệp Thần Phong trên thân phát ra khí thế cùng hắn lực lượng ngang nhau, cái này khiến Phương Bán Sơn không có vội vội vàng vàng liền xuất thủ. Thủ trưởng chế trụ lỗ đấu văn cổ, cầm lỗ đấu văn từ dưới đất nhấc lên Diệp Thần Phong, tại Phương Bán Sơn xuất hiện về sau, hắn cũng là hơi sững sờ. Đến mức hắn không có ở trước tiên bóp nát lỗ đấu văn cổ, hắn đen nhánh hai tròng mắt chăm chú nhìn Phương Bán Sơn, tại cảm giác được Phương Bán Sơn thực lực chỉ có nguyên thiên sơ kỳ về sau, Diệp Thần Phong là hoàn toàn yên tâm lại, tuy nhiên Diệp Thần Phong hiện tại lực lượng chỉ cùng nguyên thiên sơ kỳ ngang hàng, nhưng nếu như hắn sử xuất bạo sâu xa bộ pháp lời nói. Như vậy tốc độ của hắn muốn vượt qua nguyên thiên sơ kỳ cao thủ rất nhiều. Hắn có nắm chắc có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong miểu sát Phương trước mặt Bán Sơn. Bị chế trụ cổ lăng không nhấc lên lỗ đấu văn, ban đầu sắc mặt hắn là một trận trắng bệch, hai chân không đứng ở giữa không trung đá đạp lung tung lấy, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Hắn thấy tối nay chính mình muốn chết tại Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này trong tay. Mà tại Phương Bán Sơn kịp thời sau khi xuất hiện, lỗ đấu văn nhất thời nhìn thấy hy vọng. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ Phương Bán Sơn vì sao còn sống. Hắn chỉ biết là tại rất nhiều năm trước Phương Bán Sơn liền có phá thiên đỉnh phong thực lực, mà căn cứ hiện tại Phương Bán Sơn trên thân phát ra khí thế, cái này Bán Sơn rất rõ ràng là bước vào nguyên thiên cảnh giới tầng thứ. Lỗ đấu văn hướng về Phương Bán Sơn đầu đi một vòng cầu cứu ánh mắt, mà Phương Bán Sơn trên mặt đối với Diệp Thần Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì cừu hận. Giống như cái này nghiễm ác trên trận bị giết chết Thiên Sơn môn đệ tử cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra tiểu hữu, có thể hay không trước đem trong tay ngươi người buông ra. Ta là đương nhiệm Thiên Sơn môn trưởng môn gia gia Phương Bán Sơn. Chỉ cần tiểu hữu buông xuống trong tay ngươi người này, đồng thời không ở nơi này tiếp tục giết chóc đi, bên ta Bán Sơn có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, trước đó tiểu hữu cùng chúng ta Thiên Sơn môn ân oán cũng có thể xóa bỏ. Bởi vì cái gọi là cắn người không gọi là chó, mà trước mặt cái này Bán Sơn rõ ràng cũng là một đầu cắn người chó,
Diệp Thần Phong sẽ tin tưởng lão đầu tử này lời nói mới là lạ chứ. Hắn có nhiều ý vị nhìn xem Phương Bán Sơn, nói ra ta và các ngươi Thiên Sơn môn ở giữa ân oán thật có thể xóa bỏ sao. Nghe được Diệp Thần Phong hỏi ra vấn đề này về sau, Phương Bán Sơn là biết Diệp Thần Phong mắc câu, hắn hiện tại còn đoán không được Diệp Thần Phong thực lực, cho nên hắn mới dự định lợi dụng chiêu này hoãn binh chi kế. Hắn mở miệng nói, tiểu hữu, bên ta Bán Sơn từ trước đến nay là một cái nhất ngôn cửu đỉnh, hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nếu như tiểu hữu ngươi. Răng rác, răng rác, răng rác, còn không có đợi Phương Bán Sơn nói xong, Diệp Thần Phong liền trực tiếp bóp nát lỗ đấu văn cổ, sau đó cầm lỗ đấu văn thi thể cho ném xuống đất, nói ra các ngươi Thiên Sơn môn muốn xóa bỏ cũng được, kia chính là ta Diệp Thần Phong giết sạch các ngươi Thiên Sơn môn tất cả mọi người. Âm vang mạnh mẽ âm thanh truyền vào Phương Bán Sơn trong lỗ tai, cái này Phương Bán Sơn tức giận đến trên mặt bắp thịt hơi hơi co quắp, hắn không nghĩ tới chính mình đem lời nói đến đây cái cấp độ bên trên, cái này Diệp Thần Phong lại còn không chút do dự cầm lỗ đấu văn cho giết. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong nhìn thấu hắn kế hoạch, Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái ngu xuẩn người. Cho thể diện mà không cần tiểu tử, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy bên ta Bán Sơn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Phương Bán Sơn một đôi khô cạn thủ trưởng chặt chẽ nắm khép lại thành quả đấm, trên thân tản mát ra nguyên thiên sơ kỳ khí thế, hắn hiện tại chỉ có cùng Diệp Thần Phong nhất chiến. Nghiêm ác trên trận Thiên Sơn môn đệ tử cảm giác được từ trên người Phương Bán Sơn phát ra khí thế về sau, dưới chân bọn hắn tốc độ là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, ở ngực cũng là khó chịu, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận Phương Bán Sơn phát tán đi ra khí thế. Vừa rồi lão nhân gia này nói hắn là trưởng môn gia gia. Trưởng môn gia gia không phải cũng sớm đã chết sao? Vị này xác thực cũng là trưởng môn gia gia. Năm đó ta gia nhập Thiên Sơn môn thời điểm, còn có hạnh gặp qua một lần lão tổ. Lão tổ thực lực quá mạnh, lão tổ hẳn là có nguyên thiên cảnh giới tầng thứ A. Về sau chỉ cần có lão tổ tại, chúng ta Thiên Sơn môn không phải lại có thể hướng phía trước bước vào một bước sao? Tối nay chúng ta đều dùng không đến lo lắng, tuy nhiên hai trưởng lão bị Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này cho giết, nhưng chỉ cần có lão tổ ở chỗ này. Như vậy ta tin tưởng Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này căn bản không phải lão tổ đối thủ. Nghiêm ác trên trận những Thiên Sơn đó môn đệ tử từng cái mặt mày hớn hở nghị luận lên, theo bọn hắn nghĩ phảng phất Diệp Thần Phong cùng Phương Bán Sơn ở giữa đối chiến, kết cục là đã sớm nhất định. Tại Phương Bán Sơn cầm thể nội khí thế tăng lên về sau, Diệp Thần Phong cũng liền bận bịu tăng lên tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, cầm thể nội linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Phương Bán Sơn tại cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế cường hãn về sau, hắn áp chế trong lòng chấn kinh, nói ra, Diệp Thần Phong, ta cái kia vì ngươi cảm thấy cao hứng đâu. Vẫn là vì ngươi cảm thấy bi ai. Theo như đồn đại ngươi chỉ có cùng phá thiên sơ kỳ ngang hàng lực lượng, không nghĩ tới ngươi lại có cùng nguyên thiên sơ kỳ ngang hàng lực lượng, đây thật là để cho lão phu kinh ngạc a. Trước đó Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng tại cầm Diệp Thần Phong sự tình nói cho Phương Bán Sơn thời điểm. Thuận tiện còn đem Diệp Thần Phong chân dung cho Phương Bán Sơn nhìn qua, cho nên cái này Bán Sơn đã sớm là cầm Diệp Thần Phong cho nhận ra. Đón lấy, Phương Bán Sơn bất thình lình lời nói xoay chuyển, trên mặt nụ cười nói ra, Diệp Thần Phong, lão phu bước vào nguyên thiên sơ kỳ đã lâu, trước mắt đã đang trùng kích nguyên thiên trung kỳ tầng thứ, ngươi cho rằng ngươi lại là lão phu đối thủ sao? Cho dù ngươi là trăm năm, ngàn năm khó gặp thiên tài lại như thế nào? Tối nay ngươi nhất định bị lão phu cầm xuống. Nói nhảm nói xong sao? Nói xong ngươi có thể lên đường. Diệp Thần Phong dưới chân lập tức thi triển ra bạo sâu xa bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong giờ phút này bày ra tốc độ vượt xa nguyên thiên sơ kỳ cao thủ tốc độ, cho nên tại Diệp Thần Phong xuất hiện tại Phương Bán Sơn trước mặt thời điểm, Phương Bán Sơn nụ cười trên mặt còn không có tán đi, hắn một đôi đồng tử trong lúc đó phóng đại. Hắn trong hai con ngươi tràn ngập thật không thể tin thần sắc, hắn vô pháp nghĩ thông suốt Diệp Thần Phong tốc độ vì sao nhanh như vậy. Nhanh đến để cho hắn ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Diệp Thần Phong bỗng nhiên duỗi ra quyền đầu liên tục đánh vào Phương Bán Sơn ở ngực, cầm Phương Bán Sơn ở ngực xương cốt trực tiếp oanh lõm xuống dưới, bĩu bĩu môi nói ra, muốn cầm xuống ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 922, đến là ai tại đối với chúng ta động thủ?
dòng dã ngũ quyền, nhanh mà mãnh liệt nện ở Phương Bán Sơn ở ngực, khiến cho Phương Bán Sơn ở ngực toàn bộ xương cốt toàn bộ bị vỡ nát đứt gãy, dưới chân bước chân hung hăng lui ra phía sau bát bộ, liên tiếp trái tim mạch máu hoàn toàn bị chấn vỡ, liền ngay cả trái tim của hắn bên trên cũng xuất hiện từng cái vết rạn. Phốc, 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 hai tròng mắt chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ Phương Bán Sơn, miệng hắn đột nhiên mở ra đến, bỗng nhiên từ trong cổ họng phun ra ba miệng máu tươi đến, cả người hắn thân thể run rẩy phi thường lợi hại, cặp kia đang nhanh chóng mất đi sức sống đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, cái này Diệp Thần Phong trên thân khí thế rõ ràng chỉ có cùng Nguyên Thiên Sơ Kỳ ngang hàng, mà hắn Phương Bán Sơn bước vào Nguyên Thiên Sơ Kỳ đã lâu, bây giờ đang trùng kích Nguyên Thiên Trung Kỳ, nhưng hắn lại bị Diệp Thần Phong một chiêu miểu sát. Phương Bán Sơn không cam lòng, cực độ không cam lòng, nguyên bản hắn là phi thường có khả năng tại đời này đột phá đến Nguyên Thiên Đỉnh Phong, có thể đây hết thảy đều bị trước mặt Diệp Thần Phong cho hủy. Thiên Sơn Môn trên quảng trường những đối phương đó Bán Sơn tràn ngập tự tin đệ tử, bọn họ thật không có nghĩ đến trong lòng mình lão tổ, thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong một chiêu cũng không tiếp nổi. Trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho dây lát dây, bọn họ từng cái lại lần nữa lâm vào hoảng sợ bên trong. Đứng tại Diệp Thần Phong cách đó không xa Phương Bán Sơn, bộ ngực hắn chập trùng càng ngày càng lợi hại, lỗ mũi và trong mồm hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, run rẩy bờ môi, cực kỳ suy yếu nói ra cổ võ giới sắp biến thiên. Cổ võ giới sắp biến thiên, cổ võ giới muốn. Phương Bán Sơn trong miệng âm thanh yếu ớt im bặt mà dừng, tại trước khi chết trong lòng của hắn muốn rất nhiều, bây giờ Diệp Thần Phong tuy nhiên mới hơn 20 tuổi. Nhưng Diệp Thần Phong cũng đã có miểu sát Nguyên Thiên Sơ Kỳ cao thủ thực lực, nếu như lại bỏ mặc Diệp Thần Phong như thế trưởng thành tiếp, hắn biết cuối cùng cũng có một ngày toàn bộ cổ võ giới cầm không có người lại là Diệp Thần Phong đối thủ, cuối cùng cũng có một ngày Diệp Thần Phong sẽ đứng lên cổ võ giới đỉnh phong nhất. Mà Thiên Sơn Môn sẽ bị Diệp Thần Phong cho thân thủ hủy diệt đi. Phương Bán Sơn biết Diệp Thần Phong là một đầu còn không có lớn lên long, trước lúc này Vân Thiên Tông, Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn luôn luôn không có nhìn thẳng vào qua Diệp Thần Phong, thậm chí coi Diệp Thần Phong là làm một cái tùy thời đều có thể bóp nghiến quả hồng mềm, chỉ khi nào để cho con rồng này chân chính trưởng thành, liền xem như nhất đẳng thế lực Vân Thiên Tông cũng căn bản ngăn không được Diệp Thần Phong. Trên quảng trường Thiên Sơn Môn đệ tử khi nhìn đến Phương Bán Sơn sau khi chết, bọn họ nhao nhao bắt đầu ở trên quảng trường tán loạn đứng lên, bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy trốn ra Thiên Sơn Môn, bất quá. Diệp Thần Phong không có cho bọn hắn cơ hội này, mặc cho này Thiên Sơn Môn đệ tử như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong thủy chung là lãnh khốc vô tình đem bọn hắn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Phải biết đối đãi địch nhân nhân từ, cái kia chính là đối đãi chính mình tàn nhẫn, như là đã đối với Thiên Sơn Môn đại khai sát giới, như vậy Diệp Thần Phong liền nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tại cầm Thiên Sơn Môn trên quảng trường đệ tử toàn bộ giết hết về sau. Diệp Thần Phong cầm trong cơ thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực toàn bộ phóng xuất ra, cảm ứng đến Thiên Sơn trong môn nơi nào còn sống người. Những cái kia tự cho là thông minh sớm đã đem chính mình giấu đi Thiên Sơn môn đệ tử, bọn họ căn bản là tránh không khỏi Diệp Thần Phong linh hồn lực cảm giác. Diệp Thần Phong cầm những Thiên Sơn đó môn đệ tử toàn bộ tìm ra, từng cái toàn bộ đem bọn hắn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Tại cầm Thiên Sơn môn đệ tử toàn bộ giết sạch về sau, Diệp Thần Phong lúc này mới đi bộ nhàn nhã rời đi Thiên Sơn Môn, phảng phất hắn cũng không phải tới Thiên Sơn Môn giết người, mà chính là ngày nữa Sơn Môn ngắm cảnh dạo chơi. Bây giờ trừ lưu tại Vân Thiên Tông Thiên Sơn Môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long hai người này bên ngoài, toàn bộ Thiên Sơn trên cửa trên dưới tất cả mọi người bộ bị Diệp Thần Phong đổ sát sạch sẽ, cái này Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long không tại Thiên Sơn Môn cũng tốt. Vừa vặn có thể đem hai người này lưu cho hắn ngoại thái công Tôn Bác Dịch bọn người động thủ giải quyết. Đồ sát Thiên Sơn trên cửa trên dưới, đây chính là Diệp Thần Phong muốn tại đỉnh cấp thế lực bên này làm ra cái thứ nhất động tĩnh. Hắn tin tưởng đỉnh cấp thế lực bên này chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tối nay sự tình mà trở nên rung chuyển bất an. Diệp Thần Phong rời đi Thiên Sơn phía sau cửa, hắn liền tìm một cái bí ẩn địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ ngày mai hắn muốn đi hướng về Thiên Tinh Thành, tại Thiên Tinh Thành bên trong chờ đợi Hạ Tử Ninh cùng Tôn Bác Dịch bọn họ đến. Ngày kế tiếp, trời còn tờ mờ sáng thời điểm. Thiên Sơn Môn trên quảng trường liền xuất hiện một nhóm người, bọn họ theo thứ tự là Vân Thiên Tông Tông Chủ Vương Chúng Thiên, Thiên Sơn Môn Trưởng Môn Phương Chí Dũng,
Thiên Sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm. Đương nhiên tại Vương Chúng Thiên bên cạnh còn đứng lấy một cái 6-70 tuổi lão đầu này chính là Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam, hắn một thân thực lực đã đạt tới Nguyên Thiên Trung Kỳ. Tối hôm qua đêm khuya Vương Chúng Thiên bọn người liền nhận được Thiên Sơn cửa bị đổ sát tin tức, cho nên Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long lập tức đi suốt đêm quay về Thiên Sơn môn. Đương nhiên Vương Chúng Thiên bọn người là bồi tiếp Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long cùng đi nhìn xem. Chỉ gặp cả mảnh trời Sơn Môn trên quảng trường là nằm đầy vô số cỗ Thiên Sơn Môn đệ tử thi thể không đầu, trong không khí tràn ngập phi thường dày đặc mùi máu tươi, trên mặt đất dính đầy máu tươi, tại quảng trường bên trái một chỗ, nơi đó thẳng cương cương đứng đấy một cái lão đầu tử, cái lão nhân này hai mắt trừng lớn lớn, miệng hơi hơi mở ra, bên khóe miệng từng tia máu tươi đã là xử lý. Ở ngực một mảng lớn xương cốt là hoàn toàn lõm xuống dưới. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng khi nhìn đến lão đầu này về sau, hắn hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, vội vàng đi đến lão đầu này trước mặt, trong miệng tê tâm liệt phế quát ra ra, ra ra, ra ra. Thủ hạ khi nhìn đến lão đầu này về sau, bọn hắn cũng đều hơi hơi sững sờ, bao quát Thiên Sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long. Bọn họ đều là nhận ra Phương Chí Dũng ra ra Phương Bán Sơn, Phương Chí Dũng không phải đã sớm đối ngoại tuyên bố ra ra hắn Phương Bán Sơn đã chết sao. Thiên Sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long, hắn nhìn xem trên quảng trường vô số cỗ Thiên Sơn môn đệ tử thi thể, hắn khóe mắt không ngừng nhảy lên, hắn thân ảnh lập tức lướt vào Thiên Sơn môn trong đại điện, tại Thiên Sơn trong môn cẩn thận tìm kiếm một lần về sau, trên mặt hắn mang theo thất vọng cùng tuyệt vọng thần sắc trở lại trên quảng trường. Đi vào Phương Chí Dũng bên cạnh, nói ra, trưởng môn, Thiên Sơn trong môn không có lưu lại một người sống. Nghe được Thu Nguyên Long báo cáo về sau, Phương Chí Dũng tâm lý hít một hơi lãnh khí, thân thể kìm lòng không được run rẩy lên, trong hai con ngươi trừ phẫn nộ bên ngoài, còn mang theo điểm một chút vẻ sợ hãi, dù sao có thể trong vòng một đêm đổ sát hắn Thiên Sơn môn, đối phương khẳng định không phải một cái hời hợt hạng người, huống chi ra ra hắn Phương Bán Sơn đã có Nguyên Thiên sơ kỳ thực lực. Phương Chí Dũng nhìn xem Thu Nguyên Long nói ra, đại trưởng lão, gia gia của ta có Nguyên Thiên sơ kỳ thực lực, xem ra lần này là có người cố ý tại nhằm vào chúng ta Thiên Sơn môn, chẳng lẽ chúng ta Thiên Sơn môn muốn như vậy không hạ xuống sao? Nghe được Phương Bán Sơn có Nguyên Thiên sơ kỳ thực lực, ở đây Vương Chúng Thiên bọn người hơi hơi sững sờ, Vương Chúng Thiên nói ra, Phương trưởng môn, còn xin ngươi bớt đau buồn đi đi. Nếu như ngươi về sau không có chỗ đi. Ngươi có thể lưu tại chúng ta Vân Thiên Tông, chúng ta Vân Thiên Tông tùy thời hoan nghênh ngươi. Dù sao hiện tại chết là Thiên Sơn môn đệ tử, cái này Vương Chúng Thiên trong nội tâm ngược lại là cũng không quan trọng. Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm cũng có chút thọ tử hồ bi thê lương cảm giác, dù sao hắn Vạn Độc môn cùng Thiên Sơn môn giống nhau là tam đẳng thế lực, không giống Vân Thiên Tông là nhất đẳng thế lực, hắn yên lặng một hồi, mới mở miệng nói ra. Xem ra đỉnh cấp thế lực bên này môn phái đối chúng ta trong khoảng thời gian này phương pháp làm bất mãn, có thể trong vòng một đêm đổ sát Thiên Sơn môn đệ tử, đồng thời sẽ có được Nguyên Thiên sơ kỳ phương tiền bối cũng giết, ta nhìn đối phương tối thiểu nhất là nhị đẳng thế lực. Bất quá, hiện tại đỉnh cấp thế lực bên này đều biết ba chúng ta đại môn phái đứng chung một chỗ, ta xem nhị đẳng thế lực cũng không dám đối với chúng ta động thủ, cũng chỉ có nhất đẳng thế lực dám ở lúc này đối với chúng ta động thủ. Nghe xong Khang Bách Âm suy đoán về sau, Phương Chí Dũng lông mày là chặt chẽ nhăn lại đến, hắn nói một mình nói một câu, đến là ai tại đối với chúng ta động thủ. Ngược lại, Phương Chí Dũng lại đối Vương Chúng Thiên, nói ra, Vương Tông Chủ, hiện tại chúng ta là đứng tại trên một cái thuyền người, bây giờ ta Thiên Sơn môn xem như hoàn toàn xong đời, đối phương kế tiếp mục tiêu có lẽ là Vạn Độc môn, xuống lần nữa một mục tiêu có lẽ cũng là các ngươi Vân Thiên Tông. Theo ta thấy chúng ta bây giờ hẳn là muốn đem đổ sát chúng ta Thiên Sơn môn hung thủ tìm cho ra. Lúc này Vương Chúng Thiên không nói gì, ngược lại là Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam mở miệng, Phương Chí Dũng, chúng ta mặc dù là đứng tại trên một cái thuyền người, nhưng là ngươi tu muốn đem chúng ta Vân Thiên Tông kéo xuống nước. Theo ta thấy đối phương tối đa cũng chỉ dám đối với các ngươi Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn động thủ, đối phương còn không dám đối với chúng ta Vân Thiên Tông động thủ. Cho nên nếu như các người muốn điều tra hung thủ sau màn, chúng ta Vân Thiên Tông sẽ không ngăn cản. Nhưng chúng ta Vân Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Theo Ngô Nam lần này đối với Thiên Sơn môn động thủ vô cùng có khả năng là nhất đẳng thế lực,
cho nên nếu như Vân Thiên Tông nhúng tay vào đi vào, đến lúc đó điều tra ra hung thủ sau màn, Vân Thiên Tông cũng sẽ không thể đủ không để ý, thậm chí muốn cùng hung thủ sau màn liều cái ngươi chết ta sống. Huống hồ bây giờ hung thủ sau màn cũng không có đối với Vân Thiên Tông động thủ, cho nên theo Ngô Nam Vân Thiên Tông không thể nhúng tay chuyện này, chí ít trước mắt không thể. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới thủ phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài hỗ trợ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 923, gió dục mây vần cổ võ giới tại Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh cực kỳ nhanh chóng đến Thiên Sơn Môn trên quảng trường, cái này khiến ở đây Vương Chúng Thiên bọn người toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái này màu đen thân ảnh bên trên. Cái này màu đen thân ảnh là một cái 37-38 tuổi trung niên nam nhân, mặc trên người một kiện màu đen trường sam, hắn chính là Vân Thiên Tông một tên hạch tâm đệ tử, một thân thực lực đến phá thiên sơ kỳ, hắn trong lỗ mũi khí tức hơi có chút hỗn loạn, tại đến Thiên Sơn Môn quảng trường trước đó, hắn hẳn là không đứng ở đi đường. Vương Chúng Thiên cùng Ngô Nam khi nhìn đến tên này Vân Thiên Tông hạch tâm đệ tử về sau, Vương Chúng Thiên mở miệng hỏi, Triệu Sơn, làm sao ngươi tới tại đây? Ngươi không phải đi nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia tiếp ứng đệ đệ ta Vương Chúng An sao? Vị này tên là Triệu Sơn Vân Thiên Tông đệ tử, hắn tại nuốt nước miếng về sau, nói ra, hồi bẩm trưởng môn, tối hôm qua các ngươi rời đi Vân Thiên Tông ước chừng một giờ sau, ta liền trở lại Vân Thiên Tông, ta vội vội vàng vàng đuổi theo trưởng môn, ta là có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn hồi báo cho trưởng môn ngươi nghe. Vương Chúng Thiên nhìn thấy Triệu Sơn một mặt bộ dáng nghiêm túc, hắn phất phất tay, nói ra tốt, Triệu Sơn, có cái gì thời điểm chuyện trọng yếu, người bây giờ có thể nói. Triệu Sơn cổ họng bên trên hầu kết chậm rãi phun trào, hít một hơi, nói ra, trưởng môn, đệ đệ ngươi Vương Chúng An chết, là bị người bóp nát cổ xương mà tử vong. Nguyên bản cái này Triệu Sơn là muốn đi nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia tiếp ứng Vương Chúng An, mà khi Triệu Sơn đi vào kết giới chi môn địa phương lúc, hắn cũng không có ở nơi đó nhìn thấy Vương Chúng An thân ảnh, thế là Triệu Sơn ngay tại chung quanh trong bụi cây tìm kiếm một phen. Quả nhiên tại trong bụi cây tìm tới ba bộ thi thể, bên trong một bộ cũng là Vương Chúng An. Lúc trước Diệp Thần Phong giết chết Vương Chúng An bọn người về sau, hắn chỉ là để cho phong vệ đội thành viên tùy tiện xử lý một chút thi thể, cho nên phong vệ đội thành viên liền đem Vương Chúng An bọn người thi thể ném ở cách đó không xa trong bụi cây. Nghe được Vương Chúng An tin chết về sau, Vương Chúng Thiên cùng Ngô Nam là sắc mặt kịch biến, mà Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long cùng Khang Trăm Âm ba người này, trong lòng bọn họ mặt từng cái là âm thầm cao hứng, cái này Vân Thiên Tông không phải là không muốn nhúng tay sao. Bây giờ Vương Chúng Thiên thân đệ đệ đều bị người cho giết, xem ra Vân Thiên Tông muốn không để ý cũng không được. Con trai của Vương Chúng Thiên bị Diệp Thần Phong cho giết, hiện tại hắn thân đệ đệ lại không khỏi rượu chết. Cái này khiến trong lòng của hắn nộ hỏa là cuồn cuộn bốc cháy lên, quát tại hiện trường có hay không lưu lại đầu mối gì. Là ai dám giết hại ta Vương Chúng Thiên đệ đệ? Triệu Sơn hồi ức một lúc sau, hắn rồi mới lên tiếng, trưởng môn, cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ bị giết chết còn có huyết kiếm môn trưởng môn cùng phi đao môn trưởng môn. Hai người này kiểu chết cùng tại đây Thiên Sơn môn đệ tử kiểu chết giống nhau y hệt. Hai người bọn họ đầu đồng dạng là bạo liệt mà chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi qua Triệu Sơn kiểu nói này. Ở đây người cơ hồ có thể khẳng định đồ sát Thiên Sơn môn nhân, cực kỳ có khả năng cũng là giết chết Vương Chúng An người, Vương Chúng Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tự nhủ, Diệp Thần Phong, đây hết thảy cũng là Diệp Thần Phong xúc sinh kia gây nên, phụ thân ta hẳn là tại thế tục giới chậm trễ một chút thời gian, chờ phụ thân ta cầm Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đuổi bắt sau khi trở về. Ta nhất định phải cầm tiểu xúc sinh này rút gân lột ra. Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long cùng Khang Trăm Âm ba người này, bọn họ cũng 10 phần đồng ý Vương Chúng Thiên thuyết pháp, nếu không phải Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này, bọn họ cũng sẽ không bị đỉnh cấp thế lực bên này bọn họ đưa cho để mắt tới, trong khoảng thời gian này bọn họ tam đại môn phái tại đỉnh cấp thế lực bên này làm cho quá so chiêu đong đưa. Có thể Vương Chúng Thiên bọn người thật tình không biết, cũng là bọn họ trong miệng Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này sát Vương Chúng An. Đồ sát Thiên Sơn môn đệ tử, thậm chí cầm Vương Mộc Trùng đều cho giết, buồn cười là Vương Chúng Thiên bọn người tưởng rằng nhất đảng thế lực đối bọn hắn động thủ,
Buồn cười là Vương Trúng Thiên bọn họ còn đang chờ Vương Mộc Trùng cầm Diệp Thần Phong cho đuổi bắt trở về đây. Trưởng môn, chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam đối Vương Trúng Thiên nói ra. Ngược lại, Ngô Nam lại đối Phương Chí Dũng bọn người, nói ra, ta thu hồi mới vừa nói qua lời nói, tất nhiên đối phương ngay cả chúng ta Vân Thiên Tông đều không muốn buông tha, như vậy chúng ta Vân Thiên Tông há có thể lặng yên không lên tiếng. Tại Vương Trúng Thiên cùng Phương Chí Dũng bọn người chuẩn bị tay điều tra hung thủ sau màn thời điểm, cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên trong nhất đảng thế lực Vân Tiêu Cung trong phòng nghị sự, giờ phút này bầu không khí cũng lộ ra 10 phần yên lặng. Tại đỉnh cấp thế lực bên này lợi hại nhất có tứ đại môn phái, chúng nó theo thứ tự là Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Xích Viêm Cốc cùng Vân Thiên Tông. Đương nhiên tại đỉnh cấp thế lực bên này cũng có rất nhiều không lộ liễu lộ thủy thế lực, nhưng chúng nó thực lực là rất mạnh, thậm chí không thể so với cái này tứ đại môn phái kém. Cái này tứ đại môn phái tối thiểu nhất là đỉnh cấp thế lực bên này mặt ngoài cường đại nhất tứ đại môn phái. Tại cái này tứ đại môn phái Trung Vân Thiên Tông thế lực đối lập muốn yếu kém một chút, mà đổi thành bên ngoài tam đại môn phái thế lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Nhất đẳng thế lực mạng lưới tin tức là phi thường cường hãn, cho nên tối hôm qua Thiên Sơn cửa bị đồ sát sự tình, đã sớm tại rất nhiều nhất đẳng trong thế lực truyền ra, cái này bên trong liền có Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Lý Đông Thiên, một thân thực lực đến nguyên thiên sơ kỳ. Giờ phút này Lý Đông Thiên ngồi tại Vân Tiêu Cung phòng nghị sự thủ vị, tại hắn ngồi phía dưới Vân Tiêu Cung các vị trưởng lão, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái tiếp cận 30 tuổi thanh niên. Người thanh niên này cùng Lý Đông Thiên dáng dấp có mấy phần chỗ tương tự, hắn là Lý Đông Thiên nhi tử Lý Tử Hạo, một thân thực lực đến phá thiên đỉnh phong. Bây giờ đang tại trùng kích nguyên thiên sơ kỳ, hắn chính là đỉnh cấp thế lực bên này công nhận đệ nhất thiên tài. Lý Đông Thiên yên lặng sau một lát, hắn đánh vỡ trong phòng nghị sự yên lặng, nói ra, tối hôm qua Thiên Sơn môn cơ hồ bị đổ sát không còn một mảnh, may mắn còn sống chỉ có Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long, với lại ta còn nghe nói Vân Thiên Tông tông chủ đệ đệ Vương Trùng An cũng bị người cho giết. Lý Đông Thiên dừng lại một chút, trên mặt hiển hiện từng tia cười lạnh, cái này Vân Thiên Tông lại còn coi chúng ta cũng là ngu ngốc, Vương Trúng Thiên phụ thân Vương Mộc Trùng nếu còn chưa chết. Cái này Vương Mộc Trùng đã tiến vào thế tục giới, cái này Vân Thiên Tông trái với đỉnh cấp thế lực bên này chế ước, thật không biết lần này là Địa Ma Điện tại động thủ đâu. Vẫn là Xích Viêm Cốc tại động thủ. Đứng tại Lý Đông Thiên bên cạnh Lý Tử Hạo, trên mặt hắn lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nói ra cái này Vân Thiên Tông cũng xứng cùng chúng ta cùng xưng là tứ đại môn phái. Ta nghe nói Vân Thiên Tông, Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn là vì đối phó một cái thế tục giới tiểu tử. Cái này tam đại môn phái thậm chí ngay cả cái thế tục giới tiểu tử cũng đối phó không, đây quả thực là mất hết chúng ta đỉnh cấp thế lực bên này khuôn mặt. Đối với Lý Tử Hạo bất thình lình chen vào nói, ở đây bất luận kẻ nào đều không có tỏ vẻ ra là bất mãn, bởi vì Lý Tử Hạo biểu hiện ra thiên phú quá yêu nghiệt, bọn họ tin tưởng tương lai Lý Tử Hạo có thể chỉ huy Vân Tiêu Cung cao hơn một tầng lầu. Tốt, Tử Hạo, chỉ là một cái thế tục giới tiểu tử, người cũng không cần để ở trong lòng. Người tương lai đường còn rất dài, lần này Vân Thiên Tông bọn họ sự tình, chúng ta trước tiên ở một bên nhìn kỹ hãng nói. Lý Đông Thiên mở miệng nói ra. Đồng dạng tại Vân Tiêu Cung nghị luận liên quan tới tối hôm qua sự tình thì đỉnh cấp thế lực bên này Địa Ma Điện một gian trong phòng nghị sự. Gian phòng này trong phòng nghị sự cho người ta một loại âm khí tùm cảm giác, Địa Ma Điện trưởng môn nhân ma vô sát. Từ khi tại 3 năm trước đây con trai của hắn bị Nguyệt Hoa Cung Hạ Tử Ninh cho giết về sau, cái này ma vô sát tính tình liền trở nên càng thêm hung tàn. Giờ phút này, ma vô sát thủ bên trong cầm một đầu mang theo kịch độc rắn, để cho con rắn này thỏa thích cắn hắn cánh tay trái, trên mặt hắn là mang theo hưởng thụ biểu lộ. Sau một lát, hắn trực tiếp cầm trong tay rắn độc xé rách thành hai nửa, ngữ khí âm trầm nói ra, đỉnh cấp thế lực bên này bình tĩnh quá lâu. Xem ra lúc này cuối cùng là có trò vui xem, đến là Vân Tiêu Cung động thủ đâu. Vẫn là Xích Viêm Cốc động thủ. Tại Địa Ma Điện suy đoán tối hôm qua sự tình thì đỉnh cấp thế lực bên này Xích Viêm Cốc một gian trong phòng nghị sự. Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm, chính là một tên nhìn qua 10 phần đại lão thô trung niên nam nhân, bất quá, cái này Liệt Viêm một đôi tròng mắt bên trong nhưng là lóe ra trí tuệ quang mang, hắn nhìn xem ở đây một đám Xích Viêm Cốc trưởng lão.
hắn mở miệng nói ra, Vân Thiên Tông sự tình lần này làm được có chút quá mức, Vân Thiên Tông thật đúng là coi là có thể man thiên quá hải sao. Lần này đến là Vân Tiêu Cung động thủ, vẫn là Địa Ma Điện động thủ, theo ta thấy Địa Ma Điện động thủ xác suất tương đối cao. Đỉnh cấp thế lực bên này tứ đại môn phái bên trong tam đại môn phái, bọn họ đều tại lẫn nhau suy đoán, liền liên Vân Thiên Tông, Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn Môn, cái này tam đại môn phái cũng đều cho rằng là nhất đẳng thế lực tại đối bọn hắn động thủ. Thật tình không biết, đây hết thảy cũng là Diệp Thần Phong tạo thành, cố gắng bây giờ Diệp Thần Phong trong mắt bọn hắn chỉ là một cái sừng nhỏ sắc mà thôi, nếu có một ngày bọn họ nhìn thấy cái này sừng nhỏ sắc bộ mặt thật sự. Những này đỉnh cấp thế lực bên này cao thủ khẳng định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Dù sao bởi vì là Diệp Thần Phong tối hôm qua đổ sát Thiên Sơn môn đệ tử, đỉnh cấp thế lực bên này là hoàn toàn trở nên gió dục mây vần. Chương 924, hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như đem Diệp Thần Phong ví dụ thành một tảng đá lớn đầu, đem đỉnh cấp thế lực ví dụ thành một đầu hồ nước, như vậy Diệp Thần Phong khối này đại thạch đầu bỗng nhiên nện vào đỉnh cấp thế lực đầu này trong hồ. Khiến cho trong hồ là kích thích từng tầng kinh người bọt nước, thế nhưng là đỉnh cấp thế lực bên này môn phái còn không biết, đây hết thảy cũng là một cái bọn họ không có để vào mắt thanh niên gây nên. Mà Diệp Thần Phong còn chưa không biết đi qua hắn tối hôm qua đổ sát Thiên Sơn môn đệ tử sự tình, toàn bộ đỉnh cấp thế lực bên này tình thế tại thay đổi một cách vô tri vô giác dung chuyển, tại đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối về sau, sáng sớm Diệp Thần Phong liền đạp lên hướng về Thiên Tinh Thành lộ trình. Hạ Tử Ninh muốn đi nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia thông chi Tôn Bác Dịch bọn người, đồng thời mang theo Tôn Bác Dịch đám người đi tới đỉnh cấp thế lực Thiên Tinh Thành bên trong cùng Diệp Thần Phong hội hợp, cái này bên trong tối thiểu nhất phải tốn đi 7-8 ngày tả hữu thời gian. Chờ Tôn Bác Dịch bọn người đến đỉnh cấp thế lực bên này, Diệp Thần Phong nhất định phải tìm một chỗ làm hắn căn cư địa, mà này Thiên Tinh Thành ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lúc trước Diệp Thần Phong thế nhưng là đã giúp Thiên Tinh Thành thành chủ Triệu Vô Không một cái, với lại Triệu Vô Không một đôi song bào thai nữ nhi Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện, lúc ấy tại Diệp Thần Phong lúc rời đi đợi, hai người bọn họ là lưu luyến không rời, còn nói đợi các nàng tu luyện tới tiên thiên chi cảnh tầng thứ. Hai người bọn họ liền sẽ đi tìm Diệp Thần Phong. Lúc trước Diệp Thần Phong trên mặt là mang theo mặt nạ ra người, đồng thời còn cần Diệp Phong cái tên giả này chứ, bất quá. Tại cùng Triệu Tiêu Tiêu, Triệu Viện Viện trước khi chia tay, Diệp Thần Phong đem hắn tên thật lưu lại. Diệp Thần Phong tối hôm qua trừ nghỉ ngơi bên ngoài, hắn còn tìm một chút người chế tác bên ngoài cỗ tài liệu, tốn một chút thời gian chế tạo ra một tấm mặt nạ ra người đến, mà giờ khắc này Diệp Thần Phong trên mặt đã mang theo tấm kia mặt nạ ra người, hắn tướng mạo lại biến thành ban đầu ở Thiên Tinh Thành bên trong bộ dáng, sắc mặt vàng như nến, tướng mạo hết sức bình thường. Tuy nhiên Diệp Thần Phong cũng định đem Thiên Tinh Thành làm hắn căn cư địa, nhưng hắn dù sao cùng Triệu Vô Không bọn người ở chung thời gian không nhiều, hắn còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Triệu Vô Không bọn họ, cho nên hắn dự định trước tiên lấy bộ này lúc trước tại Thiên Tinh Thành bộ dáng, hảo hảo đi thử một chút Triệu Vô Không bọn họ. Làm tướng mạo đại thay đổi Diệp Thần Phong đuổi tới Thiên Tinh Thành thời gian đã là giữa trưa, tại Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành một bức treo trên vách tường một tấm chân dung. Cái này trên bức họa rõ ràng là Diệp Thần Phong bộ dáng, tại bức họa dưới còn viết rõ Diệp Thần Phong tên cùng các loại cơ bản tin tức. Đây là Vân Thiên Tông, Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn liên hợp khởi xướng lệnh truy nã, chỉ cần có người có thể cung cấp Diệp Thần Phong tin tức, chúng nó tam đại môn phái liền sẽ trùng trùng điệp điệp có cùng. Diệp Thần Phong chỉ là tại Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành đứng lặng trong chốc lát, hắn liền hướng về Thiên Tinh Thành bên trong đi đến. Trong đầu hắn còn nhớ rõ phủ thành chủ đại khái phương vị, làm Diệp Thần Phong đến Triệu Vô Không phủ thành chủ cửa ra vào thì phủ thành chủ hai cánh của lớn đọng thật chặt. Diệp Thần Phong đi đến trước cổng chính, đang lúc hắn muốn gõ cửa thời điểm, hắn cảm giác bén nhạy năng lực, rõ ràng cảm giác được thành chủ này trong phủ có mấy cỗ khí thế cường hãn, cái này mấy cỗ khí thế tuyệt đối không thể nào là Triệu Vô Không bọn họ, phải biết lúc trước Triệu Vô Không chỉ có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Mà Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện chỉ là thiên giai hạ phẩm thực lực, cái này hai nha đầu là tại Diệp Thần Phong trợ giúp dưới, các nàng thực lực mới trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Diệp Thần Phong lần trước rời đi đỉnh cấp thế lực bên này cũng không có bao lâu thời gian, Triệu Vô Không thực lực bọn hắn không có khả năng lớn bao nhiêu tăng lên, cho nên cái này khiến Diệp Thần Phong hơi nhíu lên lông mày đến, hắn cảm giác thành chủ này trong phủ khẳng định là phát sinh sự tình gì.
Thế là, Diệp Thần Phong từ bỏ gõ cửa dự định, hắn cầm chính mình khí tức cho chặt chẽ thu liếm, đi đến phủ thành chủ bên trái góc tường, hai chân hơi hơi đạp xuống đất, cả người hắn liền bay qua phủ thành chủ tường rào, thân thể vững vàng rơi vào trong thành chủ phủ. Tại Diệp Thần Phong tiến vào phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ trong đại sảnh, hai tên hơn 50 tuổi lão đầu canh giữ ở cửa đại sảnh, một tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ngồi trong đại sảnh trên thủ vị, ở tên này trung niên nam nhân bên cạnh còn đứng lấy một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Mà ở đại sảnh bốn phía nằm đầy vô số cố phủ thành chủ hộ vệ thi thể, ở đại sảnh chính giữa vị trí đứng đấy một nam hai nữ, cái này một nam hai nữ trên mặt đều tràn ngập bối rối thần sắc, bọn họ cũng là Thiên Tinh thành thành chủ Triệu Vô Không, cùng hắn hai cái song bào thai nữ nhi Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện. Triệu Tiêu Tiêu mặc trên người một kiện màu trắng sa chất quần áo, khóe miệng nàng có một khỏa mỹ nhân trí, mà muội muội Triệu Viện Viện mặc trên người một kiện thanh sắc sa chất quần áo, cái này hai tỷ muội giờ phút này thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, hàm răng là cắn chặt béo mập bờ môi. Ngồi ở đại sảnh thủ vị tên kia trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Vư Vệ Hoàng, hắn chính là đỉnh cấp thế lực bên này Cực Lạc môn trưởng môn, một thân thực lực đã đến nguyên thiên sơ kỳ. Mà đứng tại Vư Vệ Hoàng bên cạnh thanh niên tên là Vư Cảnh Đồng, hắn là con trai của Vư Vệ Hoàng, một thân thực lực tại phá thiên sơ kỳ tầng thứ. Đứng ở đại sảnh cửa ra vào trấn giữ lấy hai cái lão đầu tử, bên trái tên là Lôi Vĩnh Thọ, hắn là Cực Lạc môn đại trưởng lão, một thân thực lực đến phá thiên đỉnh phong cấp độ, mà bên phải lão đầu tên là Đỗ Nghi Niên, hắn là Cực Lạc môn nhị trưởng lão, một thân thực lực đến phá thiên trung kỳ tầng thứ. Cái này Cực Lạc môn tại đỉnh cấp thế lực bên này thuộc về xú danh chiêu lấy môn phái, bởi vì Cực Lạc môn tu luyện công pháp cần không ngừng cướp bóc nữ nhân đệ nhất thứ nguyên âm lực lượng. Nguyên bản cái này Cực Lạc môn tại đỉnh cấp thế lực bên này cũng là thuộc về một cái nhị đẳng thế lực, thế nhưng là Cực Lạc môn loại hành vi này để cho đại đa số môn phái đều cực kỳ trơ trẽn. Cho nên, tại hai năm trước, có mấy cái môn phái liên hợp lại, cùng nhau rất đúng để môn tiến hành đồ sát, bất quá, sau cùng Cực Lạc môn trưởng môn Vưu Vệ Hoàng, con trai của hắn Vưu Cảnh Đồng, đại trưởng lão Lôi Vĩnh Thọ cùng nhị trưởng lão Đỗ Nghi Niên vẫn là chạy trốn. Hai năm này Vư Vệ Hoàng bọn người là trải qua khắp nơi ẩn núp sinh hoạt. Nguyên bản Cực Lạc môn Vư Vệ Hoàng bọn người chỉ là đi qua Thiên Tinh Thành mà thôi, có thể đúng lúc không khéo Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện cái này hai nha đầu vừa vặn trên đường phố, Vư Vệ Hoàng bọn người lập tức cảm giác được cái này hai nha đầu còn không có bị phá thân thể, với lại cái này hai nha đầu chính là thiên giai thượng phẩm cao thủ, đây đối với Vư Vệ Hoàng bọn người tới nói thế nhưng là phi thường bổ dưỡng đỉnh lô. Cho nên Vư Vệ Hoàng bọn người một đường đi theo Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện đi vào phủ thành chủ, tại cầm phủ thành chủ cửa ra vào hộ vệ giết chết về sau, bọn họ liền đem phủ thành chủ đại môn cho giam lại, mà bây giờ toàn bộ phủ thành chủ trừ Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện còn sống bên ngoài, thủ hạ đều bị Vư Vệ Hoàng bọn họ cho giết sạch. Ngồi ở đại sảnh thủ vị Vư Vệ Hoàng, hắn nhìn xem bị Triệu Vô Không chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện. Hắn quay đầu đối bên cạnh nhi tử, nói ra Cảnh Đồng, người bước vào phá thiên sơ kỳ đã thật lâu ha. Ta xem chờ ngươi hấp thu xong cái này hai nha đầu nguyên âm lực lượng, ngươi hẳn là có thể đủ bước vào phá thiên trung kỳ. Tại nói với Vưu Cảnh Đồng xong sau, Vưu Vệ Hoàng lại đối cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên, nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chờ Cảnh Đồng hấp thu cái này hai nha đầu nguyên âm lực lượng, cái này hai nha đầu liền giao cho các ngươi xử lý. Tuy nhiên cái này hai nha đầu lần thứ nhất sẽ bị Cảnh Đồng cướp bóc, nhưng cái này hai nha đầu dù sao cũng là thiên giai thượng phẩm thực lực, đối với các ngươi hai cái vẫn còn có chút trợ giúp. Đứng tại cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên, cái này lưỡng lão đầu mục chỉ là chăm chú nhìn Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện, hai người bọn họ là phi thường yêu thích nữ nhân, riêng là trước mặt đối với như nước trong veo song bào thai tỉ muội nhìn qua liền phi thường đủ vị. Đứng tại Vưu Vệ Hoàng bên cạnh Vưu Cảnh Đồng, trên mặt hắn là treo không kịp chờ đợi nụ cười, hắn đối Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện, nói ra, chỉ cần các ngươi hai cái chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan để cho các ngươi phụ thân có thể sống sót, bằng không ta hiện tại lập tức đem bọn ngươi phụ thân đưa đi gặp Diêm Vương gia. Bị Triệu Vô Không bảo hộ ở sau lưng Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện, cái này hai nha đầu đang nghe Vưu Cảnh Đồng lời nói về sau. Cùng cảm nhận được Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên cái này lưỡng lão đầu vội vàng ánh mắt về sau,
Hai người bọn họ thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, hàm răng cầm bờ môi đều cắn tràn ra máu tươi đến, các nàng hai tỉ muội trong đầu không khỏi hiển hiện một tên sắc mặt vàng như nến thanh niên thân ảnh, các nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng lúc trước tên này thanh niên lúc rời đi đợi. Lưu hắn lại tên thật, Diệp Thần Phong. Phía trước đoạn thời gian Vân Thiên Tông, Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn liên hợp truy nã Diệp Thần Phong thời điểm, liên quan tới Diệp Thần Phong sự tích cũng truyền đến Thiên Tinh Thành đến. Đồng thời tại Tam Đại Môn phái gián tiếp Diệp Thần Phong chân dung thì cái này hai tỷ muội trước tiên đi xem. Đáng tiếc là trên bức họa Diệp Thần Phong căn bản cùng các nàng nhận biết Diệp Thần Phong không giống nhau, cái này khiến các nàng hai tỷ muội là thất lạc một lúc lâu. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện hít sâu một cái khí, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, các nàng không thể để cho mình phụ thân vì bọn nàng mà chết. Triệu Tiêu Tiêu bất thình lình mở miệng nói, muội muội, trong lòng ngươi còn muốn lấy Diệp Thần Phong đó sao? Triệu Viện Viện gật gật đầu, nói ra, tỷ tỷ, Diệp Thần Phong có lẽ dung mạo không đẹp xem, nhưng ở trong lòng ta hắn là có mị lực nhất nam nhân, hy vọng kiếp sau ta có thể làm hắn nữ nhân. Cái này hai tỷ muội trong nội tâm là hoàn toàn tuyệt vọng, các nàng biết hôm nay tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kỳ tích phát sinh, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị Vưu Cảnh Đồng làm bẩn, về sau còn muốn bị Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên hai cái này lão đầu đùa bỡn thân thể. Chương 925, lựa chọn tự sát, vẫn là để ta động thủ. Diệp Thần Phong khi tiến vào Triệu Vô Không phủ thành chủ về sau, hắn yên lặng đi vào đại sảnh ngoài cửa một cây đại thụ đằng sau, lấy hắn bây giờ tông cấp sơ kỳ thực lực, cửa đại sảnh Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên căn bản phát hiện không hắn khí tức. Diệp Thần Phong đầu tiên đem trong đại sảnh tất cả mọi người thực lực đều thô sơ giản lược cảm ứng một lần, phát hiện tối cao thực lực người cũng chỉ có nguyên thiên sơ kỳ cảnh giới về sau. Trong lòng của hắn là hoàn toàn yên tâm lại, tốt xấu hắn cùng Triệu Vô Không mấy người cũng xem như có chút sâu xa, tất nhiên chuyện thế này để cho hắn cho gặp được, như vậy hắn liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Trong đại sảnh vừa mới Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện nói chuyện cũng không có hạ thấp giọng, lấy Diệp Thần Phong nhạy cảm thính giác mà nói, hắn là cầm Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn thật không có nghĩ đến cái này tới hai cái nha đầu còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Diệp Thần Phong nguyên bản liền định thử một chút Triệu Vô Không bọn người, trước mắt không phải liền là một cái ngàn năm một thuở cơ hội sao. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Thiên Tinh Thành thời điểm, hắn thực lực chỉ thuộc về 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực, tương đương với một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ, trong lòng có một phen ý nghĩ về sau, Diệp Thần Phong không còn thu liếm tự thân khí tức. Mà chính là cầm trong thân thể khí thế khống chế tại 10 cấp đỉnh phong cấp độ, nghênh ngang từ đại sảnh bên ngoài phía sau đại thụ đi tới. Tại Diệp Thần Phong cầm khí tức phóng xuất ra thời điểm, đứng ở đại sảnh cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên liền phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh, tại cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể chỉ có cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ tương đối khí thế về sau, hai cái này lão đầu trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương, cái này Cực Lạc Môn đại trưởng lão Lôi Vĩnh Thọ nghiêm sắc mặt, chất vấn, ngươi là ai? Lôi Vĩnh Thọ một tiếng này chất vấn gây nên trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt, làm Triệu Vô Không, Triệu Viện Viện cùng Triệu Tiêu Tiêu hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy tên kia sắc mặt vàng như nến thanh niên thì ba người bọn hắn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, có thể ngược lại bọn họ lại lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, bọn họ biết Diệp Thần Phong tuy nhiên có tiên thiên đỉnh phong thực lực, nhưng là Vưu Vệ Hoàng bọn người bên trong thực lực yếu nhất cũng có phá thiên sơ kỳ, huống chi Vưu Vệ Hoàng vẫn là nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Diệp Thần Phong xuất hiện thuần túy chỉ có chịu chết phân. Diệp Thần Phong, người đi mau, người đi mau. Triệu Tiêu Tiêu cái thứ nhất hét to lên. Diệp Thần Phong, chúng ta tại đây không cần ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta rời đi. Triệu Viện Viện cũng lập tức khẽ kêu nói. Đứng tại Vưu Vệ Hoàng bên cạnh Vưu Cảnh Đồng. Hắn ngược lại là đầy hứng thú nhìn xem đại sảnh bên ngoài Diệp Thần Phong, nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi trước hết để cho tiểu tử kia tiến đến, dù sao tiểu tử này khí thế cùng tiên thiên đỉnh phong lực lượng ngang nhau, hắn tại trước mặt chúng ta căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới. Lôi Vĩnh Thọ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cười lạnh nói, cho ta ngoan ngoãn đi vào trong đại sảnh, ngươi nếu là dám động cái gì lệch ra đầu óc, hoặc là muốn chạy trốn lời nói. Ta cam đoan sẽ ở trước tiên đem ngươi đầu lâu cho vạn hạ xuống. Đợi cho Diệp Thần Phong đi vào trong đại sảnh về sau, ngồi ở chủ vị Vưu Vệ Hoàng, hắn mở miệng hỏi, Cảnh Đồng, ngươi để cho tiểu tử này vào để làm gì?
Ngươi nhanh lên đem cái này hai nha đầu cho ngay tại chỗ xử lý, chúng ta không thể tại Thiên Tinh Thành bên trong quá lâu. Phụ thân, ngài cứ yên tâm tốt, chúng ta dọc theo con đường này hành tung phi thường bí ẩn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bị bọn họ trong phái người phát hiện. Vừa rồi tiểu tử này xuất hiện về sau, ta nhìn thấy hai nha đầu này tâm tình hết sức kích động, ta xem tiểu tử này là cái này hai nha đầu người trong lòng, nếu như có thể tại cái này hai nha đầu người trong lòng trước mặt bọn họ, trong nội tâm của ta sẽ càng thêm thoải mái. Vưu Cảnh Đồng trên mặt mang tà tà nụ cười, cho Vưu Vệ Hoàng như thế một cái biến thái đáp án. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện đang nghe Vưu Cảnh Đồng lời nói này về sau, cái này hai nha đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nếu như muốn tại Diệp Thần Phong trước mặt bị Vưu Cảnh Đồng xúc sinh này cho làm bẩn, như vậy đây đối với hai người bọn họ tới nói nhất định so chết đều muốn thống khổ gấp trăm lần. Triệu Vô không mắt nhìn Diệp Thần Phong, chân thành tha thiết nói ra, Diệp huynh đệ, là chúng ta liên lụy ngươi a. Lần trước ngươi hóa giải ta phủ thành chủ một lần nguy cơ, lần này chúng ta lại đem ngươi dính líu vào. Nếu có kiếp sau lời nói, ta Triệu Vô không nguyện ý vì Diệp huynh đệ ngươi làm trâu làm ngựa. Tại Triệu Vô không tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Triệu Tiêu Tiêu đứng ra hướng về phía Vưu Cảnh Đồng, nói ra, ngươi đem Diệp Thần Phong đem thả, bằng không ta lập tức tự sát, để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Đúng, tỷ tỷ của ta nói không tệ, các ngươi thả Diệp Thần Phong, bằng không ta cùng tỷ tỷ đều sẽ tự sát. Triệu Viện Viện cũng vội vàng nói ra, cái này hai nha đầu trên mặt đều lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc. Nghe Triệu Vô không lần này chân thành tha thiết lời nói, nhìn thấy Triệu gia tỷ muội dứt khoát kiên quyết thần sắc, cái này Triệu Vô không người một nhà xem như cho Diệp Thần Phong một cái hài lòng đáp án, cái này Triệu Vô không người một nhà hẳn là đáng giá tín nhiệm. Nhìn thấy như thế phiến tình một màn về sau, Vưu Cảnh Đồng nụ cười trên mặt là càng thêm tràn đầy, đối Triệu gia tỷ muội nói ra, các ngươi hai cái cho rằng tại trước mặt chúng ta, các ngươi có thể tự sát thành công sao? Ngược lại, Vưu Cảnh Đồng lại đối Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên, nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi cho ta chú ý cho kỹ hai nha đầu này, đừng cho các nàng thật tự sát thành công. Tại phân phó xong Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên về sau, Vưu Cảnh Đồng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong ánh mắt để lộ ra điểm một chút khinh thường quang mang, nói ra, không tệ, không tệ, ngươi hẳn là mới hơn 20 tuổi a. Cái này niên kỷ thực lực thì tương đương với tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên vẫn còn so sánh ta kém một cái thứ bậc, nhưng ngươi cũng coi là một cái tư chất không tệ người. Vừa rồi nghe bọn hắn bảo ngươi Diệp Thần Phong, ta ngược lại thật ra nghe nói đoạn thời gian trước Vân Thiên Tông, Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn tại truy nã một cái tên là Diệp Thần Phong thanh niên, nghe nói cái kia Diệp Thần Phong có cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ sánh ngang thực lực, bất quá ta khẳng định cái kia Diệp Thần Phong không phải ngươi cái này Diệp Thần Phong. Vưu Cảnh Đồng không nhanh không chậm dừng lại một lúc sau, lại tiếp tục nói ra, hai nha đầu này hẳn là thích ngươi a. Dù sao trong mắt của ta ngươi cũng là một cái đem người chết, tại trước khi chết ta ngược lại thật ra có thể làm cho ngươi nhìn một lần cho thỏa, đợi chút nữa ta sẽ ở trước mặt ngươi để cho hai nha đầu này thoải mái thượng thiên đi, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở một bên nhìn xem tốt. Đúng, ta vẫn còn có một cái không sai chủ ý. Nguyên bản đình chỉ nói chuyện Vưu Cảnh Đồng. Hắn lại lần nữa mở miệng, chỉ Diệp Thần Phong nói ra, ngươi đi giúp ta đem cái kia hai cái nha đầu y phục cho thoát, giúp bản thiếu gia đi làm chuẩn bị cẩn thận công tác, đợi chút nữa ta chỉ cần xách thương lên ngựa là được. Ngồi ở chủ vị Vưu Vệ Hoàng cùng đứng tại cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ, Đỗ Nghi Niên, ba người bọn họ chỉ là yên tĩnh nhìn xem tình thế phát sinh, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong thực lực này chỉ là có thể so với tiên thiên đỉnh phong người, bọn họ căn bản không cần đi lo lắng cái gì. Gặp Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không có nhúc nhích, Vưu Cảnh Đồng sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, quát tiểu tử, nếu như ngươi không nghe ta chỉ huy, ta hiện tại lập tức tiến đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia, nếu như ngươi nghe ta chỉ huy lời nói, ngươi tại trước khi chết còn có thể mở rộng tầm mắt một phen đây. Ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào ha. Một bên sắc mặt tái nhợt Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần Phong. Trong lúc các nàng hai cái nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng các nàng đi qua thời điểm, hai người bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin được thần sắc, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ nghe Vưu Cảnh Đồng. Bảo hộ ở cái này hai tỷ muội trước người Triệu Vô không, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cử động về sau, trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc thất vọng,
hai tròng mắt phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong, quát, Diệp Thần Phong, ngươi mơ tưởng muốn thương tổn nữ nhi của ta. Diệp Thần Phong, uổng ta cùng ta muội muội mỗi ngày đều đối với ngươi nhớ mãi không quên, chúng ta thật sự là mắt mù. Triệu Tiêu Tiêu cắn môi quát, trong hốc mắt sớm đã là ướt át một mảnh. Diệp Thần Phong, ngươi căn bản không xứng làm nam nhân. Triệu Viện Viện quật cường quát, nước mắt bất tranh khí từ trong hốc mắt chảy ra. Liền xem như vừa rồi cái này hai tỷ muội bị Vưu Cảnh Đồng bọn người từng bước ép sát, hai người bọn họ cũng đều không có nước mắt chảy xuống đến, nhưng bây giờ các nàng khi nhìn đến Diệp Thần Phong lựa chọn khuất phục hành vi về sau, các nàng nhưng là rơi lệ, vì là Diệp Thần Phong mà rơi lệ. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, xấu hổ sờ mũi một cái, diễn kịch thời gian đã kết thúc, hắn đang chuẩn bị rất đúng để môn nhân động thủ. Hắn cũng không nghĩ tới Triệu Vô Không cùng Triệu gia tỉ muội trực tiếp đối với hắn đổ ập xuống một chầu thoá mạ. Diệp Thần Phong quay người nhìn xem Vưu Cảnh Đồng, trên thân vẫn như cũ là duy trì 10 cấp linh hồn lực khí thế, không mặn không nhạt hỏi, ngươi là lựa chọn tự sát. Vẫn là để ta động thủ. Chương 926, có thể so với Nguyên Thiên Sơ Kỳ thực lực. Ngươi là lựa chọn tự sát, vẫn là để ta động thủ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng lời nói quanh quẩn tại phủ thành chủ trong đại sảnh, khiến cho ở đây người có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, riêng là Vưu Vệ Hoàng, Vưu Cảnh Đồng, Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên bốn người này, phải biết bốn người bọn họ bên trong thực lực yếu nhất cũng có phá thiên sơ kỳ, huống hồ Vưu Vệ Hoàng vẫn là nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, chỉ là một cái thực lực đồng đẳng với tiên thiên đỉnh phong người, tại bọn họ bốn cái trong mắt cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng chính là như thế một con run dế cũng dám tại bọn họ trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Mà Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này, bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong câu nói này về sau, trên mặt bọn họ đối với Diệp Thần Phong phẫn nộ biến mất, bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong chỉ có chờ cùng với tiên thiên đỉnh phong thực lực. Bây giờ Diệp Thần Phong dám nói với Vưu Cảnh Đồng ra những lời này, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong là chuẩn bị cùng bọn hắn cùng chết. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện hai nha đầu này trong nội tâm là phi thường cảm động, hai người là thâm tình chậm rãi nhìn xem Diệp Thần Phong, Triệu Tiêu Tiêu cắn môi nói ra, Diệp Thần Phong, người đối với chúng ta Triệu gia ân tình, ta Triệu Tiêu Tiêu chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp, kiếp sau ta Triệu Tiêu Tiêu nhất định phải làm nữ nhân ngươi. Diệp Thần Phong, còn có ta, kiếp sau ta cùng ta tỷ tỷ cùng một chỗ làm nữ nhân ngươi. Triệu Viện Viện cũng lập tức nói ra. Hai nha đầu này biết mình sống không bao lâu, cho nên bọn họ hai cái dũng cảm đối với Diệp Thần Phong biểu đạt tâm ý. Bảo hộ ở cái này hai tỷ muội trước người Triệu Vô Không, trong cổ họng hắn là thật sâu thở dài một hơi, nói ra, Diệp huynh đệ, ta cái gì cũng không nhiều lời, người đối với Triệu gia ân tình ta sẽ ghi ở trong lòng, tại trên hoàng tuyền lộ chúng ta cùng một chỗ làm bạn. Nghe cái này Triệu Vô Không người một nhà di ngôn, Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa mới giống nói rất rõ ràng a, là hắn để cho Vưu Cảnh Đồng lựa chọn tự sát, hoặc là để cho hắn động thủ, xem ra cái này Triệu Vô Không người một nhà đã là có hẳn phải chết quyết tâm. Cảnh Đồng, ngươi còn đứng lấy làm gì? Tất nhiên tiểu tử này không thức thời, như vậy ngươi đem hắn toàn thân cao thấp xương cốt đều đập nát đi. Lưu hắn một hơi tại, để cho hắn xem thật kỹ một chút ngươi là thế nào xử lý hai nha đầu này. Ngồi ở đại sảnh trên thủ vị Vưu Vệ Hoàng mở miệng nói ra, hắn hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ, dù sao Diệp Thần Phong trên thân phát ra khí thế chỉ có tiên thiên đỉnh phong cường độ, mà con trai của hắn Vưu Cảnh Đồng thế nhưng là phá thiên sơ kỳ cao thủ. Đứng ở đại sảnh cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên hai cái này lão đầu, bọn họ là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Diệp Thần Phong, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong loại hành vi này cùng tự sát là không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lấy lại tinh thần Vưu Cảnh Đồng, trên mặt hắn mang theo tàn khốc nụ cười, trong thân thể bỗng nhiên cầm phá thiên sơ kỳ khí thế tăng lên, âm ngoan đối Diệp Thần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi cần gì phải đánh mặt xương mạo xương bàn tử đâu. Bằng không đợi chút nữa ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái thống khoái, đáng tiếc hiện tại. Nhưng mà, đang lúc Vưu Cảnh Đồng lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân động, hắn chân phải hơi hơi một điểm, lập tức cầm bạo sâu xa bộ pháp cho thi triển đi ra. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Vưu Cảnh Đồng ở giữa chỉ có xa một mét khoảng cách, cho nên Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vưu Cảnh Đồng trước mặt, chân phải bỗng nhiên hướng phía Vưu Cảnh Đồng trong đũng quần đá tới.
Phốc phốc một tiếng. Diệp Thần Phong chân phải chính trúng Vưu Cảnh Đồng đũng quần, trực tiếp cầm Vưu Cảnh Đồng đồ chơi kia đá bạo, máu tươi trực tiếp từ hắn trong đũng quần tràn ra tới, mà giờ khắc này Diệp Thần Phong trên thân vẫn như cũ là duy trì 10 cấp linh hồn lực khí thế. Từ ở vừa rồi Vưu Cảnh Đồng quá mức chủ quan, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần Phong dám động thủ trước, còn có Diệp Thần Phong bày ra tốc độ quá nhanh, xa xa vượt qua tiên thiên đỉnh phong cao thủ tốc độ, đủ loại này nhân tố cộng lại, khiến cho Vưu Cảnh Đồng trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong chân phải đạp bạo hắn trong đũng quần tiểu điều. Vưu Cảnh Đồng mặc dù là phá thiên sơ kỳ cao thủ, nhưng nửa người dưới đồ chơi kia bị trực tiếp đạp bạo, loại kia toàn tâm đau đớn, để cho hắn biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, hai tay của hắn bụng lấy đũng quần, một cái không có đứng vững, thân thể trực tiếp té ngã trên đất bên trên, trong cổ họng là không ngừng hét to. Ngồi ở chủ vị Vưu Vệ Hoàng cùng đứng tại cửa ra vào Lôi Vĩnh Thọ, Đỗ Nghi Niên, bọn họ cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại là kết cục này. Phải biết bọn họ Cực Lạc Môn người nhất định phải hấp thu nữ nhân nguyên âm mới có thể tăng thực lực lên, bây giờ Vưu Cảnh Đồng nửa người dưới đồ chơi kia bị đạp bạo, cái này cũng liền mang ý nghĩa Vưu Cảnh Đồng cả đời này đều dừng bước tại phá thiên sơ kỳ, cái này khiến Long Vệ Hoàng là phẫn nộ trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Mà đứng tại cửa ra vào Cực Lạc Môn đại trưởng lão Lôi Vĩnh Thọ cùng nhị trưởng lão Đỗ Nghi Niên, hai người bọn họ khi nhìn đến Vưu Vệ Hoàng từ trên ghế đứng lên về sau, có được phá thiên đỉnh phong Lôi Vĩnh Thọ nói thẳng, trưởng môn, tiểu tử này liền để hai chúng ta tới bắt lại đi. Tiểu tử này còn chưa xứng trưởng môn ngươi tự mình động thủ. Từ trên ghế đứng lên Vưu Vệ Hoàng hơi hơi gật gật đầu, âm trầm nói ra, không cần thương tổn tiểu tử này tánh mạng, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Nằm trên mặt đất ngao ngao trực khiếu Vưu Cảnh Đồng, hắn chịu đựng đau đớn, tàn nhẫn quát, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi trước tiên giúp ta phế tiểu tử này trong đũng quần vật kia. Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên tại nghe xong Vưu Cảnh Đồng lời nói về sau, hai người bọn họ lập tức tăng lên khởi thân thể bên trong chân kính lực lượng, Lôi Vĩnh Thọ cầm phá thiên đỉnh phong khí thế tăng lên tới cực hạn, mà Đỗ Nghi Niên cầm phá thiên trung kỳ khí thế tăng lên tới cực hạn, Lôi Vĩnh Thọ hừ lạnh nói tiểu tử. Ngươi chỉ là một cái thực lực đồng đẳng với tiên thiên đỉnh phong người, ngươi có thể làm cho hai chúng ta xuất thủ, đây cũng là ngươi vinh hạnh. Đứng ở một bên Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này, bọn họ không nghĩ tới tình thế sẽ như thế phát triển tiếp, nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong ngay cả Vưu Cảnh Đồng cũng đối phó không, thế nhưng là Diệp Thần Phong lại trực tiếp đạp bạo Vưu Cảnh Đồng nửa người dưới đồ chơi kia, cái này khiến Triệu gia hai tỷ muội trong lòng là hả giận không thôi. Nhưng bây giờ có được phá thiên đỉnh phong thực lực Lôi Vĩnh Thọ cùng có được phá thiên trung kỳ thực lực Đỗ Nghi Niên. Bọn họ muốn cùng một chỗ đối với Diệp Thần Phong động thủ. Triệu Vô Không bọn người rõ ràng cảm giác được từ vừa rồi đến bây giờ, Diệp Thần Phong trên thân khí thế không có chút nào biến hóa, thậm chí bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong sở dĩ có thể đạp bạo Vưu Cảnh Đồng nửa người dưới đồ chơi kia, cái này hoàn toàn là dựa vào đánh lén. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong muốn đối mặt một tên phá thiên điên phong cao thủ cùng một tên phá thiên trung kỳ cao thủ, Diệp Thần Phong cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Diệp Thần Phong! Diệp Thần Phong! Mắt thấy Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên thân ảnh nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần Phong, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện cái này hai tỷ muội cổ họng chỉ nhìn không được la lên, hai cặp đôi mắt đẹp là lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong thân ảnh. Triệu Vô Không thở dài một hơi. Nói ra, Tiêu Tiêu, Viện Viện, cam chịu số phận đi. Đối phương là phá thiên đỉnh phong cùng phá thiên trung kỳ cao thủ, Diệp huynh đệ là đối phó không bọn họ. Nghe được cha mình lời nói về sau, cái này Triệu gia hai tỷ muội trong đôi mắt đẹp để lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bất quá, hai người bọn họ trên mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, có thể cùng Diệp Thần Phong cùng chết đây đối với hai người bọn họ tới nói cũng coi là hạnh phúc. Tại Triệu Vô Không tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, Lôi Vĩnh Thọ từ bên trái công kích, Đỗ Nghi Niên từ bên phải công kích, hai người ý đồ muốn cùng một chỗ chế trụ Diệp Thần Phong, nhưng hai cái này lão đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ngưng trọng, hai người bọn họ cũng cho rằng mới vừa rồi là Vưu Cảnh Đồng nhất thời chủ quan, lúc này mới bị Diệp Thần Phong đạt được. Tiểu tử, người chờ đó cho ta. Đợi chút nữa xem ta như thế nào giày vò ngươi. Nằm trên mặt đất Vưu Cảnh Đồng biểu lộ dữ tợn gầm thét lên. Nhưng lại tại Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên muốn chạm đến Diệp Thần Phong thân thể thời điểm,
ở đây tất cả mọi người cho rằng sự tình đã có kết cục đã định thời điểm, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực bỗng nhiên tăng lên, trực tiếp từ 10 cấp linh hồn lực tăng lên tới vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, lại từ vương cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới vương cấp trung kỳ, sau đó lại từ vương cấp trung kỳ tăng lên tới vương cấp đỉnh phong, sau cùng bỗng nhiên xông phá vương cấp đỉnh phong, ổn định tại tông cấp sơ kỳ tầng thứ. Ở đây người bị thay đổi biến hóa dọa cho nhảy một cái, bao quát đối với Diệp Thần Phong động thủ lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên cũng là sửng sốt, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong trên thân khí thế không ngừng tại tăng lên, sau cùng trực tiếp tăng lên tới cùng nguyên thiên sơ kỳ cao thủ khí thế lực lượng ngang nhau, trước mặt tiểu tử này mạo xương lượng cũng mới hơn 20 tuổi a. Hắn lại là một cái thực lực có thể so với nguyên thiên sơ kỳ tuyệt thế cao thủ. Cái này, đây quả thực quá thảo đản a. Chương 927, ngang cấp bên trong vô địch. Tại phủ thành chủ trong đại sảnh tất cả mọi người ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng không có dừng tay chờ đợi ý tứ, hắn mắt lạnh nhìn đứng tại hắn một trái một phải ngốc trệ Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên, hai nắm đấm như là như đạn pháo vung ra đi, phanh phanh. Hai tiếng trầm đục khắp nơi Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên ở ngực quanh quẩn ra. Hai cái này lão đầu ở ngực phảng phất bị tạc nứt, huyết nhục cùng xương cốt tứ tán trong không khí, hai người bọn họ trước ngực phân biệt bị oanh ra một cái lỗ thủng lớn, liền ngay cả phù phù. Phù phù, nhảy lên trái tim đều có thể nhìn thấy, thân thể mãnh liệt hướng phía đại sảnh bên ngoài bay rớt ra ngoài, đâm vào cửa đại sảnh hai cái tráng kiện trên cây cột lớn. Có thể là bởi vì va chạm quá mạnh liệt, Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên trái tim từ ở ngực lỗ thủng lớn bên trong rơi ra đến, hai cái này lão đầu tử trực tiếp là một mệnh ô hô. Trong đại sảnh Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này, bọn họ giờ phút này hô hấp đều có chút khó khăn, bọn họ nhất định không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này, phải biết Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, bọn họ một cái là phá thiên điên phong cao thủ, một cái khác là phá thiên trung kỳ cao thủ, lại bị Diệp Thần Phong một chiêu liền đưa đi gặp Diêm Vương gia. Triệu Vô Không cảm thụ được Diệp Thần Phong trên thân cùng nguyên thiên sơ kỳ cao thủ lực lượng ngang nhau khí thế, trong cổ họng hắn là ừng ực. Ừng ực, nuốt nước bọt, hắn nhớ kỹ lần trước Diệp Thần Phong thực lực mới có thể cao hơn tiên thiên đỉnh phong tay đâu. Làm sao lần này liền tăng lên tới có thể so với nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Cái này tăng thực lực lên tốc độ không khỏi so cưỡi tên lửa đều nhanh. Triệu Vô Không rõ ràng nhớ kỹ lần trước Diệp Thần Phong tới phủ thành chủ thời điểm. Ngay từ đầu Diệp Thần Phong cũng là ẩn giấu thực lực. Chỉ có cầm thực lực duy trì tại cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ bằng nhau, nhưng lần này Triệu Vô Không tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại lập lại chiêu cũ, cái này Diệp Thần Phong lại có cùng nguyên thiên sơ kỳ cao thủ bằng nhau thực lực. Một cái hơn 20 tuổi nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Chỉ là ngẫm lại Triệu Vô Không cổ họng liền trở nên khô khốc không thôi. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể trở thành con rể hắn lời nói, như vậy hắn coi như lập tức đi chết, hắn cũng là phi thường nguyện ý. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện đôi này song bào thai tỉ muội, hai người bọn họ là đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong lòng các nàng là đắc ý, tuyệt vọng tâm tình nhất thời quét sạch, trên mặt thần sắc phảng phất là đang nói. Đây chính là chúng ta nhìn chúng nam nhân. Nằm trên mặt đất bị đạp bạo rơi nửa người đồ chơi kia Vưu Cảnh Đồng. Tại Diệp Thần Phong cầm Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên một quyền đánh bay thời điểm, trong cổ họng hắn cũng vong gọi. Trên mặt tàn nhẫn vẻ biến mất, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt bên trong là lộ ra từng tia hoảng sợ quang mang. Từ trên ghế đứng lên Vưu Vệ Hoàng, hắn đôi bàn tay nắm thật chặt thành quả đấm, hắn mắt nhìn đã đều chết hết Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần Phong trên thân cùng hắn lực lượng ngang nhau khí thế. Nói thật hắn không có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần Phong, hiện tại hắn không muốn ở chỗ này ở lâu, áp chế lửa giận trong lòng, đối Diệp Thần Phong nói ra tiểu huynh đệ, hôm nay chuyện này cứ như vậy quên. Ngươi xem coi thế nào, ngươi thực lực của ta hẳn là tại sàn sàn với nhau, nếu như ngươi cứng rắn muốn động thủ với ta lời nói không chừng chúng ta sẽ khiến cho lưỡng bại câu thương kết quả. Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này. Bọn họ đang nghe Vưu Vệ Hoàng đề nghị về sau, bọn họ cũng cho rằng Vưu Vệ Hoàng nói không sai. Bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Vưu Vệ Hoàng liều chết nhất chiến, Triệu Vô Không vội vàng nói, Diệp huynh đệ, không bây giờ trời sự tình liền đến tại đây. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cho chúng ta liều chết nhất chiến. Đúng,
Diệp Thần Phong, phụ thân ta nói không tệ, ngươi liền nghe phụ thân ta. Triệu Tiêu Tiêu cũng vội vàng nói ra. Diệp Thần Phong, ngươi cho chúng ta làm đã đủ nhiều, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Triệu Viện Viện đồng dạng là khẩn trương nói ra. Diệp Thần Phong mắt nhìn Triệu Vô Không bọn người, lại mắt nhìn Vưu Vệ Hoàng, sau cùng đem ánh mắt dừng lại ở một bên nằm trên mặt đất Vưu Cảnh Đồng trên thân, một bên hướng phía Vưu Cảnh Đồng đi qua, một bên thuận miệng nói ra hôm nay sự tình cứ như vậy quên cũng có thể. Nghe được Diệp Thần Phong nói ra miệng câu nói này về sau, không riêng gì Triệu Vô Không bọn người buông lỏng một hơi, liền ngay cả Vưu Vệ Hoàng trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng, bây giờ Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên đều đã chết, mà con trai của hắn cũng thay đổi thành tàn phế, hắn không muốn cùng Diệp Thần Phong liều chết, tuy nhiên hắn không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Diệp Thần Phong, nhưng hắn biết muốn giải quyết Diệp Thần Phong, hắn khẳng định cũng sẽ bỏ ra 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà, Diệp Thần Phong đi đến Vưu Cảnh Đồng trước người thời điểm lại đột nhiên dừng lại, cười hỏi, làm nam nhân không thể quang quang phía dưới nửa người để suy nghĩ vấn đề, ta nghĩ ngươi về sau hẳn là minh bạch đạo lý này. Nằm trên mặt đất nửa người dưới nhói nhói không thôi Vưu Cảnh Đồng, liền ngay cả phụ thân hắn Vưu Vệ Hoàng cũng tạm thời hướng về Diệp Thần Phong thỏa hiệp, hắn hoàn toàn là bị Diệp Thần Phong thực lực cho chấn nhiếp, liền vội vàng gật đầu nói ra ta minh bạch, ta minh bạch. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, minh bạch liền tốt, chờ đến Diêm Vương Điện bên trên lại đi thật tốt nghĩ lại. Diệp Thần Phong bỗng nhiên nâng lên chân phải, hướng về Vưu Cảnh Đồng trên đầu đạp xuống đi, trực tiếp cầm Vưu Cảnh Đồng cả viên đầu đều dẫm bạo, máu tươi cùng óc chất hỗn hợp là tung tóe đầy Diệp Thần Phong giày. Diệp Thần Phong cầm Vưu Cảnh Đồng đầu dẫm bạo về sau, hắn chân phải tại Vưu Cảnh Đồng trên quần áo chà chà, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vưu Vệ Hoàng. Nói ra, hôm nay sự tình hiện tại có thể tính. Từ Diệp Thần Phong đi đến Vưu Cảnh Đồng trước người, đến Diệp Thần Phong cùng Vưu Cảnh Đồng ở giữa một câu đơn giản đối thoại, sau cùng đến Diệp Thần Phong dẫm bạo Vưu Cảnh Đồng đầu, cái này hàng loạt sự tình chỉ phát sinh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, để cho ở đây Vưu Vệ Hoàng cùng Triệu Vô Không bọn người chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Diệp Thần Phong không mặn không nhạt mở miệng, ở đây nhân tài toàn bộ lấy lại tinh thần, Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện không dám tin chừng to mắt, bọn họ căn bản không có nghĩ đến vừa mới Diệp Thần Phong còn nói hôm nay sự tình có thể tính, ngược lại, Diệp Thần Phong liền trực tiếp dẫm bạo Vưu Cảnh Đồng đầu. Mà đứng ở một bên Vưu Vệ Hoàng, hắn vốn là chuẩn bị mang theo con trai của hắn Vưu Cảnh Đồng rời đi, hắn cũng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám ngay trước hắn mặt, trực tiếp cầm con trai của hắn đầu cho dẫm bạo, bị hắn cưỡng ép áp chế ở tâm phẫn nộ. Trong khoảnh khắc như là núi lửa bạo phát đi ra. Vưu Vệ Hoàng hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, trên trán là tráng kiện nổi gân xanh, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, từ ngón tay hắn mấu chốt bên trong liên tục phát ra làm người ta sợ hãi xương cốt tiếng ma sát, trong lỗ mũi thật sâu hít một hơi, âm thanh trầm thấp quát tiểu tử, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là ta Vưu Vệ Hoàng chả lẽ lại sợ ngươi sao? Hôm nay coi như liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương lại như thế nào? Hôm nay coi như ta Vưu Vệ Hoàng chết, cũng phải kéo ngươi tiểu tử này làm đệm lưng. Nói xong, Vưu Vệ Hoàng bả vai bỗng nhiên lắc một cái, nguyên thiên sơ kỳ bành trướng khí thế từ trong cơ thể hắn biểu xạ mà ra, trong nháy mắt đem trọn vị thành chủ phủ đại sảnh cho bao phủ lại. Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện tại cảm nhận được cỗ này khí thế cường hãn về sau. Ba người bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, trong mồm là cắn thật chặt hàm răng, bọn họ biết rất mau đêm sẽ có một trận đại chiến ở chỗ này diễn ra. Tại Triệu Vô Không bọn người xem ra Diệp Thần Phong có thể là vì bọn họ, mới có thể lựa chọn cùng Vưu Vệ Hoàng liều chết nhất chiến, cho nên trong lòng bọn họ mặt lập tức bị cảm động cho lấp đầy. Diệp Thần Phong nhìn xem cầm nguyên thiên sơ kỳ khí thế tăng lên Vưu Vệ Hoàng. Khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo cười lạnh, nói ra, muốn cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương. Muốn kéo ta làm đệm lưng, ngươi có bản sự này sao? Lời này vừa nói ra, Vưu Vệ Hoàng tâm lý phẫn nộ càng thêm tràn đầy, lập tức quát, khá lắm cản rỡ tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản sự. Ta, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đến dưới đất đi tiếp con của ngươi. Diệp Thần Phong trực tiếp cắt ngang Vưu Vệ Hoàng lời nói. Trong thân thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực bỗng nhiên tăng lên, dưới chân lập tức sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện,
xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong thân ảnh trong lúc đó tự biến mất tại chỗ, chờ Triệu Vô Không bọn họ lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh thì Diệp Thần Phong đã xuất hiện tại Vưu Vệ Hoàng trước người. Vưu Vệ Hoàng còn không có kịp phản ứng, hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong tốc độ lại nhanh như vậy, hắn vô cùng hoảng sợ trừng lớn liếc trong mắt, rõ ràng hắn cùng Diệp Thần Phong khí thế lực lượng ngang nhau, có thể Diệp Thần Phong tốc độ lại vượt qua hắn thật nhiều lần, để cho hắn ngay cả tránh né cơ hội cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong thủ trưởng chế trụ cổ của hắn. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ngươi không có năng lực cùng ta lưỡng bại câu thương. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ngươi ngay cả ta một cái góc áo đều không đụng tới. Diệp Thần Phong vô cùng băng lãnh âm thanh bất thình lình truyền vào Vưu Vệ Hoàng trong lỗ tai, ngay sau đó, từ Vưu Vệ Hoàng trong cổ liền truyền ra răng rắc. Răng rắc âm thanh, cổ của hắn xương trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho bóp nát, phải biết Diệp Thần Phong sử xuất bạo sâu xa bộ pháp về sau, lấy hắn bây giờ thực lực cơ hồ là ngang cấp trong cao thủ vô địch tồn tại. Chương 928, chúng ta mệnh là ngươi. Thiên Tinh thành phủ thành chủ trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có liên tiếp nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn ở chính giữa. Có được nguyên thiên sơ kỳ cực lạc môn trưởng môn Vưu Vệ Hoàng trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho bóp nát cổ xương, giờ phút này Vưu Vệ Hoàng là trừng to mắt, hắn thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, đến trước khi chết một khắc này, Vưu Vệ Hoàng cũng không dám tin tưởng hắn bị Diệp Thần Phong cho một chiêu miểu sát. Nguyên bản Vưu Vệ Hoàng tâm lý thậm chí làm ra cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận lựa chọn, Diệp Thần Phong khí thế là cùng hắn lực lượng ngang nhau, cho nên hắn tin tưởng mình có năng lực làm đến điểm này, có thể kết quả hắn lại ngay cả Diệp Thần Phong một cái góc áo cũng không có đụng phải, liền bị Diệp Thần Phong trực tiếp đưa đi gặp Diêm Vương gia, bị Diệp Thần Phong bóp nát cổ xương sát na, Vưu Vệ Hoàng mới phát giác được trước đó ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao, người trẻ tuổi trước mặt này thực lực thật đáng sợ. Mà đứng ở một bên Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện người một nhà này, trong lòng bọn họ đã làm tốt nghênh đón đại chiến chuẩn bị, tuy nhiên lấy thực lực bọn hắn có lẽ không thể giúp Diệp Thần Phong bận bịu, nhưng là bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này thoát đi đại sảnh. Nhưng để Triệu Vô Không bọn người không nghĩ tới là, Diệp Thần Phong vậy mà trực tiếp cầm Vưu Vệ Hoàng cho miểu sát. Phải biết Diệp Thần Phong cùng Vưu Vệ Hoàng khí thế thế nhưng là tại sàn sàn với nhau. Theo lý tới nói Diệp Thần Phong căn bản không có khả năng có miểu sát Vưu Vệ Hoàng thực lực, cho nên tại Diệp Thần Phong bóp nát Vưu Vệ Hoàng cổ xương thì Triệu Vô Không bọn người ý đồ cầm ánh mắt mở lớn hơn một chút, lớn hơn chút nữa, bởi vì bọn hắn hoài nghi mình là sinh ra ảo giác. Mà khi Triệu Vô Không bọn người ánh mắt chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ thời điểm, bọn họ trước mắt hình ảnh vẫn là không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, bọn họ lúc này mới tin tưởng đây hết thảy cũng là thật, đây hết thảy cũng là thật. Kết quả là, Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này, bọn họ cả đám đều không thể bình tĩnh, trong lỗ mũi cùng trong mồm hô hấp càng phát ra dồn dập lên, nhìn xem nằm trên mặt đất Vưu Vệ Hoàng thi thể, ba người bọn hắn trái tim liên tục tăng nhanh nhảy lên tần suất, Diệp Thần Phong không đơn giản có được bằng được nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực. Hắn còn có được miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực. Triệu Vô Không nhìn xem mặt đất Vưu Vệ Hoàng thi thể. Lại nhìn xem mặt đất Vưu Cảnh Đồng thi thể, sau cùng lại nhìn xem cửa đại sảnh Lôi Vĩnh Thọ cùng Đỗ Nghi Niên thi thể, lúc này mới một hồi thời gian Diệp Thần Phong liền giết chết một tên nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, một tên phá thiên niên phong cao thủ, một tên phá thiên trung kỳ cao thủ cùng một tên phá thiên sơ kỳ cao thủ, cái này khiến Triệu Vô Không có loại đang nằm mơ cảm giác, phải biết vẻn vẹn là phá thiên sơ kỳ cao thủ tại hắn Thiên Tinh Thành bên trong đã coi như là đỉnh cấp cao thủ tồn tại. Vù vù. Vù vù, vù vù. Triệu Vô Không trong miệng tiếng hơi thở càng lúc càng lớn, hai chân bên trong khí lực giống như bị rút khô một dạng, một đôi chân là liên tục run nhẹ nhẹ lấy, hắn trong lỗ mũi có loại hô hấp khó khăn sắp hít thở không thông cảm giác. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện cái này một đôi song bào thai tỉ muội, hai người bọn họ là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Nguyên bản đôi tỉ muội này tâm lý đã đối với Diệp Thần Phong có ấn tượng tốt, nhưng mà trải qua vừa mới sự tình về sau, các nàng đối với Diệp Thần Phong ái mộ là thẳng tắp tăng lên. Khụ khụ. Nhìn xem Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện tâm tình biến hóa, Diệp Thần Phong trong cổ họng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra Triệu Thành Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Vô Không là hít sâu hai cái, vững vàng tâm tình, nói ra, Diệp huynh đệ.
lần này ngươi lại cứu chúng ta một lần, chúng ta thật đúng là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tại Triệu Vô Không tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Triệu gia song bào thai tỷ muội bên trong, tính cách tương đối hoạt bát muội muội Triệu Viện Viện cũng vội vàng nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chúng ta sao? Ta cùng tỷ tỷ mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, vì là cũng là sớm ngày tăng lên tới tiên thiên chi cảnh tầng thứ, dạng này chúng ta liền có thể đi tìm ngươi. Khóe miệng có khỏa mỹ nhân trí, tính cách tương đối ổn trọng tỷ tỷ Triệu Tiêu Tiêu, nàng mặc dù không có như thế ngay thẳng mở miệng, nhưng nàng một đôi tràn ngập chờ mong đôi mắt đẹp là nhìn xem Diệp Thần Phong, nàng cũng đang chờ mong Diệp Thần Phong trả lời. Diệp Thần Phong là xấu hổ sờ mũi một cái, nếu không phải lần này tới Thiên Tinh Thành, chỉ sợ hắn đã sớm quên đôi này song bào thai tỉ muội, mà Triệu Vô Không phảng phất là nhìn ra Diệp Thần Phong xấu hổ, hắn vội vàng quát lớn, Viện Viện, người nhà đầu này làm sao đối với Diệp huynh đệ nói chuyện đâu. Diệp huynh đệ thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nghe được cha mình quát lớn về sau, Triệu Viện Viện là mặt mũi tràn đầy khó chịu, dẹp lấy một cái miệng nhỏ, trên mặt lộ ra một bộ dầu dĩ, không vui biểu lộ, tỷ tỷ Triệu Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Diệp Thần Phong tùy ý cười cười, nhún nhún vai, nói ra, Triệu Thành Chủ, lần này ta tới các ngươi Thiên Tinh Thành là có một ít sự tình muốn làm, ta muốn làm những chuyện này có lẽ có ít phiền phức, không biết Triệu Thành Chủ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Triệu Vô Không lập tức lộ ra một bộ sinh khí biểu lộ, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi cho ta Triệu Vô Không là ai? Ngươi lại nhiều lần cứu chúng ta người một nhà, đừng nói là có chút phiền phức sự tình, liền xem như sẽ hy sinh tánh mạng sự tình, ta Triệu Vô Không cũng tuyệt đối sẽ không nháy một chút lông mày. Nghe được Triệu Vô Không lần này chân thành tha thiết sau khi trả lời, Diệp Thần Phong trong lòng là hài lòng gật gật đầu, nói ra, Triệu Thành Chủ. Người trước tiên không cần nhanh như vậy đáp ứng, hiện tại ta nghĩ ta có thể yên tâm đi thân phận ta nói cho các người biết. Nói, Diệp Thần Phong liền trực tiếp cầm mang lên mặt nạ ra người cho kéo xuống đến, lộ ra hắn nguyên bản này hình dáng phân minh khuôn mặt, Triệu Vô Không khi nhìn đến Diệp Thần Phong chân thực tướng mạo về sau, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, mà Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện nhìn thấy Diệp Thần Phong chân thực xuất khí khuôn mặt thì cái này hai nha đầu gương mặt rõ ràng cho thấy hơi hơi phiếm hồng. Tuy nhiên hai người bọn họ là bị Diệp Thần Phong nhân cách mị lực hấp dẫn, nhưng là không trở ngại hai người bọn họ ưa thích xuất ca. Triệu Viện Viện nha đầu này thấp giọng với tỷ tỷ Triệu Tiêu Tiêu, nói ra tỷ tỷ, Diệp Thần Phong dáng dấp rất đẹp trai a. Lần này chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội, chúng ta nhất định phải nỗ lực trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân. Nghe muội muội âm thanh truyền vào trong lỗ tai, Triệu Tiêu Tiêu gương mặt là càng thêm đỏ. Lần nữa yên lặng liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, thấp giọng nói lầm bầm, Diệp Thần Phong tướng mạo làm sao có chút quen thuộc đâu. Đứng tại Triệu gia hai tỷ muội trước người Triệu Vô Không, hắn nhíu mày về sau, hắn mở miệng nói, Diệp huynh đệ, nguyên lai ngươi chính là Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn muốn truy sát cái kia Diệp Thần Phong. Nghe được cha mình lời nói này về sau, Triệu gia hai tỷ muội cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các nàng sẽ cảm thấy Diệp Thần Phong tướng mạo có chút quen thuộc. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Triệu Thành Chủ nói không tệ, ta chính là Vân Thiên Tông bọn họ muốn đuổi bắt cái kia Diệp Thần Phong, lần này ta dự định cầm Thiên Tinh Thành làm ta ẩn tàng địa phương, đương nhiên nếu như Triệu Thành Chủ các ngươi cho rằng sẽ bị ta liên lụy lời nói, như vậy ta hiện tại liền có thể lập tức rời đi. Diệp Thần Phong cũng không có đem hắn có cường đại hậu viện sự tình nói cho Triệu Vô Không bọn người. Đây cũng là vì là lần nữa thăm dò Triệu Vô Không bọn họ, Diệp Thần Phong cũng không muốn tại thời khắc nguy cấp bị chính mình ám toán. Chỉ gặp tại Diệp Thần Phong vừa mới sau khi nói xong, Triệu Vô Không trực tiếp không chút do dự nói ra, Diệp huynh đệ, ta nhớ được ta mới vừa nói rất rõ ràng, chúng ta mệnh là ngươi cứu, từ nay về sau chúng ta mệnh cũng là ngươi, đừng nói là Diệp huynh đệ ngươi đắc tội Vân Thiên Tông bọn họ, coi như Diệp Thần Phong ngươi đắc tội toàn bộ cổ võ giới. Chúng ta vẫn là sẽ đứng tại Diệp huynh đệ ngươi bên này, đại không đến cùng tới vừa chết đi. Diệp Thần Phong, ta cũng vậy, từ hôm nay trở đi ta Triệu Viện Viện mệnh cũng là ngươi, về sau ta sẽ thật tốt nghe ngươi lời nói, coi như ngươi đối với ta đưa ra một chút quá mức yêu cầu, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Viện Viện nhìn xem Diệp Thần Phong, cố ý không cong nàng no đủ bộ ngực, hai bên gương mặt là hiện ra rung động lòng người đỏ ửng.
Tỷ tỷ Triệu Tiêu Tiêu chặt chẽ cắn một chút bờ môi, nàng tính cách luôn luôn là phi thường nội liếm, thế nhưng là đang nghe muội muội mình lời nói về sau, nàng cũng không thể lại rụt rè, thấp giọng nói ra, Diệp Thần Phong, muội muội ta nói ta cũng đều có thể làm đến, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Triệu Vô Không nhìn xem hai cái nữ nhi dũng cảm thổ lộ, trên mặt hắn là tràn ngập ý cười, nếu như Diệp Thần Phong thật có thể trở thành con rể hắn, như vậy hắn không phải vui vẻ hơn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Đây là cái gì giống như cái gì a? Diệp Thần Phong trong lòng là mồ hôi không thôi, hắn lần này tới đỉnh cấp thế lực bên này cũng không phải tới làm nữ nhân, bất quá, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện phen này thổ lộ, để cho Diệp Thần Phong đối với người Triệu gia là càng thêm tin tưởng một chút, thuận miệng nói ra tốt, các ngươi trước tiên đem tại đây thi thể xử lý một chút đi. Chờ thêm hai ngày ta sẽ giúp các ngươi tăng lên một ít thực lực. Chương 929, kích động bất tỉnh. 7 ngày sau, một tên sắc mặt vàng như nến thanh niên đứng tại Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành, hắn tựa như là đang chờ đợi người nào đến. Tên này thanh niên cũng là một lần nữa đeo lên mặt nạ ra người Diệp Thần Phong, tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần Phong cũng là ở tại Triệu Vô Không phủ thành chủ. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn giúp Triệu Vô Không đám ba người phối chế thối thể dược dịch. Bất quá, toàn bộ trong thành chủ phủ trừ Triệu Vô Không cha và con gái ba người bên ngoài, thủ hạ cũng là bị Cực Lạc Môn Vưu Vệ Hoàng bọn họ giết chết. Cho nên, cái này 7 ngày thời gian bên trong, Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện cũng 10 phần bận rộn. Dù sao chết những người đó cũng là phủ thành chủ hộ vệ cùng quản sự. Bọn họ đương nhiên phải thật tốt an táng những người này. Còn muốn cho những người này trong nhà một chút tất hiếu đền bù tổn thất, coi như Diệp Thần Phong cầm thối thể dược dịch chế biến ra đến, Triệu Vô Không mấy người cũng không có thời gian ngâm thân thể, thế là Diệp Thần Phong liền đem phối chế thối thể dược dịch sự tình tạm thời đẩy sau khi một thời gian ngắn. Mắt thấy 7 ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, tính toán thời gian Hạ Tử Ninh cùng Tôn Bác Dịch mấy người cũng không sai biệt lắm muốn đến Thiên Tinh Thành, cho nên Diệp Thần Phong hôm nay mới có thể đến Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành chờ đợi. Ước chừng các loại sau 4 tiếng, một tên tướng mạo 10 phần không đáng chú ý nữ nhân xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, Diệp Thần Phong đã cùng Hạ Tử Ninh từng có thân mật nhất cử động, hắn đương nhiên là có thể cảm giác ra Hạ Tử Ninh khí tức, tên này tướng mạo hết sức bình thường nữ nhân là Hạ Tử Ninh tạm thời cải biến tướng mạo sau khi bộ dáng. Đương nhiên Hạ Tử Ninh cũng liếc một chút liền nhận ra Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong bây giờ bộ dáng chính là ban đầu ở Thiên Tinh Thành bộ dáng. Hạ Tử Ninh tại đi đến Diệp Thần Phong trước mặt về sau, mở miệng hỏi Thần Phong, mấy ngày nay đỉnh cấp thế lực bên này không có phát sinh sự tình gì à? Diệp Thần Phong không có trả lời Hạ Tử Ninh vấn đề, mà chính là nói ra, Tử Ninh, tại đây không phải nói chuyện địa phương, đúng, ta ngoại thái công bọn họ đâu. Hạ Tử Ninh hồi đáp, Thần Phong, dọc theo con đường này chúng ta hành tẩu cũng là phi thường bí ẩn lộ tuyến. Có thể nói đỉnh cấp thế lực bên này môn phái còn không biết chúng ta tiến vào tại đây sự tình, ta sợ chúng ta một đám người cùng đi tiến vào Thiên Tinh Thành, dạng này sẽ khiến không tất hiếu phiền phức, cho nên ta để ngươi ngoại thái công bọn họ trước tiên lưu tại Thiên Tinh Thành phía bắc một chỗ trong rừng cây, bọn họ ở nơi đó chờ đợi chúng ta tin tức. Tốt, Tử Ninh, vậy chúng ta đi trước chỗ kia rừng cây lại nói. Diệp Thần Phong nói thẳng. Hạ Tử Ninh gật gật đầu. Nàng cũng không hỏi thêm nữa cái gì, nàng mang theo Diệp Thần Phong hướng về Tôn Bác Dịch bọn người ẩn tàng rừng cây tiến đến. Ước chừng nửa giờ sau khi, Hạ Tử Ninh liền dẫn Diệp Thần Phong đi vào Thiên Tinh Thành phía bắc trong rừng cây, tuy nhiên Diệp Thần Phong trên mặt là mang theo mặt nạ ra người, nhưng Tôn Bác Dịch bọn người thấy là Hạ Tử Ninh mang về người về sau, bọn họ là lập tức khẳng định đi vào rừng cây sắc mặt này vàng như nến thanh niên cũng là Diệp Thần Phong. Bất quá, Diệp Thần Phong trên mặt khẳng định là mang theo mặt nạ ra người. Ngoại thái công, ta có kiện sự tình trước tiên muốn cùng ngươi sớm nói một chút. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Tôn Bác Dịch bọn người về sau, hắn lập tức mở miệng nói ra, dù sao hắn đổ sát Thiên Sơn môn sự tình là gạt Tôn Bác Dịch bọn người làm, cho nên hắn hiện tại có cần phải trước tiên giải thích một chút. Tôn Bác Dịch tại hơi hơi sững sờ một lúc sau, thuận miệng nói ra, Thần Phong. Có chuyện gì tình ngươi cứ nói đi. Ngươi cùng ngoại thái công ta còn có cái gì hiếu khách khí. Ngoại thái công, sự tình là như thế này, ta đem Thiên Sơn môn cho đổ sát một lần, bây giờ trừ Thiên Sơn môn trưởng môn cùng đại trưởng lão còn sống bên ngoài, dư Thiên Sơn môn người toàn bộ bị ta đưa đến dưới mặt đất đi.
Diệp Thần Phong giản lược nói ra. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Tôn Bác Dịch khẽ nhíu mày, nói ra, Thần Phong, người đây không phải hồ nháo sao? Ngươi có biết hay không ngươi hành vi đến cỡ nào nguy hiểm? Ngươi làm sao có thể gạt chúng ta đơn độc hành động? Diệp Thần Phong mang theo áy náy nói ra, ngoại thái công. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không, lại nói ta thực lực bây giờ đủ để miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, cho nên đối phó thiên sơn môn như thế một cái tam đẳng thế lực cơ hồ là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái gì, Thần Phong, thực lực ngươi lại đột phá, ngươi có thể miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Tôn Bác Dịch bọn người kinh ngạc há to mồm, Hạ Tử Ninh còn không có đem Diệp Thần Phong tăng thực lực lên sự tình nói cho Tôn Bác Dịch bọn người, nàng tổng chưa chắc nói Diệp Thần Phong cùng nàng làm xong trên giường vận động về sau đã đột phá a. Bất quá, cũng may Tôn Bác Dịch đám người đã thói quen Diệp Thần Phong yêu nghiệt thiên tư, chỉ là trong lòng thán một phen, sau đó Quỷ Y môn trưởng môn Quý Đính Thiên mở miệng, Thần Phong, tất nhiên Thiên Sơn môn trưởng môn cùng đại trưởng lão còn sống. Như vậy hai người kia ngươi nhất định phải lưu cho chúng ta, ta nhất định phải vì chính mình môn hạ đệ tử làm vài việc. Đúng, Thần Phong, Đỉnh Thiên nói không tệ, may mắn ngươi trả cho chúng ta lưu hai cái Thiên Sơn môn nhân vật trọng yếu. Tôn Bác Dịch lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt Quý Đính Thiên cùng Tôn Bác Dịch yêu cầu, hắn gật đầu một cái nói, đây nhất định không có vấn đề a. Bất quá! Chúng ta những người này nhất định phải tìm một chỗ trước tiên dàn xếp lại, ta chuẩn bị đem Thiên Tinh Thành làm chúng ta tụ cư địa, ta cứu Thiên Tinh Thành thành chủ hai lần, ta Thiên Tinh Thành thành chủ là một cái đáng giá tín nhiệm người, như vậy chúng ta trước tiên ở hắn trong thành chủ phủ ở lại đi. Diệp Thần Phong hơi hơi dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói, nhưng chúng ta người ở đây số quá nhiều, duy nhất một lần tràn vào Thiên Tinh Thành lời nói, phi thường có thể gây nên người khác chú ý. Cho nên ta dự định từng nhóm để cho các ngươi tiến vào Thiên Tinh Thành, mỗi lần tiến vào 20 người tả hữu, chúng ta tại đây thực lực thấp nhất là Tiên Thiên Sơ Kỳ người, Tiên Thiên Sơ Kỳ người cũng đúng lúc 20 người, vậy liền để Tiên Thiên Sơ Kỳ người đi theo ta tiên tiến đi vào Thiên Tinh Thành đi. Ngoại Thái Công, các ngươi cảm thấy thế nào? Đang nói ra trong nội tâm kế hoạch về sau, Diệp Thần Phong nhìn xem Tôn Bác Dịch bọn người hỏi. Thần Phong, hết thảy đều bởi ngươi an bài đi. Chúng ta không có bất cứ ý kiến gì, Tôn Bác Dịch gật đầu nói. Tất nhiên ở đây không có người phản đối Diệp Thần Phong đề nghị, như vậy Diệp Thần Phong đầu tiên mang theo 20 tên tiên thiên sơ kỳ phong vệ đội thành viên hướng về Thiên Tinh Thành tiến đến. Dọc theo con đường này Diệp Thần Phong khiến cái này phong vệ đội thành viên đều muốn chính mình khí tức che giấu. Nửa giờ đi qua, Diệp Thần Phong liền mang theo 20 tên tiên thiên sơ kỳ phong vệ đội thành viên đi vào Thiên Tinh Thành bên trong. Giống như vậy 20 mấy cái người kết bạn mà tiến lên đi vào Thiên Tinh Thành vẫn là thật nhiều gặp, cho nên Diệp Thần Phong bọn họ căn bản không có gây nên người khác chú ý. Làm Diệp Thần Phong mang theo cái này 20 tên phong vệ đội thành viên đi vào phủ thành chủ thời điểm, Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện ba người này, bọn họ cũng đúng lúc làm xong trong tay sự tình, cái này cha và con gái ba người đang ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm đây. Làm Triệu Vô Không đám ba người nhìn thấy Diệp Thần Phong mang theo 20 người đi vào đại sảnh thời điểm, Triệu Vô Không lập tức từ trên ghế đứng lên, hỏi, Diệp huynh đệ, những người này là? Triệu thành chủ, người yên tâm tốt, đây đều là ta người, có thể hay không trước hết để cho bọn họ cũng ở tại trong thành chủ phủ? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Triệu Vô Không là trực tiếp hồi đáp, Diệp huynh đệ, cái này đương nhiên có thể, ta phủ thành chủ phòng trống còn nhiều nữa. Lai cái 300 người cũng không thành vấn đề. Diệp Thần Phong đối với Triệu Vô Không gật gật đầu, sau đó đối cái này 20 tên phong vệ đội thành viên, nói ra tốt, tại trong thành chủ phủ các ngươi không cần tận lực ẩn tàng khí tức, bất quá, đi ra bên ngoài, hoặc là có người ngoài ở đây thời điểm, các ngươi nhất định phải cầm khí tức che giấu. Vâng, Diệp thiếu gia, cái này 20 tên phong vệ đội thành viên chỉnh tề vang dội hồi đáp. Đón lấy. Cái này 20 tên phong vệ đội thành viên, bọn họ liền cầm trong cơ thể mình khí tức phóng xuất ra, làm Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện cảm nhận được những này phong vệ đội thành viên khí tức về sau. Bọn họ bỗng nhiên mở to hai mắt, Triệu Vô Không nuốt nước miếng, nói ra, Diệp huynh đệ, cái này, người cái này 20 người toàn bộ đều là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Triệu thành chủ, người nói ra không sai. Như vậy thì trước hết để cho bọn họ lưu tại nơi này đi.
ta còn có một số sự tình muốn đi làm. Nói, Diệp Thần Phong liền lại lập tức rời đi phủ thành chủ. Từ phủ thành chủ đến Tôn Bác Dịch bọn người dừng cây cần nửa giờ, lại từ đường cũ trở về lại cần nửa giờ, mà lần này đi theo Diệp Thần Phong tiến vào cổ võ giới, tiên thiên sơ kỳ có 20 người, tiên thiên trung kỳ có 100 người, phá thiên đỉnh phong có 19 người, phá thiên trung kỳ có 1 người, bây giờ Hạ Tử Ninh cũng có phá thiên trung kỳ thực lực, như vậy phá thiên trung kỳ cũng là 2 người. Một giờ nhanh chóng trôi qua. Làm một nhóm tiên thiên trung kỳ cao thủ không ngừng tiến vào phủ thành chủ thời điểm, Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện là càng ngày càng chấn kinh, riêng là Triệu Vô Không sắc mặt hắn hưng phấn đỏ lên một mảnh, hắn không nghĩ tới một ngày kia hắn trong thành chủ phủ sẽ đến nhiều cao thủ như vậy. Đây chính là một mảng lớn tiên thiên cao thủ A. Mà khi Diệp Thần Phong dẫn Tôn Bác Dịch cùng Hạ Tử Ninh các loại cuối cùng này một nhóm người tiến vào phủ thành chủ đại sảnh thời điểm, làm Triệu Vô Không cảm nhận được cuối cùng này một nhóm người vậy mà toàn bộ đều là phá thiên chi cảnh cao thủ, bên trong lại cơ hồ toàn bộ là phá thiên điên phong cao thủ, chỉ có 2 người là phá thiên trung kỳ cao thủ lúc. Triệu Vô Không cả người kích động toàn thân run rẩy, liền ngay cả trong miệng lời nói cũng nói không rõ ràng, hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt giờ phút này tâm tình, bất thình lình có một hơi không có để lên, hắn trực tiếp kích động ngất đi. Mà một bên Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện mặc dù không có thất thố như vậy, nhưng hai nha đầu này đối với Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng ưa thích. Chương 930, chậm chậm bắt đầu hành động. Màn đêm dần dần hạ. Tròn lắc lắc ánh trăng treo ở đen nhánh trong bầu trời đêm, thiên tinh thành phủ thành chủ trong đại sảnh là náo nhiệt một mảnh. Kích động bất tỉnh đi Triệu Vô Không bị Diệp Thần Phong cho cứu tỉnh, giờ phút này Triệu Vô Không ngồi trên ghế. Nhớ tới vừa mới chính mình kích động ngất đi tràng cảnh, cả người hắn liền xấu hổ sắc mặt đỏ lên không thôi, nhưng nhìn lấy trước mặt những này tiên thiên cao thủ cùng phá thiên cao thủ, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được tăng nhanh nhảy lên tần suất. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong không riêng tự thân thực lực yêu nghiệt không thôi, thủ hạ còn có cỗ này cường hãn thế lực, khó trách Diệp Thần Phong dám cùng nhất đẳng thế lực Vân Thiên Tông khiêu chiến. Trong miệng thật sâu hút mấy cái khí, cầm kích động tâm tình bình ổn một phen về sau, Triệu Vô Không từ trên ghế đứng lên, đối với Diệp Thần Phong đầu đi một vòng áy náy thần sắc, nói ra, Diệp huynh đệ, vừa rồi ta thật sự là thất thố, còn xin ngươi bỏ qua cho. Diệp Thần Phong không quan trọng khoát khoát tay, cầm Tôn Bác Dịch bọn người giới thiệu cho Triệu Vô Không nhận biết về sau, hắn nói ra, Triệu thành chủ, trước mấy ngày ta không phải đã nói muốn giúp các ngươi tăng thực lực lên sao? Hiện tại các ngươi trong tay sự tình cũng vội vàng xong. Nếu không ngày mai ta liền động thủ giúp các ngươi tăng lên một ít thực lực a. Mấy ngày nay Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện bận bịu hôn thiên địa ám, nếu là Diệp Thần Phong không nhắc lên chuyện này, bọn họ thật đúng là quên Diệp Thần Phong muốn giúp bọn họ tăng thực lực lên. Lần trước Diệp Thần Phong trực tiếp cầm thiên giai hạ phẩm Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện tăng lên tới thiên giai thượng phẩm tầng thứ, chuyện này bây giờ Triệu Vô Không còn ký ức như mới đây. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Diệp Thần Phong nói tới tăng thực lực lên tràn ngập chờ mong. Tốt, chúng ta đều nghe Diệp huynh đệ người an bài. Triệu Vô Không vội vàng gật đầu một cái nói. Diệp Thần Phong thanh thanh cổ họng, nói ra, Triệu thành chủ, ta cũng chỉ có thể đủ giúp các ngươi hơi tăng lên một chút thực lực, cho nên các ngươi cũng không nên cho là ta có thể giúp các ngươi một bước đăng thiên. Triệu thành chủ ngươi bây giờ thực lực tại tiên thiên sơ kỳ tầng thứ. Mà Tiêu Tiêu cùng Viện Viện bây giờ thực lực tại thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Diệp Thần Phong nói đến đây thời điểm hơi hơi dừng lại tới một chút, Triệu Vô Không đang nghe Diệp Thần Phong chỉ có thể giúp hắn tăng lên một chút thực lực, trong lòng của hắn cũng không có gì tốt thất vọng, dù sao hắn bị vây ở tiên thiên sơ kỳ đã có thật nhiều năm. Diệp Thần Phong nhìn xem Triệu Vô Không bọn người, tiếp tục nói, Triệu thành chủ, lấy ngươi bây giờ thực lực. Ta có thể duy nhất một lần giúp ngươi tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, mà Tiêu Tiêu cùng Viện Viện ta cũng có thể giúp các nàng hai cái tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong thực lực. Tiên thiên đỉnh phong. Triệu Vô Không đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, hắn ban đầu hơi hơi sững sờ, tiếp theo hắn không dám tin hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi có thể giúp ta tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong tầng thứ. Gặp Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, Triệu Vô Không là lần nữa không thể bình tĩnh. Trực tiếp tăng lên hai cái tiểu tầng thứ, dạng này cũng gọi tăng lên một chút thực lực. Đây quả thực là tăng lên rất nhiều thực lực,
lấy Triệu Vô Không tư chất hắn phải dựa vào tu luyện bước vào tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, đoán chừng không có cái tầm 10 năm là làm không được. Triệu Vô Không khi lấy được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn lỗ mũi và trong mồm hô hấp vừa vội gấp rút đứng lên, cả người lại có loại muốn bất tỉnh đi bộ dáng. Cái này khiến ở đây lần đầu tiên tới cổ võ giới đỉnh cấp thế lực phong vệ đội thành viên trong nội tâm là đau khổ không thôi, từng cái thầm nghĩ cái này cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên này người cũng bất quá như thế đi. Làm sao từng cái như cái thổ lão mạo giống như, động một chút lại kích động muốn ngất đi. Vẫn là chúng ta Diệp thiếu gia quá châu bê. Một bên Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện nhìn thấy cha mình thất thố bộ dáng, hai người bọn họ cũng là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng giúp mình phụ thân thuận khí, nếu là Triệu Vô Không lần thứ hai hôn mê, như vậy mặt mũi này coi như thất lạc đại phát. Cũng may có Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện thuận khí về sau, Triệu Vô Không tâm tình là trì hoãn tới, xấu hổ nói ra, Diệp huynh đệ, lại cho ngươi bị chê cười. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, Triệu Thành Chủ, đợi chút nữa ta cầm một chút cần dược tài tên viết cho ngươi, những này đều giúp các ngươi tăng thực lực lên phải dùng đến, còn ngươi nữ hiện tại an bài ta thái công bọn họ trước tiên ở lại đi. Tốt, Diệp huynh đệ, ta phủ thành chủ cái gì đều không có, cũng là phòng chống phần lớn là, ta lập tức giúp các ngươi an bài. Triệu Vô Không vội vàng nói. Ngày kế tiếp, giữa trưa. Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người đứng tại phủ thành chủ hai gian phòng ở giữa bên ngoài, hôm nay sáng sớm Triệu Vô Không liền đem Diệp Thần Phong cần dược tài cho chuẩn bị thỏa đáng, cho nên Diệp Thần Phong tại cầm tới dược tài về sau, hắn liền lập tức cầm thối thể dược dịch cho chế biến ra đến, giờ phút này Triệu Vô Không, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện đang tại cái này hai gian phòng trong phòng ngâm thân thể đây. Về phần phong vệ đội thành viên thì là tại bọn họ gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong đánh giá một ít thời gian, Triệu Vô Không bọn họ cũng nên không sai biệt lắm muốn tăng lên song thực lực, tại Diệp Thần Phong trong nội tâm vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, chỉ nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, Triệu Vô Không từ một gian phòng bên trong đi tới, trên mặt hắn mang theo hưng phấn thần sắc, trên người hắn tản ra tiên thiên đỉnh phong cao thủ phải có khí thế. Tại Triệu Vô Không mới vừa đi ra gian phòng, một gian khác cửa gian phòng cũng bị đẩy ra. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện hai tỷ muội cũng từ trong phòng đi tới, cái này hai tỷ muội trên thân khí thế cũng không so Triệu Vô Không yếu, các nàng là hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bây giờ hai người bọn họ chỉ muốn nhanh lên tăng thực lực lên, vì là cũng là gặp phải Diệp Thần Phong tốc độ. Diệp huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ân tình ta đều ghi tạc trong lòng. Triệu Vô Không chân thành tha thiết nói ra. Thần Phong ca ca, cảm ơn ngươi. Triệu gia hai tỷ muội đi đến Diệp Thần Phong trước mặt giòn tan hô, thông qua mấy ngày nay ở chung, cái này hai tỷ muội cũng không còn trực tiếp hô Diệp Thần Phong tên, mà chính là thân thiết xưng hô Diệp Thần Phong vì là Thần Phong ca ca. Tốt, Triệu thành chủ, đã các ngươi thực lực đã tăng lên xong, như vậy chúng ta bây giờ tới trước nói chuyện chính sự đi. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra. Diệp huynh đệ nói là a. Vậy chúng ta tới trước trong đại sảnh đi. Triệu Vô Không vừa cười vừa nói. Tại Triệu Vô Không chỉ huy dưới, Diệp Thần Phong đám người hướng về phủ thành chủ đại sảnh đi đến, tại đi hướng về đại sảnh trên đường, cải biến tướng mạo Hạ Tử Ninh tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói ra, Thần Phong, xem ra ngươi vẫn là rất chiêu nữ nhân ưa thích đi. Đôi này song bào thai tỷ muội khẳng định là coi trọng ngươi. Đối với cái này Diệp Thần Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không có đi chính diện trả lời Hạ Tử Ninh lời nói. Phải biết nữ nhân một khi ghen, bình thường nam nhân đều là chống đỡ không. Cả đám tại đi vào phủ thành chủ đại sảnh về sau, Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch mở miệng trước, bây giờ ta chỉ muốn trước tiên giúp Trấn Thiên Môn đệ tử báo thù, cầm Thiên Sơn môn trưởng môn cùng đại trưởng lão cho giết. Tôn Thúc Thúc nói đúng, ta cũng phải tự tay giúp Quỷ Y Môn đệ tử báo thù. Quỷ Y Môn trưởng môn Quý Đính Thiên nói ra. Ngoại thái công, Quý Tiền Bối. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long, hai người này cùng Vân Thiên Tông người cùng một chỗ, mà chúng ta cùng Vân Thiên Tông cũng đến không chết không thôi cấp độ, cho nên lần này chúng ta dứt khoát cầm Thiên Sơn môn hai cái này dư nghiệt cùng Vân Thiên Tông cùng một chỗ diệt trừ. Bất quá, Vân Thiên Tông nói thế nào cũng là một cái nhất đẳng thế lực, chúng ta nhất định phải định ra một cái chi tiết kế hoạch mới được. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Diệp huynh đệ nói rất đúng.
bây giờ bằng vào chúng ta trong tay cỗ thế lực này, nếu như muốn cùng Vân Thiên Tông cứng đối cứng lời nói, không nói trước có thể hay không diệt trừ Vân Thiên Tông, chúng ta một phương này người khẳng định sẽ có phi thường to lớn tổn thất, ta muốn điểm này là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Triệu Vô Không cũng phát biểu lấy chính mình ý kiến, hắn hôm qua cũng biết xem Diệp Thần Phong nương tựa theo lực lượng một người đổ sát Thiên Sơn môn sự tình, đương nhiên hôm qua hắn khi biết chuyện này thời điểm, hắn kém một chút lần nữa bất tỉnh đi. Ngoại Thái Công, chúng ta cầm đỉnh cấp thế lực bên này đại khái thế lực phân bố, cùng Vân Thiên Tông cụ thể thế lực trước tiên hiểu biết một cái đi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Thần Phong đối Tôn Bác Dịch sau khi nói xong, ngược lại đối Triệu Vô Không, nói ra, Triệu Thành Chủ, Thiên Tinh Thành là của ngươi bàn, ngươi giúp chúng ta đi điều tra một chút Vân Thiên Tông tài liệu cặn kẽ, cùng đỉnh cấp thế lực bên này đại khái thế lực phân bố, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ một chút bọn họ phái thế lực. Triệu Vô Không đương nhiên là một lời đáp ứng, nói ra tốt, Diệp huynh đệ, ta bây giờ lập tức đi điều tra một chút các ngươi cần những tin tức này. Diệp Thần Phong bên này bắt đầu chậm rãi hành động, Ly Phong Bạo nhắc lên thời gian là càng ngày càng gần, mà đỉnh cấp thế lực bên này môn phái còn không biết Diệp Thần Phong cùng trong tay hắn cỗ thế lực này đến. Chương 931, cổ võ chế tài người. Người thừa kế. Hạ Tử Ninh tuy nhiên cũng là đỉnh cấp thế lực bên này người, nhưng là nàng rời đi đỉnh cấp thế lực đã có thời gian 3 năm, đối với đỉnh cấp thế lực bên này tất cả môn phái tin tức, nàng biết cũng không phải là phi thường kỹ càng, cho nên Diệp Thần Phong mới có thể để cho Triệu Vô Không đi cẩn thận điều tra một chút. Ước chừng 2 giờ sau khi vội vàng rời đi phủ thành chủ, Triệu Vô Không liền lại đi vào trong đại sảnh, lần này trở về thời điểm, trong tay hắn cầm một chồng thật dày trang giấy, gặp Diệp Thần Phong bọn họ như cũ trong đại sảnh. Triệu Vô Không cầm đến trong tay trang giấy đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp huynh đệ, trong này liền có quan hệ với Vân Thiên Tông tài liệu cặn kẽ, còn có đỉnh cấp thế lực bên này chủ yếu mấy đại môn phái tư liệu. Diệp Thần Phong cầm Triệu Vô Không đưa cho hắn tư liệu kỹ càng xem một lần về sau, hắn liền đem phần tài liệu này đưa cho Tôn Bác Dịch bọn người xem, hắn hiện tại đã là đại khái hiểu biết đỉnh cấp thế lực bên này thế lực phân bố. Đỉnh cấp thế lực bên này cường đại nhất có tứ đại môn phái, chúng nó theo thứ tự là Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Xích Viêm Cốc cùng Vân Thiên Tông, cái này tứ đại môn phái là nhất đẳng trong thế lực số 1 số 2 tồn tại. Vân Thiên Tông hết thảy có được 4 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, 16 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 25 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ, thiên giai cùng thiên giai phía dưới cao thủ đương nhiên là càng nhiều hơn không kể xiết. Vân Tiêu Cung hết thảy có được 5 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, 18 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 30 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ, đương nhiên thiên giai cùng thiên giai phía dưới cao thủ liền không đi tính toán. Địa Ma Điện hết thảy có được 5 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, 17 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 29 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ. Mà Xích Viêm Cốc hết thảy có được 5 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, 17 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 28 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ. Đương nhiên nhất đẳng thế lực mức thấp nhất độ là muốn có 2 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, 15 tên phá thiên chi cảnh cao thủ, 20 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ cùng 70 tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, cái này tứ đại môn phái là xa xa vượt qua cái này mức thấp nhất độ. Vân Thiên Tông là cái này tứ đại môn phái bên trong thực lực thấp nhất một cái. Bởi vì cùng tam đại môn phái bọn họ không chỉ có 5 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, cái này tam đại môn phái mỗi cái trong môn phái đều có một tên nguyên thiên điên phong cao thủ, mà Vân Thiên Tông bên trong mạnh nhất cũng chỉ có nguyên thiên trung kỳ cao thủ, bởi vậy có thể thấy được Vân Thiên Tông tại tứ đại môn phái bên trong đệm cũng không phải là không có đạo lý. Theo trong đầu suy nghĩ tiến hành, Diệp Thần Phong lông mày là dần dần nhăn lại đến, phải biết bây giờ hắn đã cùng Vân Thiên Tông đến không chết không thôi cấp độ. Mà Địa Ma Điện lại là Hạ Tử Ninh cửu nhân, cái này Vân Tiêu Cung cũng nhiều bao nhiêu thiếu cùng Hạ Tử Ninh có ân oán. Lúc trước Địa Ma Điện thiếu chủ muốn khinh bạc Hạ Tử Ninh, bị Hạ Tử Ninh cho lỡ tay giết chết, Vân Tiêu Cung thiếu chủ thừa dịp cơ hội này bức bách Hạ Tử Ninh trở thành hắn nữ nhân, sau cùng bị Hạ Tử Ninh cho trước mặt mọi người cự tuyệt, cho nên Vân Tiêu Cung cũng không để ý tới nữa Hạ Tử Ninh chỗ Nguyệt Hoa Cung, sau cùng mất cả tháng Hoa Cung bị Địa Ma Điện cho huyết tẩy. Chỉ có Hạ Tử Ninh một người sống sót. Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là áp lực sơn đại,
bây giờ tứ đại môn phái bên trong chỉ có Xích Viêm Cốc cùng hắn tạm thời không có bất kỳ cái gì ân oán cùng liên quan tồn tại, hắn cũng chỉ có thể đủ từ nơi này Xích Viêm Cốc ra tay, nếu như có thể lôi kéo Xích Viêm Cốc, có ở đây không bại lộ Hạ Tử Ninh tình huống dưới Cẩm Vân Thiên Tông trước tiên cho diệt trừ, sau đó lại diệt trừ Địa Ma Điện, sau cùng lại đối đầu Vân Tiêu Cung, cái này chỉ sợ là bây giờ ổn thỏa nhất biện pháp. Căn cứ Triệu Vô Không thu thập phần tài liệu này biểu hiện, Vân Tiêu Cung là bây giờ tứ đại môn phái đứng đầu, cái này để cho Diệp Thần Phong hơi nghi hoặc một chút, theo lý tới nói Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Xích Viêm Cốc cái này ba phần đại môn phái thế lực tại sàn sàn với nhau. Thế là, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Triệu Thành Chủ, cái này Vân Tiêu Cung tại sao là tứ đại môn phái đứng đầu? Triệu Vô Không trực tiếp hồi đáp, Diệp huynh đệ. Người có chỗ không biết, bởi vì Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo chính là cổ võ chế tài người người thừa kế. Cổ võ chế tài người, người thừa kế. Không riêng Diệp Thần Phong tâm lý sinh ra nghi hoặc, liền ngay cả Tôn Bác Dịch bọn người đồng dạng là sinh ra nghi hoặc. Dù sao Tôn Bác Dịch bọn người chỉ là nhất lưu, nhị lưu thế lực người bên kia, bọn họ cũng không hiểu biết đỉnh cấp thế lực bên này tình huống. Ở đây duy chỉ có Hạ Tử Ninh đang nghe cổ võ chế tài người cái này năm chữ về sau, nàng đồng tử là bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Lý Tử Hạo lại bị cổ võ chế tài người cho chọn chúng. Triệu Vô Không nhìn ra Diệp Thần Phong bọn người nghi hoặc, hắn vội vàng giải thích nói, Diệp huynh đệ. Cổ võ chế tài người là đỉnh cấp thế lực bên này chí cao tồn tại, cổ võ chế tài người là duy trì đỉnh cấp thế lực bên này trật tự người, đồng dạng hắn cũng là toàn bộ cổ võ giới thực lực cao nhất. Triệu Vô Không tại nâng lên cổ võ chế tài người thời điểm, hắn trong hai con ngươi tràn ngập nhàn nhạt hoảng sợ, nuốt nước miếng, tiếp tục nói, Diệp huynh đệ, dưới tình huống bình thường thực lực chúng ta có thể đến nguyên thiên đỉnh phong, cái này đã coi như là chúng ta đến tối cao cảnh giới. Mà mỗi một đời cổ võ chế tài người bọn họ có thể siêu thoát nguyên thiên đỉnh phong cấp độ, đến siêu phàm cảnh, cái này siêu phàm cảnh cũng chính là siêu thoát phàm nhân ý tứ. Mà cái này Lý Tử Hạo bị cổ võ chế tài người nhìn chúng, hắn thế thất sẽ trở thành đời tiếp theo cổ võ chế tài người, cho nên cái này Vân Tiêu Cung tự nhiên mà vậy là tứ đại môn phái đứng đầu, với lại tại đỉnh cấp thế lực bên này hiện tại không có cái nào môn phái nguyện ý đi đắc tội Vân Tiêu Cung. Nghe nói cái này Lý Tử Hạo cũng là một cái trăm năm khó gặp thiên tài, bây giờ hắn mới đưa gần 30 tuổi, nhưng hắn cũng đã có phá thiên đỉnh phong thực lực, hắn gần nhất tựa như là đang trùng kích nguyên thiên sơ kỳ. Phụ thân, Lý Tử Hạo tại Thần Phong ca ca trước mặt quên cái gì đồ vật? Thần Phong ca ca hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Có thể Thần Phong ca ca bây giờ lại có miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực, muốn ta nói a? Cái này Lý Tử Hạo ngay cả cho Thần Phong ca ca sách giày tư cách cũng không có. Tính cách hoạt bát Triệu Viện Viện phồng lên miệng nói ra. Phụ thân, Viện Viện nói đúng vô cùng, nếu như cái này Lý Tử Hạo là trăm năm khó gặp thiên tài, như vậy Thần Phong ca ca cũng là ngàn năm khó gặp thiên tài. Tính cách trầm ổn Triệu Tiêu Tiêu cũng không nhịn được nói ra. Bây giờ đôi này song bào thai tỷ muội nghiêm chỉnh là Diệp Thần Phong trung thành nhất kẻ ủng hộ. Các nàng không cho phép bất luận kẻ nào đem Diệp Thần Phong cho làm hạ thấp đi. Hạ Tử Ninh từ vừa rồi bắt đầu liền lâm vào trong trầm tư, trước mắt nghe được Triệu gia tỉ muội ồn ào, nàng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hỏi Triệu thành chủ, cái này cổ võ chế tài người mỗi lần không phải đều sẽ tuyển hai tên người thừa kế sao? Đến sau cùng chỉ có một tên người thừa kế có thể kế thừa cổ võ chế tài người vị trí. Cổ võ chế tài người người thừa kế đương nhiên là có hai vị, bất quá. Còn có một vị sớm tại 3 năm trước đây liền chết, hắn là Địa Ma Điện thiếu chủ Ma Thiên Phong. Tại 3 năm trước đây, cái này một nhiệm kỳ cổ võ chế tài người vừa mới chọn lựa Lý Tử Hạo cùng Ma Thiên Phong vì là người thừa kế thời điểm, đỉnh cấp thế lực bên này bất kỳ môn phái nào cũng đều không biết, chỉ có người trong cuộc Lý Tử Hạo cùng Ma Thiên Phong biết. Có thể đúng lúc không khéo cái này một nhiệm kỳ cổ võ chế tài người còn không có đối ngoại tuyên bố hắn hai vị người thừa kế. Ma Thiên Phong lại đột nhiên ở giữa bị một tên Nguyệt Hoa Cung đệ tử cho giết, cái này cũng liền dẫn đến cổ võ chế tài người người thừa kế chỉ có Lý Tử Hạo một cái, nói cách khác Lý Tử Hạo chỉ cần không chết hiểu, hắn sớm muộn cũng sẽ kế thừa cổ võ chế tài người vị trí. Triệu Vô Không kiên nhẫn đối Hạ Tử Ninh giải thích, dù sao những chuyện này cũng không phải là đỉnh cấp thế lực bên này bí ẩn, cho nên cái này Triệu Vô Không vẫn là hiểu biết một chút. Nghe Triệu Vô Không cái này liên tiếp giảng thuật về sau, Diệp Thần Phong mày nhíu lại càng ngày càng gấp,
hắn không nghĩ tới tại đỉnh cấp thế lực bên này còn có một cái cổ võ chế tài người. Với lại thực lực tại nguyên thiên cảnh giới phía trên, đạt tới một cái tân tầng thứ siêu phàm cảnh. Còn có năm đó Hạ Tử Ninh lỡ tay giết chết Địa Ma Điện Ma Thiên Phong thì hẳn là chính là cổ võ chế tài người vừa mới tuyển ra hai vị người ứng cử thời điểm, người khác còn chưa không biết chuyện này, có thể cái này Ma Thiên Phong cũng là ở thời điểm này bị Hạ Tử Ninh cho giết chết, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút ha. Duy nhất giải thích, cũng là đây hết thảy đều có một người ở sau lưng trợ giúp, vào lúc đó người nào muốn nhất Ma Thiên Phong chết. Khẳng định cũng là cổ võ chế tài người một cái khác người thừa kế Lý Tử Hạo. Mà vừa lúc này Hạ Tử Ninh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nàng cắn hàm răng nói ra, Thần Phong, năm đó sự tình khẳng định là Lý Tử Hạo một tay an bài. Nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Tử Ninh là hai tròng mắt đỏ bừng vô cùng, nàng cũng không phải là một cái ngu xuẩn nữ nhân, Diệp Thần Phong nghĩ đến sự tình, đồng dạng cũng bị nàng cho nghĩ đến. Chương 932, Quỷ Vương Tông di tích hiện. Bởi vì Tôn Bác Dịch đám người cũng không rõ ràng Hạ Tử Ninh lai lịch, cho nên bọn họ cũng không biết Hạ Tử Ninh trong miệng nói là sự tình gì. Chẳng qua là khi bọn họ nghe thấy Hạ Tử Ninh nâng lên Lý Tử Hạo thời điểm, bọn họ ánh mắt từng cái trở nên ngưng trọng lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Hạ Tử Ninh, chờ đợi Hạ Tử Ninh cho ra một đáp án. Diệp Thần Phong biết nếu để cho Tôn Bác Dịch bọn người biết Hạ Tử Ninh thân phận, biết Hạ Tử Ninh cùng Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện ân oán, Tôn Bác Dịch những người này áp lực khẳng định sẽ càng thêm cự đại, cho nên Diệp Thần Phong lập tức nói ra, ngoại thái công, ngày mai ta cùng Tử Ninh đi trước một chuyến Xích Viêm Cốc, nhìn xem có thể hay không cầm Xích Viêm Cốc kéo đến chúng ta trong trận doanh, mà các ngươi ngay tại Thiên Tinh Thành bên trong kiên nhẫn chờ đợi chúng ta tin tức. Diệp Thần Phong cái này nói sang chuyện khác vẫn là rất hữu dụng, Tôn Bác Dịch vội vàng nói, Thần Phong, ta và các ngươi cùng đi một chuyến Xích Viêm Cốc. Diệp Thần Phong trực tiếp lắc đầu, nói ra, ngoại thái công, nhiều người ngược lại không dễ làm sự tình, Tử Ninh nguyên bản là đỉnh cấp thế lực bên này người, có nàng một người bồi tiếp ta đi Xích Viêm Cốc liền đầy đủ, nếu như Xích Viêm Cốc có thể đứng tại chúng ta bên này, chúng ta liền lập tức có thể đối với Vân Thiên Tông động thủ. Tôn Bác Dịch bọn người tuy nhiên rất muốn bồi tiếp Diệp Thần Phong cùng một chỗ, nhưng nghe đến Diệp Thần Phong kiên định không thay đổi ngữ khí về sau, bọn họ cả đám đều miễn cưỡng đồng ý hạ xuống, dặn dò Diệp Thần Phong nhất định phải chú ý cho kỹ tự thân an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai, đeo lên mặt nạ ra người Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hai người bọn họ đang đi ra Thiên Tinh Thành về sau, một đường đi về phía nam mặt mau chóng đuổi theo, Hạ Tử Ninh không có lợi dụng nàng huyễn thuật cải biến tướng mạo. Dù sao nguyên thiên cảnh giới cao thủ đối với cảm ứng chân kính lực lượng ba động là phi thường nhạy cảm. Hạ Tử Ninh huyễn thuật nói không chừng sẽ bị nhìn thấu, cho nên Hạ Tử Ninh giống như Diệp Thần Phong, nàng cũng liền đeo lên một tấm mặt nạ ra người, giờ phút này nàng tướng mạo như là một cái từ trên núi đi tới thôn cô. Xích Phiêm Cốc tại Thiên Tinh Thành mặt phía nam, lấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bây giờ tốc độ, hai người bọn họ muốn đuổi trọn vẹn một ngày một đêm đường. Bọn họ mới có thể đến Xích Viêm Cốc thế lực phạm vi bên trong. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đang đuổi hơn một cái giờ đường về sau, hai người bọn họ phát hiện bốn phía người bắt đầu càng ngày càng nhiều, bên trong có tiên thiên chi cảnh cao thủ, phá thiên chi cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả nguyên thiên cảnh giới cao thủ đều có, cái này để cho Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cảm thấy nghi hoặc. Tại một tên tiên thiên đỉnh phong người trẻ tuổi đi qua Diệp Thần Phong bên cạnh thời điểm, Diệp Thần Phong trực tiếp cầm đối phương cho cản lại, tên này tiên thiên đỉnh phong người trẻ tuổi vừa định nổi giận hơn. Diệp Thần Phong chỉ là cầm trên thân khí tức khống chế tại cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ bằng nhau. Tên này người trẻ tuổi tại cảm giác được Diệp Thần Phong trên thân áp bách khí tức sau khi. Hắn vội vàng thu hồi trên mặt phẫn nộ cùng bất mãn, cười hỏi tiền bối, không biết ngươi ngăn lại ta tới có chuyện gì tình. Diệp Thần Phong trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi những người này vội vội vàng vàng hướng về cùng một cái phương hướng đi. Các ngươi đây là đi làm cái gì? Nghe vậy, tiên thiên đỉnh phong người trẻ tuổi nhẫn nại tính tình, nói ra, nguyên lai tiền bối ngươi còn không biết ha. Ngay tại trước mấy ngày Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện, phải biết Quỷ Vương Tông thế nhưng là 7-800 năm trước số 1 số 2 tông môn, rất đạt được nhiều biết tin tức này người đều tiến đến một chút náo nhiệt. Nhìn xem có thể hay không từ đó giành một chút chỗ tốt. Bất quá, ta nghe nói tứ đại môn phái người cũng đã đuổi tới Quỷ Vương Tông di tích chỗ nơi,
chúng ta những người này muốn từ tứ đại môn phái trong tay đục nước béo cò, ta xem là phi thường khó a. Đang nghe Quỷ Vương Tông di tích sau khi xuất hiện, Diệp Thần Phong rõ ràng nhất sững sờ một hai giây. Phải biết hắn lúc trước hiểu thấu đáo Quỷ Vương 13 châm thời điểm, không riêng đạt được trong đan điền này một đoàn màu đen khí thể, trong đầu hắn còn ra hiện một tấm bản đồ. Về sau theo Quỷ Y môn trưởng môn Quý Đính Thiên cùng phụ thân hắn nói, Diệp Thần Phong trong đầu tấm bản đồ này chính là Quỷ Vương Tông di tích cơ quan bản đồ phân bố. Đang mở đến muốn biết tin tức về sau, Diệp Thần Phong liền thả tên kia tiên thiên đỉnh phong người trẻ tuổi rời đi, hắn đối Hạ Tử Ninh nói ra, Tử Ninh, chúng ta cũng đi một chuyến Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện địa phương, bây giờ tứ đại môn phái người đều tới đó, chúng ta đi Xích Viêm Cốc khẳng định cũng là uổng công một chuyến, nói không chừng Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện ngược lại là có thể cho chúng ta cung cấp một cái không sai cơ hội. Diệp Thần Phong trong đầu có Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan bản đồ phân bố, đối với hắn tới nói tiến vào Quỷ Vương Tông di tích căn bản sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nếu như tứ đại môn phái người đi vào lời nói, cũng sẽ không giống Diệp Thần Phong nhẹ nhàng như vậy, đến lúc đó toàn bộ chết ở bên trong cũng là nói không nhất định. Đương nhiên Hạ Tử Ninh là không biết Diệp Thần Phong trong đầu có một bức Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan đồ, đối với Diệp Thần Phong đề nghị nàng cũng không có phản đối, dù sao bây giờ tứ đại môn phái đều hội tụ Quỷ Vương Tông di tích sở tại địa. Bọn họ lại đi Xích Viêm Cốc cũng là lãng phí thời gian, thế là Hạ Tử Ninh nói ra tốt, Thần Phong, vậy chúng ta trước hết đi một chuyến Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện địa phương. Dọc theo con đường này cổ võ cao thủ cơ hồ cũng là đi hướng về một chỗ, cho nên Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh căn bản là không cần hỏi đường, hai người bọn họ chỉ cần đi theo dòng người đi là được. Ước chừng phi nhanh hơn một ngày thời gian, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh là đến một chỗ hoang vu bên trên bình nguyên. Chỉ gặp chỗ này bình nguyên một chỗ vị trí bên trên mở ra một cái như đồng môn một dạng lỗ hổng, một khối lịch sử dấu vết 10 phần nồng đậm bia đá đứng lặng tại lỗ hổng bên cạnh, tại tấm bia đá này bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy Quỷ Vương Tông cái này ba chữ to. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đến Quỷ Vương Tông di tích địa phương lúc, tại đây đã có ước chừng hơn 100 người, đương nhiên đứng cách Quỷ Vương Tông di tích lối vào gần nhất là tứ đại môn phái người, tứ đại môn phái trưởng môn đều đến. Liền Liên Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên, hắn cũng tạm thời buông hắn xuống tất cả mọi chuyện, ngay đầu tiên chạy tới nơi này tới. Vân Tiêu cùng đi vào Quỷ Vương Tông di tích người có Nguyên Thiên Sơ Kỳ trưởng môn Lý Đông Thiên, Nguyên Thiên Đỉnh Phong Đại trưởng Lão Tiễn Đông Vạn cùng 5 ngày trước vừa mới bước vào Nguyên Thiên Sơ Kỳ Lý Tử Hạo, cũng chính là Lý Đông Thiên Nhi Tử. Địa Ma Điện đi vào Quỷ Vương Tông di tích người có Nguyên Thiên Trung Kỳ trưởng môn Ma Vô Sát cùng Nguyên Thiên Đỉnh Phong Đại trưởng Lão Quỷ Thiên Lâm. Xích Viêm Cốc đi vào Quỷ Vương Tông di tích người có Nguyên Thiên Sơ Kỳ trưởng môn Liệt Viêm, Nguyên Thiên Đỉnh Phong Đại trưởng Lão Vương Vũ Kế cùng Phá Thiên Trung Kỳ Liệt Dương đồng dạng cũng là con trai của Liệt Viêm. Mà Vân Thiên Tông đi vào Quỷ Vương Tông di tích người có Nguyên Thiên Sơ Kỳ trưởng môn Vương Chúng Thiên, Nguyên Thiên Trung Kỳ Đại trưởng Lão Ngô Nam, đương nhiên Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, Đại trưởng Lão Thu Nguyên Long cùng Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm. Ba người này cũng cùng Vương Chúng Thiên bọn người đứng chung một chỗ. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, đối Vương Chúng Thiên nói ra, Vương Tông Chủ, ta có thể nghe nói các ngươi Vân Thiên Tông trong khoảng thời gian này cũng không quá bình a. Không nghĩ tới Vương Tông Chủ ngươi còn có rảnh rỗi tới nơi này lãng phí thời gian. Hừ, Vương Chúng Thiên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, bất quá, vừa nghĩ tới Lý Đông Thiên nhi tử Lý Tử Hạo chính là cổ võ chế tài người người thừa kế. Hắn tận lực để cho mình sắc mặt hòa hoãn một chút, nói ra có đoạn nhật tử không gặp, thật không nghĩ tới Tử Hạo vậy mà bước vào Nguyên Thiên Sơ Kỳ. Thật sự là kẻ đến sau nơi ở lên a. Vương Tông Chủ quá khen, con trai của ta tương lai nhất định sẽ trở thành cổ võ giới đệ nhất nhân, nếu là hắn bây giờ còn chưa có tới Nguyên Thiên cảnh giới, cái này chẳng phải là thất lạc cổ võ chế tài người khuôn mặt đi. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên không chút nào khiêm tốn nói ra, mà Lý Tử Hạo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Vương Chúng Thiên, trên mặt thủy chung là bày biện một bộ cao ngạo vẻ mặt, như thế để cho Vương Chúng Thiên trong nội tâm khí không đánh một chỗ tới. Vương Chúng Thiên miễn cưỡng cười cười, hắn cũng liền không còn chính mình tìm tội chịu, ánh mắt của hắn tại Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát trên thân dừng lại chốc lát, hắn thấy tứ đại môn phái bên trong đối bọn hắn động thủ người, vô cùng có khả năng này Địa Ma Điện. Có thể Địa Ma Điện thực lực mạnh hơn Vân Thiên Tông bên trên không ít,
cho nên Vương Trúng Thiên cũng không dám ở trước mặt chất vấn cái này ma vô sát, với lại trước mắt Vương Trúng Thiên trong nội tâm nghĩ đến là Quỷ Vương Tông di tích sự tình. Đứng cách đó không xa Hạ Tử Ninh, nàng khi nhìn đến địa ma điện người cùng Vân Tiêu Cung người về sau, nội tâm của nàng tâm tình rõ ràng cho thấy chậm rãi sóng gió nổi lên, cái này khiến đứng tại nàng bên cạnh Diệp Thần Phong là rõ ràng cảm giác được. Diệp Thần Phong vươn tay vỗ vỗ Hạ Tử Ninh bả vai, thấp giọng nói ra: Tử Ninh, cầm tâm tình bình ổn lại, chúng ta bây giờ thân phận còn chưa thể bại lộ, ta đáp ứng ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ cầm Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện cùng nhau diệt trừ. Chương 933, cố ý gây nên chú ý. Hỏa nhiệt ánh sáng mặt trời vung vãi đại địa. Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện địa phương người là càng tụ càng nhiều, bởi vì không rõ ràng Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ tình huống, tứ đại môn phái người không có ở trước tiên liền tiến vào Quỷ Vương Tông bên trong, có thể theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn rõ ràng cho thấy có chút chờ không nổi, hắn đối mặt khác tam đại môn phái người, nói ra: các vị, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này làm chờ lấy sao? Không bằng chúng ta tứ đại môn phái cùng một chỗ tiến vào Quỷ Vương Tông di tích bên trong tìm tòi hư thực. Tại Lý Đông Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Xích Phiêm Cốc trưởng môn nhân Liệt Viêm, hắn liền lập tức nói ra: ta chỉ là tới nơi này đến một chút náo nhiệt, chúng ta Xích Phiêm Cốc người tạm thời còn không có dự định tiến vào Quỷ Vương Tông di tích bên trong. Lý Đông Thiên nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói ra: Liệt Cốc chủ, ta nghĩ ngươi là đang chờ ngươi bọn họ Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão a. Nghe nói các ngươi Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão tinh thông các loại cơ quan bố cục, các ngươi Xích Phiêm Cốc chỉ chờ tới lúc hai trưởng lão đến, chỉ sợ này Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan liền khó không được các ngươi a. Chính như Lý Đông Thiên nói, Liệt Phiêm thật đúng là đang chờ đợi hắn Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão đến, tại hắn tiến về chỗ này Quỷ Vương Tông di tích thời điểm, Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão vừa vặn vừa mới bế quan đi ra, cần tạm thời điều chỉnh một chút tình trạng cơ thể, cho nên Liệt Viêm bọn họ mới tới trước tại đây. Lý Đông Thiên nhi tử Lý Tử Hạo gặp Xích Viêm Cốc vậy mà cự tuyệt, hắn cao ngạo trên mặt đối với Xích Viêm Cốc người lộ ra một vòng sát ý, thấp giọng với Lý Đông Thiên, nói ra: phụ thân, chúng ta quản bọn họ có nên đi vào hay không đây? Đợi chút nữa chúng ta chỉ cần nói muốn tiến vào Quỷ Vương Tông di tích người có thể tự do tiến vào. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể bắt hắn tiểu môn tiểu phái người xem như dò đường thạch, dạng này tuyệt đối liền có thể cam đoan chúng ta an toàn. Lý Đông Thiên đối với mình nhi tử tàn nhẫn tâm kế, trong lòng của hắn là hài lòng gật gật đầu, trong cổ họng âm lượng đề cao một chút, quát: chúng ta Vân Tiêu Cung lập tức sẽ tiến vào Quỷ Vương Tông di tích, chúng ta sẽ không ngăn cản ở đây người khác tiến vào, ở đây người có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Quỷ Vương Tông di tích. Lý Đông Thiên lời này vừa nói ra, ở đây nhất thời sôi trào lên, mà đang sôi trào đi qua, rất nhiều người thông minh lập tức nghĩ đến Lý Đông Thiên dụng ý, coi như tại Quỷ Vương Tông di tích bên trong phát hiện bảo vật, bọn họ có thể giành được qua Vân Tiêu Cung người sao. Cho nên ở đây phần lớn người cũng quả thật là tới tham gia náo nhiệt, theo bọn hắn nghĩ tiến vào Quỷ Vương Tông trong di tích, nếu như ngay cả chính bọn hắn mạng nhỏ đều thất lạc, như vậy thì quá không có lời. Lý Đông Thiên đang giống xong cái này một cuống họng về sau, hắn liền dẫn đầu cẩn thận từng ly từng tí đi vào Quỷ Vương Tông di tích vào bên trong miệng, lập tức Lý Tử Hạo cùng Vân Tiêu Cung đại trưởng lão Tiễn Đông Vạn cũng theo sát sau lưng Lý Đông Thiên. Tại Vân Tiêu Cung người đi vào Quỷ Vương Tông di tích cửa vào về sau, địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát cùng đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm đang nhìn nhau liếc một chút về sau, hai người bọn họ cũng không chút do dự đi vào. Mà Vân Thiên Tông Vương Trúng Thiên cùng Thiên Sơn Môn Phương Chí Dũng bọn người, bọn họ đang chần chờ một lúc sau, bọn họ cũng ngay sau đó đi vào Quỷ Vương Tông di tích bên trong, dù sao này Quỷ Vương Tông chính là 7-800 năm trước số 1 số 2 đại tông môn, bên trong tài phú là để cho bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực bên này môn phái đều sẽ thèm. Nhỏ dãi không thôi, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tuy nhiên ở đây rất nhiều môn phái đều không có ý định tiến vào Quỷ Vương Tông di tích, nhưng là còn có một số lòng tham môn phái, ôm lấy may mắn tâm lý môn phái khi nhìn đến Vân Tiêu Cung, địa ma điện cùng Vân Thiên Tông đều hành động về sau, bọn họ cũng chậm chậm đi vào Quỷ Vương Tông di tích bên trong, mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng hòa với đám người đi vào. Xích Phiêm Cốc trưởng môn nhân Liệt Viêm nhìn xem trước mặt tràng cảnh, hắn là khinh thường lắc đầu, thấp giọng nói ra: một đám không có não tử ngu ngốc,
những người này tiến vào Quỷ Vương Tông di tích, hoàn toàn là cho Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông làm pháo hôi. Đứng tại Liệt Viêm bên cạnh Liệt Dương, thân thể của hắn giống như Liệt Viêm khôi ngô, phảng phất là cùng Liệt Viêm tại cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, khác biệt duy nhất chỗ là, Liệt Viêm mặt ngoài là một bộ chất phác bộ dáng, nhưng hắn một đôi tròng mắt bên trong lại lóe ra hai đạo khôn khéo quang mang, mà cái này Liệt Dương là từ đầu tới đuôi đều một bộ khờ bên trong khờ khí bộ dáng. Liệt Dương ngay thẳng mở miệng nói ra, phụ thân, ta cũng không thích Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo người này, nếu như ta có năng lực lời nói, ta nhất định sẽ giết hắn. Đối với mình cái này chất phác nhi tử, Liệt Viêm là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Dương Nhi, tại ngươi không có nhất định thực lực trước đó, có mấy lời ngươi tốt nhất là giấu ở trong bụng. Hòa với đám người đi vào Quỷ Vương Tông di tích Diệp Thần Phong là chặt chẽ lôi kéo Hạ Tử Ninh Ngọc Thủ, tại bọn họ đi vào Quỷ Vương Tông di tích cửa vào về sau, bên trong là một mảnh đen kịt, dưới chân là từng cái thông hướng dưới mặt đất đẳng cấp, tất cả mọi người ác ước chừng tại đi hơn 20 phút sau, bọn họ là đi đến đẳng cấp, đến bằng phẳng mặt đất. Mà đang lúc này, chung quanh bất thình lình hiện ra đèn đuốc, tất cả mọi người chỉ thấy mình là thân ở một đầu thật dài trông không đến cuối cùng trong thông đạo, tại thông đạo hai bên trên cắm từng cái bó đuốc, những này bó đuốc vậy mà tự động thắp sáng đứng lên, phải biết này Quỷ Vương Tông thế nhưng là đã biến mất 700-800 năm, chẳng ai ngờ rằng chung quanh lại đột nhiên hiện ra vô số bó đuốc tới. Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người là đứng tại đám người phía trước nhất. Đi theo cái này tam đại môn phái tiến vào Quỷ Vương Tông di tích ước chừng có 50-60 người, Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên nhìn qua trước mặt thật dài thông đạo, yên lặng sau một lát, hắn đem ánh mắt nhìn về phía người sau lưng nhóm, hắn chỉ cách bọn họ gần nhất hai người, nói ra các ngươi hai cái đi trước ở phía trước dò đường, nếu như có thể tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo, chúng ta sẽ phân cho các ngươi một chút. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lập tức cự tuyệt, bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết cự tuyệt hậu quả a. Bị Lý Đông Thiên chỉ hai người kia, theo thứ tự là một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ người, trung niên nam nhân tên là Trịnh Kỳ Giang, một thân thực lực đến phá thiên đỉnh phong cấp độ, hắn chính là danh kiếm Sơn Trang trang chủ, mà đổi thành một cái tuổi trẻ người là con trai của Trịnh Kỳ Giang Trịnh Chí Minh, một thân thực lực đạt tới tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, tên này kiếm Sơn Trang tại đỉnh cấp thế lực bên này miễn cưỡng coi là một cái tam đẳng thế lực. Trịnh Kỳ Giang cùng Trịnh Chí Minh đang nghe Lý Đông Thiên mệnh lệnh về sau, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, nhưng bọn hắn không dám vi phạm Lý Đông Thiên ý tứ, chỉ có thể không tình nguyện đi đến trước nhất đầu. Tại Trịnh Kỳ Giang cùng Trịnh Chí Minh đi đến trước nhất đầu về sau, Lý Đông Thiên lại nhìn xem những cái kia theo tới người, nói ra, mấy người bọn ngươi nhất định phải thay phiên tới dò đường, muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh, đây là các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Hiện tại nếu như người nào muốn rời khỏi Quỷ Vương Tông di tích, ba chúng ta đại môn phái không ngại đem hắn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Lời này vừa nói ra, những cái kia cùng đi theo tiến vào Quỷ Vương Tông di tích người, bọn họ mới ý thức tới chính mình người đang ở hiểm cảnh, nhưng bây giờ đã là không có đường lui lưu cho bọn hắn. Tại Lý Đông Thiên để cho Trịnh Kỳ Giang cùng Trịnh Chí Minh bắt đầu đi lên phía trước về sau, những người này cũng chỉ có thể đủ yên lặng đi theo tam đại môn phái sau lưng. Mà xen lẫn trong đám người Diệp Thần Phong, hắn một bên lôi kéo Hạ Tử Ninh tay, trong đầu một bên hồi tưởng đến Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan đồ. Hồi tưởng sau một lát, Diệp Thần Phong thấp giọng với Hạ Tử Ninh, nói ra Tử Ninh, thân thể chúng ta tựa vào vách tường đi. Làm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thân thể dán chặt lấy bên trái vách tường hành tẩu thì hai người bọn họ quái dị cử động rất nhanh hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, bao quát tam đại môn phái người. Diệp Thần Phong là cầm chính mình khí tức khống chế tại cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ bằng nhau, mà Hạ Tử Ninh thì là không có khống chế chính mình khí tức, nàng nguyên bản thực lực cũng chỉ có phá thiên trung kỳ. Những tâm lý đó mặt rất khó chịu tất cả môn phái người, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cử động về sau, từng cái mở miệng châm chọc khiêu khích đứng lên. Các ngươi hai cái là cái nào môn phái? Các ngươi cần phải sợ thành như vậy phải không? Ta xem các ngươi còn không bằng chết sớm một chút quên, vậy mà thân thể dính sát vách tường mới có dũng khí đi lên phía trước. Ta xem để cho hai người này đi trước phía trước dò đường, những loại người này sớm muộn gì muốn chết, lưu bọn họ ở chỗ này làm gì. Nếu để cho Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người trước tiên dò đường,
hơn môn phái người cũng có thể chế một chút dò đường, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Siêu, 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 siêu. Chỉ là đang lúc Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, vừa định muốn quát lớn một phen Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hành động ngu ngốc thời điểm, thật dài trong thông đạo bất thình lình vang lên từng đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, phía trước trong thông đạo xuất hiện từng cái dày đặc điểm đen, tại điểm đen tới gần thời điểm, ở đây người thấy rõ toàn bộ rõ ràng những này điểm đen là từng cây sắc bén mưa tên. Diệp Thần Phong vừa rồi đã sớm tại trong đầu Quỷ Vương Tông cơ quan đồ bên trong biết được cái này cái thứ nhất cơ quan, chỉ có tựa vào vách tường đi, mới có thể không bị những này mưa tên bắn trúng, mà Diệp Thần Phong trước mắt bao người làm như thế, hắn vì là cũng là cố ý gây nên tam đại môn phái chú ý, tại cái này về sau tam đại môn phái khẳng định sẽ để cho hắn dò đường, như vậy Diệp Thần Phong lợi dụng trong đầu cơ quan bản đồ phân bố, cái này có thể đem những người này dẫn vào trong tuyệt cảnh. Chương 934, ai là người yếu đuối? Ai là mãnh hổ? Từng cây thành nhân to bằng ngón tay tiến, như mưa sao băng hướng phía Lý Đông Thiên các loại cả đám bên này bắn tới. Những này lít nha lít nhít tiến cũng là dùng đặc thù kim khí tài liệu chế tác mà thành. Trên đầu tên là cực kỳ sắc bén, tại hai bên bó đuốc sáng ngời làm nổi bật dưới. Những này tiến trên đầu tên hơi hơi phản xạ một chút sáng ngời. Cái này ngàn vạn tiến bất thình lình tràn ngập ở trong đường hầm. Chỉ có dán vào hai bên vách tường mới có thể hiểm mà hiểm tránh thoát đi, có thể đây hết thảy tới quá mức bất thình lình, liền xem như tam đại môn phái người cũng không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. A, 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 nhìn không thấy cuối cùng trong thông đạo bị tiếng kêu thảm thiết cho tràn ngập, ở đây tiên thiên chi cảnh trở lên cao thủ còn có thể tạm thời chống đỡ một chút, mà những thực lực đó chỉ có tiên thiên chi cảnh người, bọn họ ý đồ cầm thể nội chân kính lực lượng ngoại phóng. Dùng cái này để ngăn cản lấy dày đặc mưa tên, đáng tiếc là những này mưa tên trực tiếp xuyên thấu bọn họ ngoại phóng chân kính lực lượng, băng lãnh vô tình chui vào thân thể bọn họ bên trong. Thân thể dính sát bên trái vách tường Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, những này lít nha lít nhít mưa tên chỉ là từ hai người bọn họ trên quần áo sát qua đi mà thôi, căn bản không có cho hai người bọn hắn cái mang đến bất cứ thương tổn gì. Bị Diệp Thần Phong lôi kéo ngọc thủ Hạ Tử Ninh. Bên tai nàng quanh quẩn tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, khóe mắt liếc qua nhìn xem những một đó từng cái bị mưa tên bắn thành tổ ong vỏ vẽ người. Trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ chấn kinh, nàng nhìn một chút Diệp Thần Phong, một đôi mắt đẹp bên trong là tràn ngập nghi hoặc, đến bây giờ nàng còn không biết Diệp Thần Phong nắm giữ Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan đồ sự tình. Diệp Thần Phong khi nhìn đến bên cạnh Hạ Tử Ninh ánh mắt nghi ngờ về sau, hắn thấp giọng nói ra, Tử Ninh. Hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tại bất cứ lúc nào đều muốn theo sát ta là được. Tại Diệp Thần Phong thấp giọng căn dặn Hạ Tử Ninh thời điểm, Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông cùng ở đây bọn họ phái người, bọn họ là một bên chật vật ngăn cản mưa tên, một bên học Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cầm thân thể áp sát vào trên vách tường. Siêu, 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 siêu. Từng đạo làm người ta sợ hãi tiếng xé gió không ngừng quanh quẩn tại thật dài trong thông đạo, cái này lít nha lít nhít mưa tên trọn vẹn bắn có 5-6 phút sau, tình thế đang từ từ yếu hạ xuống, thẳng đến cuối cùng là hoàn toàn đình chỉ, toàn bộ trong thông đạo nhất thời trở nên yên tĩnh một mảnh, chỉ có nặng nề tiếng hít thở tràn ngập ở chính giữa. Nhưng mà, làm cái này lít nha lít nhít mưa tên đình chỉ về sau, không riêng gì những tiểu môn tiểu phái đó bên trong người. Liền ngay cả tam đại môn phái người cũng vẫn là cầm thân thể dán chặt lấy vách tường, từng đôi toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên thân, bây giờ nghĩ lại bọn họ vừa rồi chế giễu Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ngữ khí, đây quả thực là so ngu ngốc càng thêm buồn cười. Diệp Thần Phong tại cảm giác được chung quanh này từng đôi ánh mắt về sau, hắn lôi kéo Hạ Tử Ninh tay rời đi bên trái vách tường, lần nữa trở lại trông không đến cuối cùng trong thông đạo. Ở đây người nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cử động về sau, theo tam đại môn phái người từng cái rời đi vách tường, hơn tiểu môn tiểu phái người cũng mới dám chậm rãi cầm thân thể thoát ly vách tường. Đi qua vừa mới một trận dày đặc mưa tên tẩy lễ, Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông cùng đi theo Vân Thiên Tông Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng bọn người không có thụ thương, chỉ là bọn hắn bộ dáng trở nên 10 phần chật vật mà thôi. Nhưng hơn tiểu môn tiểu phái bên trong tiên thiên tầng thứ cao thủ cơ hồ toàn bộ chết, cho dù có mấy cái không chết, trên người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít bị tiễn cho bắn bị thương,
vừa mới đi ở phía trước dò đường Trịnh Kỳ Giang cùng Trịnh Chí Minh hai cha con này. Hai người bọn họ là cái thứ nhất đối mặt mưa tên, bọn họ là căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cho nên hai cha con này trước tiên liền bị mưa tên nuốt mất. Tại xác định trong thông đạo tạm thời an toàn về sau, ở đây tất cả mọi người phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, riêng là những tiểu môn tiểu phái đó bên trong người. Phải biết bọn họ bằng hữu hoặc là thân nhân chết tại vừa mới mưa tên bên trong. Một tên tiểu môn tiểu phái bên trong tiên thiên trung kỳ đệ tử, hắn phẫn nộ hướng phía Diệp Thần Phong quát, ngươi tên hỗn đản tiểu tử, ngươi biết rất rõ ràng vừa rồi nơi này có nguy hiểm, ngươi vì sao không nhắc nhở chúng ta. Lôi kéo Hạ Tử Ninh ngọc thủ Diệp Thần Phong, hắn mắt nhìn trước mặt tên này tiên thiên trung kỳ người, hắn nhìn thấy nhân thủ này trên cánh tay bị tiễn bắn ra một vết thương. Hắn lãnh đạm nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tên này tiên thiên trung kỳ người đang nghe Diệp Thần Phong nói ra câu nói này về sau, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên chừng một cái, quát, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này giết ta không được sao? Căn bản không cần đến ta động thủ, ngươi xem một chút những cái kia bị mưa tên bắn chết người, thân thể bọn họ đã đang từ từ hư thối, cho nên vừa mới những cái kia dày đặc mưa tên bên trên khẳng định là có kịch độc. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Đang nghe Diệp Thần Phong câu nói này về sau, ở đây còn sống mấy tên thụ thương tiên thiên cao thủ, bọn họ từng cái hướng về trên mặt đất nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất thi thể đang nhanh chóng hư thối về sau, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, thân thể bắt đầu liên tục run rẩy lên, vừa mới tên kia tiên thiên trung kỳ người, lại lần nữa nhìn xem Diệp Thần Phong, vội vàng nói, ngươi nhất định có biện pháp cứu chúng ta, đúng hay không? Ngươi nhất định có biện pháp cứu chúng ta, đúng hay không? Bằng Diệp Thần Phong cao siêu y thuật có lẽ có thể cứu những người này đến, nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Hắn trực tiếp lắc đầu, lạnh lùng nói ra, ta không có cách nào. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, còn sót lại này mấy tên tiên thiên tầng thứ cao thủ, bọn họ thể nội kịch độc phát huy tác dụng, tại trước khi chết trong cổ họng ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra tới. Liền một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong thông đạo lại lần nữa yên lặng có 3-4 phút đồng hồ. Tại trong lúc này tam đại môn phái người cảm ứng một chút Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thực lực. Bởi vì Diệp Thần Phong ẩn tàng khí tức, cho nên bọn họ chỉ cảm thấy ra Diệp Thần Phong khí tức cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ bằng nhau. Mà Hạ Tử Ninh không có ẩn tàng khí tức, cho nên Hạ Tử Ninh khí tức cùng phá thiên trung kỳ cao thủ bằng nhau. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hỏi các ngươi hai cái hiểu cơ quan bố cục. Các ngươi vừa rồi vì sao không có nhắc nhở chúng ta? Diệp Thần Phong cố ý lộ ra một bộ cao ngạo biểu lộ, nói ra ta tại sao phải nhắc nhở các ngươi? Lại nói các ngươi sẽ tin tưởng ta lời nói sao? Ta xác thực hiểu biết các loại cơ quan bố cục, này Quỷ Vương Tông di tích bên trong cơ quan căn bản là không làm khó được ta. Gặp chỉ là một cái khí tức cùng phá thiên sơ kỳ bằng nhau tiểu tử, cũng dám nói ra lần này cuồng ngạo lời nói đến, cái này khiến Lý Đông Thiên là cau mày một cái, lạnh giọng nói ra, đón lấy bởi các ngươi hai cái tới dò đường, đã ngươi như thế có tự tin, như vậy nếu là chúng ta gặp lại nguy hiểm, ta không ngại lập tức đem bọn ngươi hai cái đưa đi gặp Diêm Vương gia. Dựa vào cái gì để cho chúng ta dò đường? Chúng ta không có trách nhiệm giúp các ngươi dò đường. Nói. Diệp Thần Phong muốn lôi kéo Hạ Tử Ninh tay đơn độc đi về phía trước. Nhưng lần này trực tiếp bị địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát cho cản lại, ma vô sát trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, đón lấy các ngươi hai cái cho chúng ta ngoan ngoãn dò đường. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên cũng lập tức nói ra, các ngươi hai cái biết tại cùng ai nói chuyện sao. Tại cổ võ giới dám vi phạm chúng ta ý tứ, các ngươi chỉ có là một con đường chết. Vân Tiêu cung thiếu chủ Lý Tử Hạo, hắn mới vừa rồi bị này mưa tên cũng là làm cho có chút chật vật, nếu không phải Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh còn hữu dụng, hắn đã sớm là ra tay giết hai người này. Hắn đầu tiên mắt nhìn Hạ Tử Ninh, cảm thấy Hạ Tử Ninh dáng người 10 phần đầy đặn, hắn luôn cảm thấy Hạ Tử Ninh khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng nhìn đến Hạ Tử Ninh tấm kia thôn cô khuôn mặt thì hắn cho là mình là suy nghĩ nhiều. Thế là Lý Tử Hạo lại đem ánh mắt chuyển qua Diệp Thần Phong trên thân, khinh thường nói ra, chỉ là phá thiên sơ kỳ thực lực, ta muốn bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn đơn giản, các ngươi hai cái hiện tại không có lựa chọn nào khác,
tại trong mắt chúng ta các ngươi hai cái cũng là người yếu đuối, mà chúng ta cũng là mãnh hổ, chỉ là hai cái người yếu đuối có thể từ mãnh hổ móng vuốt dưới đào thoát sao? Nhìn xem trước mặt không ai bì nổi Lý Tử Hạo, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng xoa bóp Hạ Tử Ninh trong lòng bàn tay, để cho Hạ Tử Ninh phải gìn giữ tốt tâm tình, nhất định không thể để cho ở đây người phát giác được bọn họ khả nghi. Bây giờ đây hết thảy đều tại hướng về Diệp Thần Phong trước đó kế hoạch địa phương tốt hướng về tiến lên, Diệp Thần Phong trong nội tâm là xẹt qua một vòng cười lạnh. Đến ai là người yếu đuối? Ai mới là mãnh hổ? Chương 935, Tuyệt cảnh mê cung. Tại Vân Tiêu cung thiếu chủ Lý Tử Hạo thoại âm rơi xuống về sau, Diệp Thần Phong là cố ý trầm tư chỉ chốc lát, hai đầu lông mày là vẻn vẹn nhíu chung một chỗ, bĩu bĩu môi, nói ra, muốn để ta hai cái cho các ngươi dò đường cũng được, bất quá, ta mang theo các ngươi tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo về sau, các ngươi nhất định phải phân cho hai chúng ta một bộ phận, bằng không cho dù chết, hai chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi dò đường. Lý Tử Hạo nhìn xem Lý Đông Thiên, nói ra, phụ thân, chúng ta Vân Tiêu Cung liền đáp ứng hai người kia yêu cầu, nếu như hai người kia thật có thể mang theo chúng ta tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo, như vậy hai người kia cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên đương nhiên sẽ không cho là con trai mình như thế thiện tâm, hắn biết con trai của hắn chỉ là tạm thời trấn an Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh mà thôi, đợi khi tìm được Quỷ Vương Tông tài bảo về sau, lấy Lý Tử Hạo tính cách sợ rằng sẽ trước tiên cầm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cho giết. Bất quá, Lý Đông Thiên trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đến, gật gật đầu, nói ra tốt, ta Vân Tiêu Cung có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu. Ngược lại, Lý Đông Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người, về phần những tiểu môn tiểu phái đó người thì là trực tiếp bị Lý Đông Thiên cho xem nhẹ. Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát cùng Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, hai người bọn họ tại cảm giác được Lý Đông Thiên ánh mắt về sau. Bọn họ đồng dạng biết Lý Đông Thiên cùng Lý Tử Hạo hai cha con này đều không phải là người lương thiện, coi như Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chỉ huy bọn họ tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo, Lý Đông Thiên cùng Lý Tử Hạo cũng căn bản sẽ không chia làm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bất luận cái gì một chút đồ vật. Cho nên, Ma Vô Sát cùng Vương Chúng Thiên cũng nhao nhao đáp ứng Diệp Thần Phong yêu cầu, Diệp Thần Phong khi nhìn đến tam đại môn phái thái độ về sau, trên mặt hắn ngạo nghễ thần sắc là càng phát ra nồng đậm. Mở miệng nói ra tốt, đã như vậy, hiện tại chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, hai chúng ta sẽ mang theo các ngươi tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo. Tam đại môn phái người khi nhìn đến Diệp Thần Phong bộ kia cao ngạo bộ dáng về sau, bọn họ từng cái trong lòng là cười lạnh không thôi, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong hoàn toàn là một cái không có thực lực, lại không có não tử ngu ngốc, trong lòng bọn họ đối mặt Diệp Thần Phong phòng bị tại bất chi bất giác ở giữa hạ thấp. Mà những tiểu môn tiểu phái đó người khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng tam đại môn phái đạt được hiệp nghị về sau, trong lòng bọn họ mặt cũng nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Bọn họ biết các loại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo về sau, cũng chính là tam đại môn phái đối bọn hắn hai cái động thủ thời điểm. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh tay đi đến đám người phía trước nhất, đối người sau lưng cao ngạo nói ra, đợi chút nữa các ngươi cần phải theo sát ta. Nếu như đến lúc đó có ai thoát ly đội ngũ, ta cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ các ngươi. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định phải cầm cái gọi là cao ngạo phát huy vô cùng tinh tế, dù sao ở đây tam đại môn phái bên trong thế nhưng là có Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ, hắn phải tận lực làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn cũng là một cái không có não tử cao ngạo ngu ngốc. Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo, hắn đang nghe Diệp Thần Phong lần này cao cao tại thượng ngữ khí về sau. Bàn tay hắn là chặt chẽ nắm khép lại thành quả đấm, trong lòng của hắn một mực là tại nhẫn nại lấy, hắn Lý Tử Hạo làm cổ võ chế tài người người thừa kế, lúc trước chỉ có hắn đối với người khác không ai bì nổi, có ai dám ở trước mặt hắn không ai bì nổi. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có một cái thực lực mạo xưng lượng chỉ có phá thiên sơ kỳ tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy loạn nhảy, cái này khiến hắn tức giận đến là trên trán bạo khởi từng cây gân xanh. Lý Tử Hạo phụ thân Lý Đông Thiên, hắn khi nhìn đến con trai mình tâm tình sẽ phải bạo phát, hắn vội vàng không kiên nhẫn đối Diệp Thần Phong nói ra tốt, tốt, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian cho chúng ta dò đường, chúng ta đáp ứng các ngươi hứa hẹn nhất định sẽ tuân thủ. Đang nghe Lý Đông Thiên lời nói về sau, Diệp Thần Phong là tức giận bĩu bĩu môi về sau, hắn lúc này mới lôi kéo Hạ Tử Ninh Ngọc Thủ đi về phía trước.
Thông đạo hai bên trên vách tường bó đuốc đều tự động nhen nhóm, cho nên cái thông đạo này bên trong sáng ngời vẫn là vô cùng không tệ. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh dưới chân tốc độ động về sau, tam đại môn phái người cùng hơn tiểu môn tiểu phái người cũng vội vàng theo thật sát đằng sau. Tại trải qua vừa rồi dày đặc mưa tên về sau, những người này thần kinh đều căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi lên phía trước lấy. Toàn bộ trong thông đạo là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cộc, 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 rất nhỏ tiếng bước chân quanh quẩn ở chính giữa, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra phi thường ngưng trọng. Tại loại này yên tĩnh không tiếng động hoàn cảnh dưới, mỗi người ở ngực đều có vẻ hơi ngột ngạt, bọn họ phảng phất cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Đương nhiên đi ở trước nhất Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hai người bọn họ tâm tình vẫn là hết sức thoải mái. Diệp Thần Phong là bởi vì nắm giữ Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cơ quan đồ, cho nên hắn đối với mình có 10 phần tự tin, mà Hạ Tử Ninh là bởi vì tin tưởng mình nam nhân Diệp Thần Phong. Loại trầm mặc này bầu không khí ước chừng tiếp tục có chừng một giờ, đầu này phảng phất không có cuối cùng thông đạo, tại Diệp Thần Phong chỉ huy dưới đi đến, Lý Đông Thiên các loại đỉnh cấp thế lực người lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Tại thở ra một hơi về sau, Lý Đông Thiên bọn người mới quan sát bốn phía, bọn họ phát hiện mình đi vào một đầu càng thêm chật hẹp trong thông đạo, đầu này chật hẹp thông đạo hai bên trên vách tường khảm nạm lấy từng khối như là giống như tấm gương đồ vật. Liền ngay cả đỉnh đầu bọn họ phía trên không gian đồng dạng là bị khảm nạm loại vật này, với lại cái này chật hẹp thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, có rất nhiều chuyển biến miệng, cái này cho Lý Đông Thiên bọn người một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Diệp Thần Phong tại đi tới nơi này nơi kỳ dị địa phương về sau, trong lòng của hắn cười lạnh là càng ngày càng tràn đầy, bởi vì cái này cùng trong đầu hắn bộ kia cơ quan bố cục bức tranh bên trên miêu tả giống như đúc, nơi này tên là Tuyệt Cảnh Mê Cung. Người khác một khi đi tới rất có thể sẽ bị lạc phương hướng, đồng thời chỗ này tuyệt cảnh trong mê cung là cơ quan trùng trùng điệp điệp, Diệp Thần Phong ngay từ đầu cũng là muốn cầm tam đại môn phái người dẫn tới tại đây tới. Tại bước vào tuyệt cảnh mê cung về sau, Diệp Thần Phong cố ý nhíu mày đến, đối Lý Đông Thiên đám người nói, tại đây cho ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị cảm giác, ta lúc trước nghiên cứu qua rất nhiều cơ quan bố cục, nhưng loại này cơ quan bố cục ta còn không có nhìn thấy qua. Cho nên đợi chút nữa các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu như tự tiện hành động, chính mình mất mạng, đừng trách đến trên đầu ta tới. Lý Đông Thiên bọn người tuy nhiên phi thường không thích loại này bị người chỉ huy cảm giác, nhưng bọn hắn vẫn là tạm thời nhao nhao gật gật đầu, tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chậm rãi đi lên phía trước về sau, bọn họ cũng chậm chậm theo sau. Lý Tử Hạo nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, trong lòng của hắn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn phi thường khó chịu Diệp Thần Phong loại này cao đẳng nhất đẳng hành vi, hắn thấy Diệp Thần Phong loại người này hẳn là chỉ xứng liếm hắn dày, cho nên hắn trong lòng thầm nghĩ ta nhẫn, ta tạm thời nhịn ngươi bọn họ, bất quá, đợi khi tìm được Quỷ Vương Tông tài bảo, ta nhất định phải đem bọn ngươi hai cái cho chém thành muôn mảnh. Tuyệt cảnh trong mê cung cong cong quấn quấn địa phương rất nhiều, lại có chung quanh cũng là giống như tấm gương đồ vật, rất có thể để cho người ta trong đầu mơ mơ màng màng. Ước chừng tại hành tẩu 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thần Phong bất thình lình nói ra, mọi người trước tiên dừng một cái. Quả nhiên, đang nghe Diệp Thần Phong âm thanh về sau, tất cả mọi người vô ý thức dừng lại. Diệp Thần Phong gặp Lý Đông Thiên bọn người dừng lại về sau, hắn lại tiếp tục thuận miệng nói nhảm nói, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu cơ quan bố cục kinh nghiệm, ta cảm giác phụ cận đây hẳn là sẽ có một cái cơ quan, cho nên các ngươi trước tiên đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Hai chúng ta đi trước mấy bước nhìn xem tình huống. Không đợi Lý Đông Thiên bọn họ đáp ứng, Diệp Thần Phong liền lôi kéo Hạ Tử Ninh đi lên phía trước 4-5 bước. Nếu Diệp Thần Phong cũng không có nói láo, căn cứ trong đầu hắn cơ quan bố cục bức tranh biểu hiện, tại đây xác thực có một cái cơ quan, chỉ có điều ngay tại Lý Đông Thiên bọn người dưới chân mà thôi. Diệp Thần Phong trước khi đi 4-5 bước chỉ là giúp Lý Đông Thiên bọn họ phát động cái này cơ quan A. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh tay trước khi đi 5 bước về sau, hắn bỗng nhiên cầm bàn tay trái đập vào bên trái cùng loại tấm gương vật chất bên trên, đón lấy, hắn lập tức tăng lên tốc độ trực tiếp lôi kéo Hạ Tử Ninh chạy về phía trước. Ở đây người ai cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lại đột nhiên chạy trốn, mà đang lúc Lý Đông Thiên bọn người lấy lại tinh thần, bọn họ cho rằng là bị Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trêu đùa về sau, trên mặt từng cái lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng lại tại lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất bất thình lình chấn động,
lộ ra từng cái thành nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, từng đợt nhiệt khí từ nơi này chút lỗ thủng bên trong xuất hiện, ngay sau đó, từ nơi này chút lỗ thủng bên trong trực tiếp phun ra từng cái viêm nhiệt hỏa trụ. Từng cái hỏa trụ phóng lên tận trời, cầm cái địa phương này trong nháy mắt tràn ngập lít nha lít nhít. Chương 936, tiểu tử kia không đơn giản. Hỏa quang đầy trời. Viêm nhiệt khí lãng cuốn sạch lấy chật hẹp thông đạo, từng cái hỏa trụ như là cự long không ngừng phát ra, phàm là thân thể bị hỏa trụ trùng kích đến người, trên người bọn họ thịt là trong nháy mắt bị lửa này trụ cho nướng chín, bởi vì từng cái hỏa trụ toát ra tốc độ thật nhanh, cho nên những cái kia bị hỏa trụ trùng kích đến người, bọn họ tại trước khi chết thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có có thể phát ra tới. Cũng may tam đại môn phái người tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bất thình lình rời đi về sau, bọn họ từng cái liền lập tức đề cao cảnh cảm giác, tại hỏa trụ phóng lên tận trời sát na, bọn họ là liều lĩnh liều mạng hướng phía trước chạy nhanh, giờ phút này chút tam đại môn phái người đã là không lo được cao cao tại thượng hình tượng, từng cái như là chạy trốn nạn dân. Tại rời xa hỏa trụ phóng lên tận trời địa phương về sau, tam đại môn phái người là nhao nhao xoay người thở hổn hển, nhớ tới vừa rồi nguy cấp một màn thì bọn họ từng cái trên mặt lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Phải biết vừa rồi này từng cây hỏa trụ viêm nhiệt trình độ, đó căn bản không phải nhân thể có thể chống cự, liền xem như nguyên thiên điên phong cao thủ bị hỏa trụ cho trùng kích đến nhục thân, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia đi theo tam đại môn phái sau lưng hơn tiểu môn tiểu phái người, bọn họ phản ứng căn bản không có tam đại môn phái người nhanh, đợi đến bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, từng cái hỏa trụ đã sớm là phóng lên tận trời. Cho nên hơn tiểu môn tiểu phái người tại trải qua lần này hỏa trụ tẩy lễ về sau, bọn họ là toàn quân bị diệt, buồn cười là tại vừa rồi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lựa chọn dò đường thời điểm, trong lòng bọn họ mặt còn khinh thường trào phúng lấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Trừ những này tiểu môn tiểu phái người toàn quân bị diệt bên ngoài, tam đại môn phái bên trong cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Vừa rồi bởi vì hỏa trụ phun trào quá mức bất thình lình, tam đại môn phái bên trong thực lực người mạnh nhất đều yểm hộ chính mình người trong môn phái rời đi trước, mà bọn họ làm như vậy kết quả chính là trực tiếp bị hỏa trụ cho nướng chín thân thể. Vân Tiêu cùng đi vào Quỷ Vương Tông di tích có Nguyên Thiên Sơ Kỳ trưởng môn Lý Đông Thiên, Nguyên Thiên Sơ Kỳ Vân Tiêu cung thiếu chủ Lý Tử Hạo cùng Nguyên Thiên Đỉnh Phong đại trưởng lão Tiễn Đông Vạn. Địa Ma Điện đi vào Quỷ Vương Tông di tích có Nguyên Thiên Trung Kỳ trưởng môn Ma Vô Sát cùng Nguyên Thiên Đỉnh Phong đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm. Vân Thiên Tông đi vào Quỷ Vương Tông di tích có Nguyên Thiên Sơ Kỳ trưởng môn Vương Chúng Thiên, Nguyên Thiên Trung Kỳ đại trưởng lão Ngô Nam, cùng đi theo đám bọn hắn Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm. Trung Vân Tiêu Cung đại trưởng lão Tiễn Đông Vạn làm yểm hộ Vân Tiêu Cung người đi trước. Bây giờ hắn đã là đi đến Hoàng Tuyền Lộ, còn có Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam hắn cũng bị hỏa trụ cho trực tiếp trùng kích mà chết. Địa Ma Điện Ma Vô Sát cùng Quỷ Thiên Lâm ngược lại là lông tóc không tổn hao gì, còn có bên trong thực lực thấp nhất Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm cũng là may mắn sống sót. Vân Tiêu cung thiếu chủ Lý Tử Hạo, hắn vừa rồi kém chút bị một đầu hỏa trụ cho trùng kích đến, Tiễn Đông Vạn chính là vì cứu Lý Tử Hạo nhất mệnh, hắn mới có thể bị hỏa trụ cho trực tiếp trùng kích mà chết. Bất quá, tuy nhiên Lý Tử Hạo là trốn qua nhất mệnh, nhưng hắn trên thân thể y phục bị thiêu hủy một mảng lớn. Cả người là tóc tai bù xù, phi thường giống đầu đường khiếu hóa tử một dạng, đâu còn có một chút nhất đẳng thế lực công tử ca phong phạm. CKIT, T, T rồi. Lý Tử Hạo trong mồm hàm răng cắn liên tục phát ra tiếng vang, trên mặt hắn hoàn toàn bị cực độ phẫn nộ cho tràn ngập đầy. Khả năng bởi vì tâm tình chập trùng quá lớn, cái này dẫn đến thân thể của hắn hơi run rẩy lấy, dọc theo con đường này hắn một mực đang dễ dàng tha thứ Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hắn cũng là đang chờ tìm tới Quỷ Vương Tông tài bảo về sau, cầm hai người này lấy cực kỳ thủ đoạn tàn khốc đưa đi gặp Diêm Vương gia. Có thể kết quả đây, Lý Tử Hạo chẳng những không có thể cầm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đưa đi gặp Diêm Vương gia. Ngược lại còn bị trong mắt của hắn cái này hai cái con kiến hôi cho trêu đùa, liền Liên Vân Tiêu cung đại trưởng lão Tiễn Đông Vạn đều chết. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Một tiếng. Lý Tử Hạo nhìn không được một quyền đánh vào bên cạnh cùng loại tấm gương vật chất bên trên, một quyền này đánh lên đi về sau,
chỉ gặp bọn họ dưới chân địa mặt bắt đầu chấn động. Ở đây người toàn bộ trở mặt sắc, từng cái lần nữa bay về phía trước chạy mà đi. Tại Lý Tử Hạo bọn người vừa mới chạy vội ra ngoài sau khi, chỉ gặp từng cái hỏa trụ lại từ dưới mặt đất phóng lên tận trời. Rời đi hỏa trụ phun trào phạm vi về sau, Lý Đông Thiên vỗ vỗ Lý Tử Hạo bả vai, nói ra: Tử Hạo, đem ngươi tâm tình thu lại, không nên tùy tiện đụng vào chung quanh nơi này đồ vật, chúng ta rất có thể sẽ ở trong lúc lơ đãng phát động đến cơ quan. Phụ thân, ta nhất định phải giết hai người, ta nhất định phải giết hai người. Lý Tử Hạo trong hai con ngươi hiện lên hai đạo hung quang. Địa ma điện mặc dù không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, hắn sắc mặt là âm trầm đáng sợ, thấp giọng lẩm bẩm, muốn thử bức tranh trêu đùa của ta ma điện. Ta ma vô sát nhất định phải để bọn hắn hai cái biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Này hai cái đáng chết hỗn đản, bọn họ đây là đang khiêu khích chúng ta tam đại môn phái uy nghiêm. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên tức giận nói ra, phải biết bọn họ Vân Thiên Tông nguyên bản là tứ đại môn phái bên trong thực lực yếu nhất một cái, bây giờ có được Nguyên Thiên Trung Kỳ thực lực lớn trưởng lão Ngô Nam đều chết, đây không phải càng thêm suy yếu Vân Thiên Tông thực lực đi. Cho nên cái này Vương Chúng Thiên đối với Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta nhanh đi lên phía trước, tiểu tử kia chỉ có phá thiên sơ kỳ thực lực, nữ nhân kia cũng chỉ có phá thiên trung kỳ thực lực, chúng ta nói không chừng còn có thể đuổi kịp bọn họ. Lý Tử Hạo cắn hàm răng nói ra. Tại Lý Tử Hạo nhắc nhở dưới, mọi người một bên tăng tốc hành tẩu tốc độ, một bên cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến chung quanh động tĩnh. Trong lòng bọn họ mặt đều kìm nén một cơn lửa giận đây. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn cầm cổ lửa giận này phóng thích tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên thân. Ước chừng một giờ sau khi, cái này Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người dừng lại, bởi vì bọn hắn tại cái này một giờ căn bản không nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thân ảnh, liền cả cái gì một điểm động tĩnh cũng không có nghe được. Với lại cái này chật hẹp trong thông đạo bốn phía đều khảm nạm lấy giống như tấm gương vật chất. Cái này khiến bọn họ phảng phất cảm giác tại một chỗ đi vòng vèo một dạng, tại càng chạy càng không thích hợp về sau, cái này tam đại môn phái người cuối cùng là dừng lại. Cộc, cộc, cộc. Tại tam đại môn phái người dừng lại về sau, bên trong thực lực cao nhất Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, hắn mở miệng nói ra: các ngươi nghe, giống như có tiếng bước chân từ phía sau chúng ta truyền đến. Lý Đông Thiên, Lý Tử Hạo cùng Vương Chúng Thiên bọn người nhao nhao đi cẩn thận lắng nghe, rất nhanh. Bốn bóng người xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt, bốn người này theo thứ tự là Nguyên Thiên Sơ Kỳ Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm, Phá Thiên Trung Kỳ Xích Viêm Cốc Thiếu Chủ Liệt Dương, Nguyên Thiên Đỉnh Phong Xích Viêm Cốc Đại Trưởng Lão Vương Vũ Kế cùng Nguyên Thiên Sơ Kỳ Xích Viêm Cốc Nhị Trưởng Lão Vương Minh Trùng. Cái này Xích Viêm Cốc sở dĩ không có vội vã tiến vào Quỷ Vương Tông di tích, bọn họ cũng là đang chờ đợi Nhị Trưởng Lão Vương Minh Trùng đến, bởi vì Vương Minh Trùng là phi thường tinh thông cơ quan bố cục. Tại tam đại môn phái người đi vào Quỷ Vương Tông di tích về sau, Xích Viêm Cốc Nhị Trưởng Lão Vương Minh Trùng cũng khoan thai tới chậm, cho nên cái này Xích Viêm Cốc người cũng liền lập tức đi vào Quỷ Vương Tông di tích bên trong. Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm, mở miệng nói ra: tại dọc theo con đường này chúng ta là nhìn thấy rất nhiều thi thể, bên trong lại còn có Vân Tiêu Cung Đại Trưởng Lão cùng Vân Thiên Tông Đại Trưởng Lão. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, bây giờ hắn là không dám cho Liệt Viêm sắc mặt xem, bọn họ muốn tìm tới Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, bọn họ còn muốn dựa vào Xích Viêm Cốc Nhị Trưởng Lão Vương Minh Trùng đây. Thế là, Lý Đông Thiên nói ra: Liệt Cốc Chủ, chúng ta hoàn toàn là bị một cái tiểu tử cho âm, sự tình là như thế này. Tại Lý Đông Thiên đem trọn chuyện nói đơn giản một lần về sau, Xích Viêm Cốc Nhị Trưởng Lão Vương Minh Trùng, một mặt cảm thán nói ra: tiểu tử kia không đơn giản a. Ta nhìn hắn cơ quan bố cục tạo nghệ muốn vượt qua ta rất nhiều, lần này Quỷ Vương Tông di tích bên trong tài bảo hẳn là sẽ bị tiểu tử kia cho tìm tới. Vương Minh Trùng trên mặt không giữ lại chút nào đối với Diệp Thần Phong vị này chưa từng gặp mặt người lộ ra thưởng thức vẻ, có thể nói cơ quan bố cục chẳng khác gì là Vương Minh Trùng sinh mệnh, hắn tự nhiên mà vậy đối với Diệp Thần Phong có ấn tượng tốt. Thật tình không biết, Diệp Thần Phong đối với cơ quan bố cục thế nhưng là không tinh thông suốt. Hắn hoàn toàn là dựa vào trong đầu cơ quan bố cục bức tranh, mới có thể tại Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ tới lui tự nhiên. Nhị trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Liệt Viêm nhìn thấy tam đại môn phái mặt người sắc càng ngày càng khó coi,
hắn lập tức đối Vương Minh Trùng nói ra. Ngược lại, hắn lại đối tam đại môn phái người, nói ra các ngươi cũng có thể đi theo chúng ta Xích Viêm Cốc cùng một chỗ hành động. Chương 937, cải biến cổ võ. Giới bố cục người tại Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Xích Viêm Cốc cùng Vân Thiên Tông các loại cái này tứ đại môn phái người hành tẩu tại tuyệt cảnh trong mê cung thời điểm. Diệp Thần Phong căn cứ trong đầu Quỷ Vương Tông di tích cơ quan bố cục bức tranh, hắn đã sớm mang theo Hạ Tử Ninh rời đi cái này tuyệt cảnh mê cung. Hai người này là thoải mái xuyên toa tại Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ, đương nhiên Diệp Thần Phong đem hắn nắm giữ Quỷ Vương Tông di tích cơ quan bố cục bức tranh sự tình nói cho Hạ Tử Ninh, cái này Hạ Tử Ninh trong lòng nghi hoặc đều giải khai. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh rời đi tuyệt cảnh mê cung về sau. Hai người bọn họ đã là thông qua nhiều chỗ nguy hiểm cơ quan, căn cứ trong đầu cơ quan bố cục bức tranh biểu hiện, hai người bọn họ sắp đến Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ tàng bảo chỗ. Bị Diệp Thần Phong lôi kéo ngọc thủ Hạ Tử Ninh, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Thần Phong, ngươi nói tam đại môn phái người bị vây ở tuyệt cảnh trong mê cung, bọn họ có thể hay không toàn bộ đều chết ở bên trong. Đang tại vừa đi, vừa quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh Diệp Thần Phong. Hắn mắt nhìn trong hai con ngươi lộ ra cừu hận ánh mắt Hạ Tử Ninh, mở miệng nói ra Tử Ninh, này tuyệt cảnh mê cung uy lực ta cũng không rõ lắm, bất quá, coi như tam đại môn phái người có thể sống từ bên trong đi tới, cái kia hẳn là cũng đủ bọn họ uống một bình. Nghe vậy, Hạ Tử Ninh không khỏi cắn cắn miệng môi, nàng cầm cừu hận ánh mắt tạm thời thu lại, lại hỏi, Thần Phong, ngươi nói này Quỷ Vương Tông di tích bên trong sẽ có cái gì bảo tàng? Này Quỷ Vương Tông thế nhưng là 7-800 năm trước số 1 số 2 tông môn. Lôi kéo Hạ Tử Ninh ngọc thủ Diệp Thần Phong, hắn mang theo Hạ Tử Ninh chuyển qua một cái chỗ khúc quanh về sau, thuận miệng nói ra, muốn biết Quỷ Vương Tông di tích bên trong có cái gì bảo tàng. Chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta đến. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh xuất hiện trước mặt một cái cẩn trọng thạch môn, tại cái này kích động trên cửa đá điêu khắc các loại phi cầm tẩu thú. Với lại điêu khắc công nghệ phi thường tốt, cầm những này phi cầm tẩu thú là điêu khắc sinh động như thật, phảng phất muốn từ trên cửa đá tránh ra một dạng. Tại Diệp Thần Phong đứng ở cái này kích động phía trước cửa đá về sau, hắn trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động đứng lên, cảm thấy được biến hóa này Diệp Thần Phong, hắn lông mày hơi hơi nhăn nhăn, sau đó, hắn nâng tay phải lên thủ trưởng đẩy tại trước mặt cái này kích động cẩn trọng trên cửa đá. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng chạm đến thạch môn thời điểm, hắn trong đan điền hắc sắc khí thể trực tiếp đi ra ngoài, đem hắn cả cánh tay phải cánh tay là chặt chẽ bao trùm, kết quả Diệp Thần Phong căn bản còn không có dùng lực, trước mặt cái này kích động thạch môn liền chậm rãi giở tới. Cái này kích động thạch môn đang đánh mở về sau, bao trùm Diệp Thần Phong cánh tay hắc sắc khí thể lại co rút lại hồi đan ruộng bên trong, đứng tại cửa ra vào Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn xem thạch môn phía sau tối như mực một mảnh. Hai người bọn họ căn bản thấy không rõ lắm bên trong tràng cảnh, thế là, Diệp Thần Phong cầm Hạ Tử Ninh ngọc thủ kéo căng một chút, nói ra Tử Ninh, theo sát ta. Hạ Tử Ninh là nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh từng bước một đi vào thạch môn phía sau không gian, khi bọn hắn hai cái bước vào cái này một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong về sau, trong bóng tối lập tức vang lên phốc. Phốc, phốc, âm thanh, ngay sau đó, chung quanh bắt đầu chậm rãi sáng lên. Thạch môn phía sau cái này đen nhánh không gian nguyên lai là một cái đại điện, tại đại điện này hai bên trái phải cắm đầy bó đuốc, vừa rồi âm thanh bắt nguồn từ những này tự động nhen nhóm bó đuốc. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn xem trước mặt cái này đại điện, chỉ gặp bên trong tòa đại điện này bị chất đầy các loại đồ vật, tại đại điện bên trái một cái góc bên trong bị chất lên hai đống trọn vẹn cao hơn 2 mét thỏi vàng, tại đại điện bên phải trong góc bị chất lên rất nhiều chân quý dược tài. Đáng tiếc là những dược liệu này cất giữ thời gian quá lâu, tại những dược liệu này bên trên tán phát ra dày đặc mùi hôi thối. Đương nhiên tại đại điện góc phủ thông minh cũng bị chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, những này cũng đều là đã từng Quỷ Vương Tông tài phú. Tại đại khái quét mắt một vòng bốn phía đại điện về sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ánh mắt rơi vào đại điện chính giữa phía trước nhất, chỉ gặp nơi đó có một tấm màu đen nhánh cái ghế. Trên ghế ngồi một bộ đã hoàn toàn bị phơi khô thi thể. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hướng thẳng đến cỗ thi thể kia đi qua, tại đi vào hai người bọn họ mới nhìn đến, ở bộ này thi thể trong tay cầm hai tấm cùng loại tấm da dê đồ vật. Diệp Thần Phong cầm cái này hai tấm cùng loại tấm da dê đồ vật từ thi thể cầm trong tay đi ra,
Diệp Thần Phong đầu tiên mở ra tờ thứ nhất tấm da dê. Chỉ gặp trên giấy da dê viết, ta Dương Phi Bằng, Quỷ Vương Tông Tông Chủ, không nghĩ tới sẽ rơi vào thảm như vậy nhạt kết cục, tương lai nếu có người có thể lại tới đây, như vậy hắn nhất định là hiểu thấu đáo Quỷ Vương 13 châm, như vậy hắn chính là ta Quỷ Vương Tông người thừa kế. Ta Quỷ Vương Tông vốn là đỉnh cấp thế lực bên trong đỉnh phong tồn tại, ta Dương Phi Bằng một chân cũng bước vào siêu phàm cảnh, chỉ cần lại có tầm 10 năm thời gian, ta khẳng định có thể tấn thăng siêu phàm cảnh, phải biết siêu phàm cảnh chỉ có kỳ trước cổ võ chế tài người mới có thể đến. Ta chỉ nửa bước tại bước vào siêu phàm cảnh về sau, ta liền cầm chuyện này cùng ta hảo hữu Chí Giao Lý Vệ Trì chia sẻ, Lý Vệ Trì chính là Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân, nhưng ta thật tình không biết cái này Lý Vệ Trì giáp tâm hại người, hắn căn bản không có coi ta là làm huynh đệ đối đãi, ngược lại trong nội tâm khắp nơi ghen ghét ta thiên tư. Cho nên, Lý Vệ Trì cầm ta chỉ nửa bước bước vào siêu phàm cảnh sự tình tuyên dương ra ngoài, sau cùng ngay cả cổ võ chế tài người đều biết, tại cổ võ giới cổ võ chế tài người là chí cao tồn tại, hắn sẽ không cho phép có cùng hắn ngang hàng lực lượng xuất hiện. Thế là, tại cổ võ chế tài người ngầm đồng ý dưới, Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông cùng một chút tiểu môn tiểu phái đối với ta Quỷ Vương Tông tiến hành diệt tuyệt nhân tâm đồ sát. Lúc ấy tại đỉnh cấp thế lực bên này chỉ có Xích Viêm Cốc cùng số ít mấy cái môn phái không có lựa chọn nhúng tay việc này. Mắt của ta nhìn xem Quỷ Vương Tông liền bị hoàn toàn diệt sát, ta sao có thể đem Quỷ Vương Tông tài phú lưu cho những lũ tiểu nhân kia. Chúng ta Quỷ Vương Tông tại khai tông lập phái thời điểm, tại kiến trúc bên trên hoa rất nhiều tâm tư, chỉ cần mở ra Quỷ Vương Tông đại điện trận nhãn, chúng ta Quỷ Vương Tông sở hữu công trình kiến trúc liền sẽ lập tức chìm vào chỗ sâu. Đồng dạng ta cũng an bài một số người Quỷ Vương Tông môn nhân yên lặng rời đi, đồng thời để bọn hắn mang đi Quỷ Vương 13 châm châm phổ, tương lai nếu có người có thể hiểu thấu đáo Quỷ Vương 13 châm, như vậy thì nhất định có thể có được ta Quỷ Vương Tông quý giá nhất tài phú. Ta Dương Phi Bằng duy nhất thỉnh cầu cũng là nhất định phải giúp ta Quỷ Vương Tông từ trên xuống dưới đệ tử báo thù, nhất định phải cầm Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người đưa đi gặp Diêm Vương gia, nếu có năng lực lời nói. Tốt nhất đem cổ võ chế tài người cũng cùng nhau giết, cái này cổ võ chế tài người tại cổ võ giới bên trong căn bản lên không công bằng chế tài hiệu quả. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn xem tờ thứ nhất trên giấy da dê lưu lại di ngôn, hai người bọn họ thế mới biết ngồi trên ghế cỗ thi thể này hẳn là Quỷ Vương Tông Tông chủ Dương Phi Bằng, không nghĩ tới cái này Dương Phi Bằng vậy mà chỉ nửa bước bước vào siêu phàm cảnh, không nghĩ tới năm đó Quỷ Vương Tông bị tàn sát sự kiện bên trong. Lại còn bảo tàng cái này ẩn tình. Thần Phong, xem ra này Quỷ Vương Tông năm đó không chỉ có là đỉnh cấp thế lực bên này số 1 số 2 môn phái, này Quỷ Vương Tông cơ hồ là đỉnh cấp thế lực bên này môn phái thứ nhất. Nếu như năm đó Quỷ Vương Tông không có bị diệt, nếu như năm đó Dương Phi Bằng chân chính bước vào siêu phàm cảnh, chỉ sợ cái này cổ võ giới bố cục muốn toàn bộ cải biến, như vậy cổ võ chế tài người cũng cầm sẽ không trở thành cổ võ giới chí cao tồn tại. Hạ Tử Ninh thở dài một hơi nói ra. Diệp Thần Phong lại im lặng gật gật đầu, hắn cũng coi như cùng Quỷ Vương Tông có chút sâu xa, bây giờ hắn cũng cùng Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông cái này tam đại môn phái hoặc nhiều hoặc ít có chút ân oán. Nếu như hắn có thể diệt trừ cái này tam đại môn phái, như vậy hắn nhất định sẽ đi làm như thế, về phần giết chết cổ võ chế tài người. Diệp Thần Phong hiện tại còn không có thực lực này đây. Hạ Tử Ninh gặp Diệp Thần Phong yên lặng không nói, nàng bất thình lình nhớ tới đã từng Diệp Thần Phong chỗ kinh lịch trải qua hết thảy, nàng chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ này để hình dung, hiện tại Diệp Thần Phong lại đi tới Quỷ Vương Tông tàng bảo nơi, biết được năm đó Quỷ Vương Tông bí ẩn, đây có phải hay không là nói rõ Diệp Thần Phong có lẽ có thể cải biến cổ võ giới bố cục. Có lẽ Diệp Thần Phong thực lực thật có thể siêu việt cổ võ chế tài người, Hạ Tử Ninh tin tưởng chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ thời gian là được. Thần Phong, ta nghĩ người có lẽ cũng là cải biến cổ võ giới bố cục người, ta muốn đem tới một ngày nào đó toàn bộ cổ võ giới cầm nghe theo ngươi Diệp Thần Phong chỉ huy. Hạ Tử Ninh trong hai con ngươi thần sắc bất thình lình càng ngày càng kiên định, trong miệng ngữ khí cũng là phi thường chắc chắn. Chương 938, hắc sắc khí thể lần nữa biến dị. Đối với Hạ Tử Ninh lời nói này, Diệp Thần Phong là tùy ý cười cười, từ khi linh hồn hắn xuyên Việt đến thời đại này về sau. Cũng là bên ngoài áp lực đang bức bách lấy hắn trưởng thành, để cho hắn cơ hồ ngay cả thở thời gian cũng không có, một khi hắn đình chỉ tiến lên tốc độ,
như vậy kết quả hắn Diệp Thần Phong rất có thể sẽ trở thành trong tay người khác vong hồn, Diệp gia cũng rất có thể sẽ bị người hủy diệt. Trong nội tâm thật sâu hít một hơi về sau, Diệp Thần Phong cầm Dương Phi Bằng thi thể trong tay tấm thứ hai tấm da dê cho mở ra. Chỉ gặp tấm thứ hai trên giấy da dê viết, nếu như ngươi có thể lại tới đây, cái này chứng minh ngươi hiểu thấu đáo Quỷ Vương 13 châm châm phổ, tại Quỷ Vương 13 châm châm phổ bên trong có ta Quỷ Vương Tông nội bộ cơ quan bố cục bức tranh, nếu như không có bộ này cơ quan bố cục bức tranh lời nói, liền xem như tinh thông cơ quan người bày cuộc, hắn tại đi vào ta Quỷ Vương Tông về sau, có lẽ hắn có thể sống đi ra ngoài, nhưng hắn nhất định tìm không thấy chỗ này trong đại điện tới. Tại Quỷ Vương 13 châm châm phổ bên trong trừ có một bộ cơ quan bố cục bức tranh bên ngoài, bên trong còn bị phong ấn một đoàn quỷ dị màu đen khí thể, đoàn kia quỷ dị màu đen khí thể là ta Quỷ Vương Tông tổ tiên trong lúc vô tình đạt được. Tại trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau, chúng ta cũng chỉ nghiên cứu ra một chút mặt mày mà thôi. Có vẻ như đoàn kia màu đen khí thể có thể phụ trợ Quỷ Vương 13 châm tốt hơn phát huy tác dụng. Còn có đoàn kia thể chứa đậm nét khí thể cho người ta một loại sát khí tùm cảm giác, chúng ta phát hiện đoàn kia màu đen khí thể ưa thích hấp thu nhân thể tinh huyết, bất quá, đoàn kia màu đen khí thể bên trong hẳn là ẩn giấu đi một cỗ năng lượng thật lớn, cho nên chúng ta Quỷ Vương Tông một mực đem đoàn kia màu đen khí thể cho bảo tồn lại, hy vọng tương lai có người có thể chân chính cầm đoàn kia màu đen khí thể cho nghiên cứu triệt đề. Đương nhiên năm đó Quỷ Vương Tông tổ tiên khi lấy được đoàn kia màu đen khí thể thời điểm, hắn còn được đến một bản tên là Trận Pháp Đại Toàn Điển Tịch. Chúng ta Quỷ Vương Tông nội bộ rất nhiều bố cục cũng là căn cứ quyển kia Trận Pháp Đại Toàn chỗ bố trí đưa, còn có chúng ta Quỷ Vương Tông có một loại đặc thù bộ pháp, tên là U Minh Quỷ Bộ. Nếu như cầm U Minh Quỷ Bộ tu luyện tới cực hạn, như vậy thì có thể tăng lên rất nhiều người chiến đấu năng lực. Tại Đại Điện Hậu Phương trong góc, ở nơi đó cất giữ ba vạc tinh huyết, đây là ta đặc biệt vì đoàn kia màu đen khí thể chuẩn bị. Ta là dùng phi thường đặc biệt phương pháp bảo tồn, cho nên liền xem như qua 1000 năm trong vải tinh huyết cũng sẽ không bốc hơi cùng biến chất. Tại ba vạc tinh huyết bên cạnh có hai cái hộp gỗ thứ nhất bên trong cất giữ là Trận Pháp Đại Toàn. Cái thứ hai trong hộp gỗ cất giữ là U Minh Quỷ Bộ, thật tốt lợi dụng Quỷ Vương Tông lưu lại tài phú, sớm ngày giúp chúng ta Quỷ Vương Tông đệ tử báo thù. Ta Dương Phi Bằng vô cùng cảm kích. Đang nhìn xong tấm thứ hai trên giấy da dê nội dung, Diệp Thần Phong yên lặng sau một lát, hắn thật sâu cho trước mặt Dương Phi Bằng thi thể cúc một cái cung, nói ra, Dương tiền bối. Nếu như tương lai ta Diệp Thần Phong có năng lực lời nói, như vậy ta nhất định sẽ đem ngươi những này nguyện vọng đều hoàn thành. Đang cấp Dương Phi Bằng thi thể cúc xong cung về sau. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh tay đi đến đại điện hậu phương trong góc. Chính như Dương Phi Bằng tại tấm thứ hai trên giấy da dê nói, nơi đó thật có ba cái chừng 1 mét cao vạc nước, cái này ba cái vạc nước bên ngoài đều bị đặc thù chất liệu cho phong đứng lên. Diệp Thần Phong trong đầu nhớ lại lần trước đoàn kia màu đen khí thể hấp thu tinh huyết tràng cảnh, bất kể như thế nào, tất nhiên nơi này có ba vạc tinh huyết, như vậy Diệp Thần Phong cũng không thể lãng phí. Hắn đối Hạ Tử Ninh nói ra, Tử Ninh, người trước tiên lui sau khi một chút. Tại Hạ Tử Ninh lui ra phía sau 7-8 bước về sau. Diệp Thần Phong trực tiếp cầm phong bế ba cái vạc nước đặc thù chất liệu cho phá vỡ, nhất thời ba cỗ dày đặc mùi máu tươi từ ba cái trong chum nước phiêu tán đi ra, cách đó không xa Hạ Tử Ninh tại ngửi được mùi máu tươi về sau, nàng là kìm lòng không được cau mày một cái. Mà tại ba cỗ dày đặc mùi máu tươi phiêu tán nước chảy vạc thời điểm, Diệp Thần Phong trong đan điền đoàn kia màu đen khí thể giống như cảm ứng được cái gì. Tại Diệp Thần Phong trong đan điền hưng phấn quay cuồng lên, đoàn kia màu đen khí thể tại nóng lòng dục thử sau một lát, nó bỗng nhiên lao ra Diệp Thần Phong đan điền, từ Diệp Thần Phong trên thân thể trong lỗ chân lông chậm rãi tràn ra tới. Không lâu lắm thời gian, đoàn kia màu đen khí thể liền hoàn chỉnh phiêu phù ở Diệp Thần Phong trước mặt, đoàn kia màu đen khí thể không chút khách khí hướng phía cái thứ nhất vạc nước bay qua, trực tiếp rót vào hoàn toàn một vạc tinh huyết bên trong. Tại đoàn kia màu đen khí thể tiến vào cái thứ nhất vạc nước về sau, trong chum nước bốc lên ửng ực. Ửng ực, đại khí, chỉ gặp cái kia trong chum nước tinh huyết tại lấy có mắt có thể thấy được tốc độ giảm bớt, ước chừng 5 phút đồng hồ đi qua, cái thứ nhất trong chum nước tinh huyết trở nên một giọt không dư thừa. Mà đoàn kia màu đen khí thể cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, nó lập tức lại rót vào đệ nhị vạc tinh huyết bên trong,
tại cầm đệ nhị vạc tinh huyết hấp thu xong về sau, nó lại lập tức rót vào thứ ba vạc tinh huyết bên trong. Tại cầm ba vạc tinh huyết toàn bộ hấp thu xong về sau, đoàn kia màu đen khí thể sinh ra càng thêm lớn biến hóa, lần trước đang hấp thu rất nhiều tinh huyết về sau, cái này đoàn màu đen khí thể nồng đậm màu đen bên trong chỉ là thêm ra một vòng màu đỏ, mà lần này đang hấp thu xong ba vạc tinh huyết về sau, cái này đoàn màu đen khí thể chậm rãi tại hướng về ám hồng sắc chỗ chuyển biến. Đoàn kia màu đen khí thể tại ba cái trống rỗng vạc nước bên trên trôi nổi sau một lát, nó phảng phất cảm giác không thấy bất luận cái gì tinh huyết tồn tại, cho nên nó không có chút nào do dự hướng phía Diệp Thần Phong bay qua, đụng vào Diệp Thần Phong trên thân, trực tiếp xông vào Diệp Thần Phong trong thân thể, trở lại Diệp Thần Phong trong đan điền. Chuyện, tại màu đen khí thể trở lại Diệp Thần Phong trong đan điền thời điểm, Diệp Thần Phong còn không có tới kịp đi thăm dò nhìn một chút đoàn kia lại lần nữa biến dị màu đen khí thể, chỉ gặp hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một đôi đồng tử trừng đến to lớn vô cùng, bởi vì hắn chỉ cảm thấy từ trong đan điền không ngừng tản mát ra một trận lại một trận sát khí, những sát khí này đang không ngừng tràn ngập thân thể của hắn, để cho hắn có loại nếu không chịu khống chế cảm giác. Diệp Thần Phong căn bản không nghĩ tới sẽ có biến cố này phát sinh, hắn là cầm hàm răng cắn thật chặt. Trên trán là bạo suất tráng kiện gân xanh, đôi bàn tay nắm thật chặt thành quả đấm, bởi vì dùng sức quá lớn nguyên nhân, 10 ngón tay đầu ngón tay toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay đi, từng tia máu tươi từ Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay không ngừng trượt xuống. Trong đan điền màu đen khí thể trên thân phóng xuất ra sát khí càng lúc càng nồng nặc, cho dù Diệp Thần Phong ý chí lực phi thường cường hãn, nhưng hắn cũng có loại phải đối mặt sụp đổ cảm giác, thân thể của hắn liên tục run rẩy lên. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hạ Tử Ninh, nàng vô pháp nhìn thấy giờ phút này Diệp Thần Phong giữ tợn thống khổ biểu lộ, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thể run rẩy thời điểm, nàng mới phát hiện Diệp Thần Phong không thích hợp, vội vàng đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, hỏi Thần Phong, ngươi làm sao? Làm Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tử Ninh thời điểm, Hạ Tử Ninh là bị Diệp Thần Phong giờ phút này biểu lộ giật mình, càng thêm vội vàng hỏi Thần Phong, ngươi đến làm sao? Diệp Thần Phong nhìn xem Hạ Tử Ninh đầy đặn dáng người, hắn trong lỗ mũi cùng trong mồm hô hấp là càng ngày càng to khỏe, một đôi tròng mắt bên trong bị một loại nào đó khát vọng cho lấp đầy. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này tới nói, hắn nhất định phải phát tiết trong lòng sát khí, phát tiết đường tắt có hai loại, một loại là thông qua giết người, một loại khác là thông qua làm nam nữ vận động. Tử Ninh, giúp ta, giúp ta. Diệp Thần Phong ngữ khí gấp rút nói ra. Hạ Tử Ninh nghi hoặc hỏi, Thần Phong, ta muốn làm sao giúp ngươi? Xoẹt xoẹt. Chẳng qua là khi Hạ Tử Ninh tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Diệp Thần Phong trực tiếp vươn tay cầm Hạ Tử Ninh y phục trên người cho xé nát. Hạ Tử Ninh da tuyết trắng nhất thời hiện ra tại Diệp Thần Phong trước mắt. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp xé nàng y phục. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng hồng kiểm gò má, tuy nhiên nàng đã cùng Diệp Thần Phong từng có tiếp xúc thân mật. Nhưng trong nội tâm vẫn là không nhìn được sẽ thẹn thùng. Diệp Thần Phong cầm Hạ Tử Ninh cho trực tiếp ôm vào trong ngực, cúi đầu một bên hôn Hạ Tử Ninh cặp môi thơm, hai tay một bên không thành thật tại Hạ Tử Ninh trơn mềm trên da khắp nơi lục lọi. Hạ Tử Ninh trên thân từng đợt hương thơm mùi thơm cơ thể không ngừng chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, loại này hương thơm mùi thơm cơ thể phảng phất là một loại hướng dẫn nam nhân phạm tội mùi vị, cái này khiến Diệp Thần Phong thần trí là càng ngày càng mơ hồ. Hắn hiện tại trong nội tâm chỉ muốn phát tiết, muốn phát tiết, muốn phát tiết. Ba lần năm trừ nhị tướng y phục trên người nhanh chóng cởi xuống về sau, Diệp Thần Phong ôm Hạ Tử Ninh rất mau tiến vào đang bộ phim bên trong. Chương 939, Trận Pháp Đại Toàn, U Minh Quỷ Bộ. Một giờ sau, tại trải qua một phen hoàn toàn phát tiết về sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể sát khí là hoàn toàn tán đi. Hắn trong đan điền hắc sắc khí thể cũng đình chỉ tản mát ra nồng đậm sát khí, cái này khiến trong lòng của hắn là trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Diệp Thần Phong biết nếu như trong cơ thể hắn sát khí tản ra không đi lời nói, chỉ sợ cùng hắn ở chung một chỗ Hạ Tử Ninh sẽ 10 phần nguy hiểm, còn có một khi hắn tiến vào một loại không bị khống chế mơ hồ trong trạng thái, như vậy ngay cả chính hắn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồi tưởng vừa rồi thân thể đột nhiên dị biến. Diệp Thần Phong phía sau là toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí tra xét trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể, hắn phát hiện đoàn kia hắc sắc khí thể cơ hồ đã biến thành một đoàn màu đỏ sậm khí thể,
Cái này đoàn bởi hắc sắc khí thể biến dị mà đến màu đỏ sậm khí thể, nó đang phi thường yên tĩnh chiếm cứ tại Diệp Thần Phong trong đan điền. Bây giờ Diệp Thần Phong cũng không dám ý đồ đi dùng linh hồn lực đụng vào cái này đoàn màu đỏ sậm khí thể, ai biết cái này đoàn màu đỏ sậm khí thể có thể hay không lại lần nữa phóng xuất ra nồng đậm sát khí tới. Cho nên, Diệp Thần Phong trước tiên tạm thời buông xuống màu đỏ sậm khí thể sự tình, hắn tại sau khi tĩnh hồn lại, hắn nhìn thấy ngực mình Hạ Tử Ninh đang cắn môi đỏ, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm đây. Diệp Thần Phong là ngửi ngửi Hạ Tử Ninh trên thân mùi thơm cơ thể, xấu hổ cười cười, nói ra Tử Ninh, vừa rồi thân thể ta mất khống chế, may mắn có ngươi tại a. Này mới khiến ta kịp thời khôi phục thần trí. Hạ Tử Ninh hai tay che ngực hai cái đại bạch thỏ, mắt nhìn mặt đất bị Diệp Thần Phong xé rách nát y phục, nàng trong đôi mắt đẹp là hiển thị rõ vẻ u oán, xì một cái. Nói ra, Thần Phong, coi như ngươi muốn đối ta, đối với ta cái kia, ngươi cũng không thể đem y phục của ta xé nát a. Ngươi nói hiện tại để cho ta mặc cái gì? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, hắn vỗ vỗ Hạ Tử Ninh cái mông, nói ra, Tử Ninh, ngươi trước tiên đứng lên, quần áo ngươi sự tình liền giao cho ta giải quyết tốt. Nghe vậy, Hạ Tử Ninh vừa định từ Diệp Thần Phong trong ngực đứng lên, có thể nàng hai chân bên trong mềm nhún, nửa người dưới lại truyền tới ẩn ẩn nhói nhói. Thân thể nàng lại lần nữa vừa ngã vào Diệp Thần Phong trong ngực, một đôi bàn tay trắng như phấn là đấm vào Diệp Thần Phong ở ngực, nói ra, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, làm hại ta ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Diệp Thần Phong liền tranh thủ Hạ Tử Ninh đỡ lên, hắn cầm Hạ Tử Ninh y phục cho từ dưới đất nhặt lên, Hạ Tử Ninh cái yếm cùng nội khố cũng không có bị xé hỏng. Chỉ là bên ngoài mặc một bộ sa chất trên quần áo bị xé mở mấy đạo lỗ hổng. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh cầm những này vỡ ra lỗ hổng vải cho lẫn nhau buộc chung một chỗ, tạm thời cầm những này bị xé mở lỗ hổng cho khép lại. Sau đó, Diệp Thần Phong cầm trong tay quần áo đưa cho Hạ Tử Ninh, nói ra, Tử Ninh, tốt. Đón lấy chỉ cần ngươi không làm quá mức vận động dữ dội, trên y phục này lỗ hổng liền tuyệt đối sẽ không vỡ ra, đợi chút nữa ngươi lại đem ta ngoại y phủ thêm. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tại lẫn nhau mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Thần Phong nhìn xem Hạ Tử Ninh đi trên đường kỳ quái bộ dáng sau khi. Hắn vừa cười vừa nói, Tử Ninh, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Hừ, Hạ Tử Ninh trong lỗ mũi là thẹn thùng hừ một tiếng. Nói ra, Thần Phong, ngươi còn cười, nam nhân không có một cái là đồ tốt. Nói, Hạ Tử Ninh ngay tại trong đại điện tìm một cái địa phương ngồi xuống. Mà Diệp Thần Phong thì là đi đến ba cái vạc nước bên cạnh, hắn quả nhiên tại vạc nước bên cạnh nhìn thấy hai cái che kín cho bụi hộp gỗ. Diệp Thần Phong xoay người cầm hai cái hộp gỗ cầm ở trong tay mặt, cầm cái hộp gỗ cho bụi thổi khô chỉ toàn về sau, hắn cầm cái hộp gỗ thứ nhất mở ra. Đập vào mi mắt là một bản đặc thù chất liệu điển tịch, tại bản này điển tịch bìa thình lình viết trận pháp đại toàn cái này bốn chữ lớn. Diệp Thần Phong cầm bản này trận pháp đại toàn mở ra, tùy ý đại khái xem, hắn phát hiện tuyệt cảnh mê cung bố trí cũng bản này trận pháp đại toàn bên trong, căn cứ bản này trận pháp đại toàn bên trong miêu tả, này tuyệt cảnh mê cung chỉ có điều xem như một cái trung cấp trận pháp mà thôi, tại bản này trận pháp đại toàn bên trong tối đỉnh cấp một cái trận pháp gọi là thông thiên mê huyễn trận. Căn cứ trận pháp đại toàn bên trên nói, cái này thông thiên mê huyễn trận chính là một cái hộ thành trận pháp, nói thí dụ như nếu như đem cái này thông thiên mê huyễn trận bố trí tại thiên tinh thành bốn phía, như vậy thiên tinh thành bốn phía lập tức sẽ sinh ra một loại màu trắng mê vụ, một khi có người xông vào loại này trong sương mù, trên cơ bản là khẳng định sẽ ở trong sương mù mất phương hướng, sau cùng chết đói tại cái này thông thiên mê huyễn trong trận. Diệp Thần Phong tại đơn giản đọc qua xong trận pháp đại toàn về sau, hắn cảm giác đem cái này thông thiên mê huyễn trận bố trí tại thiên tinh thành bốn phía ngược lại là rất không tệ, dù sao thiên tinh thành đã trở thành Diệp Thần Phong tại đỉnh cấp thế lực bên này tụ cư địa. Cầm trận pháp đại toàn nhét vào trong ngực về sau, Diệp Thần Phong lại mở ra cái thứ hai hộp gỗ, bên trong rõ ràng là Quỷ Vương Tông kỳ lạ bộ pháp U Minh Quỷ Bộ. Diệp Thần Phong cầm U Minh Quỷ Bộ tại Hạ Tử Ninh bên cạnh ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, Tử Ninh, người nghe nói qua này Quỷ Vương Tông U Minh Quỷ Bộ sao? Hạ Tử Ninh nữ nhân này phồng lên một cái miệng, nói ra, liên quan tới Quỷ Vương Tông sự tình ngoại giới lưu truyền rất ít, cái này U Minh Quỷ Bộ ta chưa từng có nghe nói qua, lúc trước ta còn cảm thấy rất kỳ quái đây.
này Quỷ Vương Tông nếu như năm đó là một vài khẽ đếm nhị môn phái, như vậy thì xem như bị diệt, khẳng định cũng sẽ lưu truyền dưới rất nhiều chuyện đến. Lần này tại đi vào Quỷ Vương Tông di tích về sau, ta mới xem như hoàn toàn minh bạch, khẳng định là năm đó một lần kia cổ võ chế tài người cầm Quỷ Vương Tông sự tình áp xuống tới, dù sao đây cũng là tính mạng hắn bên trong một cái chỗ bẩn. Nói xong, Hạ Tử Ninh đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong trong tay U Minh Quỷ Bộ, trong hai con ngươi là tràn ngập vẻ tò mò, Diệp Thần Phong liền tranh thủ U Minh Quỷ Bộ cho lật ra đến, hắn cùng Hạ Tử Ninh cùng một chỗ đại khái xem lấy U Minh Quỷ Bộ giới thiệu cùng tu luyện phương pháp. Cái này U Minh Quỷ Bộ xác thực một loại phi thường đặc thù bộ pháp, nếu như có thể tu luyện thành loại này U Minh Quỷ Bộ, như vậy tại cầm U Minh Quỷ Bộ thi triển đi ra về sau, có thể sinh ra một cái cùng bản thể giống như đúc ảo ảnh, với lại cái này ảo ảnh trên thân khí tức cùng bản thể giống như đúc, bản thể làm cái gì động tác, ảo ảnh cũng sẽ đi theo làm cái gì động tác, để cho địch nhân căn bản không phân biệt được cái nào là bản thể. Cái nào mới là ảo ảnh? Cái này U Minh Quỷ Bộ theo tu luyện càng ngày càng cao sâu, nhiều nhất có thể sinh ra 5 cái cùng bản thể giống như đúc ảo ảnh, nhưng những này ảo ảnh thời gian tồn tại là có hạn, coi như không bị địch nhân cho đánh tan, tại 1 phút đồng hồ về sau cũng sẽ tự động tiêu tán. Cũng đừng xem cái này 1 phút đồng hồ thời gian phi thường ngắn ngủi, cao thủ cùng cao thủ ở giữa đối chiến, thắng bại thường thường chỉ là tại 1-2 giây bên trong, cho nên nếu quả thật có thể cầm U Minh Quỷ Bộ tu luyện tới cực hạn, như vậy đang đối chiến quá trình bên trong cái này nhất định là một loại mọi việc đều thuận lợi tuyệt chiêu. Đang mở cái này U Minh Quỷ Bộ về sau, Diệp Thần Phong trong nội tâm là nhất thời tới hứng thú, cười hỏi Tử Ninh, người nói cái này U Minh Quỷ Bộ tu luyện buồn ngủ hay không khó? Hạ Tử Ninh bạch Diệp Thần Phong liếc một chút, nói ra, đối với người khác mà nói khẳng định là phi thường khó khăn, nhưng đối với như người loại này biến thái liền không nói được. Dù sao giống như không có cái gì sự tình có thể làm khó ngươi. Tử Ninh, đã ngươi nhìn như vậy tốt nam nhân của ngươi, như vậy ta hiện tại liền thử tu luyện một chút, dù sao ngươi còn muốn nghỉ ngơi một hồi đây. Lấy ngươi trạng thái hẳn là còn chưa thể đi đường đâu. À, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này không đợi Hạ Tử Ninh đánh trả, Diệp Thần Phong liền đứng lên, hắn đi đến đại điện chính giữa. Hắn đã đem U Minh Quỷ Bộ tu luyện phương pháp toàn bộ ghi tạc trong đầu. Diệp Thần Phong nhắm lại hai tròng mắt, tại trong đầu qua một lần U Minh Quỷ Bộ tu luyện phương pháp về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong thân thể linh hồn lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, căn cứ U Minh Quỷ Bộ cần vận hành phương pháp, hắn cầm linh hồn lực vận chuyển tới thân thể bốn phía. Diệp Thần Phong nhanh chóng hướng phía trước bước ra một bước, tại bên cạnh hắn chỉ là xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cái này tàn ảnh tại 1-2 giây về sau liền biến mất không còn một mảnh. Diệp Thần Phong tự nhiên không phải một cái nguyện ý nhận thua người, hắn không ngừng cầm U Minh Quỷ Bộ thi triển đi ra, trong cơ thể linh hồn lực cũng đang trôi qua nhanh chóng lấy. Nháy mắt, nửa giờ đi qua. Tại Hạ Tử Ninh vừa định muốn khuyên Diệp Thần Phong dừng lại thời điểm, chỉ gặp Diệp Thần Phong lại sải mạnh trước một bước, lúc này tại bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một cái cùng hắn giống như đúc ảo ảnh. Diệp Thần Phong nâng tay phải lên, cái kia đạo ảo ảnh cũng nâng tay phải lên, dù sao là Diệp Thần Phong làm cái gì, cái kia đạo ảo ảnh cũng sẽ ở trước tiên đồng bộ làm cái gì. Chỉ có điều Diệp Thần Phong cái này ảo ảnh duy trì thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 giây đồng hồ mà thôi, 10 giây đồng hồ về sau cái này ảo ảnh liền hoàn toàn tán đi, có thể cho dù như thế một bên Hạ Tử Ninh vẫn là chấn kinh lầm bầm một câu, thật không phải là người. Chương 940, Phong bế không gian. Cực trí nhiệt độ cao. Diệp Thần Phong nhìn xem bên cạnh tiêu tán ảo ảnh, trên mặt hắn lộ ra một bộ không vừa lòng biểu lộ, nói lầm bầm, vừa mới cái kia đạo ảo ảnh mới duy trì 10 giây đồng hồ tả hữu, xem ra muốn cầm cái này U Minh Quỷ Bộ tu luyện tới cực hạn, ta còn cần tiêu tốn một thời gian ngắn. Hạ Tử Ninh đang nghe Diệp Thần Phong lần này lầm bầm về sau, nàng là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, phải biết cái này U Minh Quỷ Bộ chính là Quỷ Vương Tông độc môn bộ pháp. Tu luyện khẳng định là phi thường khó khăn, mà Diệp Thần Phong mới tu luyện ngắn ngủi nửa giờ, là hắn có thể có lần này tiến triển, có thể nói Diệp Thần Phong tư chất xác thực đủ yêu nghiệt. Thần Phong, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta bây giờ rời đi nơi này đi. Hạ Tử Ninh đối Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra Tử Ninh, chúng ta trước tiên ở trong đại điện tìm tiếp, nhìn xem có hay không thứ gì là chúng ta có thể dùng đến.
Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ở trong đại điện tìm tòi tỉ mỉ một phen về sau, phát hiện trừ trồng chất như núi thỏi vàng, đếm không hết biến chất dược tài bên ngoài, còn có rất nhiều Quỷ Vương Tông điển tịch các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này chỉ dựa vào Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người là căn bản mang không đi ra. Huống hồ lần này Diệp Thần Phong tại Quỷ Vương Tông di tích bên trong cũng coi là có thu hoạch, hắn tạm thời từ bỏ đem những này đồ vật mang đi ra ngoài suy nghĩ. Chờ về sau có cơ hội còn có thể lại đi vào một chuyến. Tử Ninh, vậy chúng ta bây giờ rời đi Quỷ Vương Tông di tích đi. Diệp Thần Phong nói ra. Hạ Tử Ninh mở miệng hỏi, Thần Phong, chúng ta vẫn là từ đường cũ trở về sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, căn cứ ta trong đầu cơ quan bố cục bức tranh biểu hiện, chúng ta không cần đường cũ trở về, huống hồ nếu như chúng ta đường cũ trở về lời nói. Ở bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều cổ võ môn phái đệ tử tại, hai chúng ta khẳng định sẽ trở thành bọn họ mục tiêu công kích. Bất quá, này Quỷ Vương Tông Tông chủ hẳn là sớm có đoán trước, tại này Quỷ Vương Tông di tích bên trong mặt khác có một cái cửa ra, chúng ta có thể từ nơi đó ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chuẩn bị rời đi Quỷ Vương Tông di tích thời điểm, tứ đại môn phái người tại tinh thông cơ quan bố cục Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng chỉ huy dưới. Bọn họ cũng là hiểm mà hiểm rời đi tuyệt cảnh mê cung, chính là một đường cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên, bất quá, bọn họ phương hướng đi tới cũng không phải là Quỷ Vương Tông Đại Điện phương hướng, mà chính là hoàn toàn cùng Quỷ Vương Tông Đại Điện tương phản một cái phương hướng. Bị Diệp Thần Phong âm Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người, bọn họ dọc theo con đường này đều không có nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, từng cái trong lòng hỏa khí là càng lúc càng lớn. Vừa nghĩ tới Diệp Thần Phong đem bọn hắn tam đại môn phái người đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, trong lòng bọn họ tức giận liền hung hăng đi lên vọt. Bên trong tâm tình nhất là không ổn định cũng là Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo, hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy muốn đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, hắn một đôi tròng mắt bên trong hoàn toàn bị lệ khí cho lấp đầy. Vương trưởng lão, chúng ta muốn hay không tìm tới Quỷ Vương Tông tàng bảo chỗ? Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên khách khí hỏi. Dù sao bây giờ bọn họ còn muốn dựa vào cái này Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng đây. Vương Minh Trùng một đôi tròng mắt tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía, đối với hắn loại này đem cơ quan bố cục xem như sinh mệnh người mà nói, hắn giờ phút này nào có ở không nhàn trở về đáp Lý Đông Thiên vấn đề. Cho dù Lý Đông Thiên là Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân, hắn cũng không có một chút hứng thú đi qua loa hai câu. Lý Đông Thiên nhìn thấy chính mình trực tiếp bị Vương Minh Trùng cho coi nhẹ. Hắn khuôn mặt nhất thời như là màu gan heo, khóe miệng không khỏi run rẩy hai lần, trong hai con ngươi hiện lên một đạo sát khí nồng nặc. Bất thình lình, Xích Phiêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng đôi mắt sáng lên, hắn mở miệng cười nói ra, căn cứ ta phân tích, chuyển qua phía trước một chỗ ngoặt, ta hẳn là có thể đủ phát hiện một điểm gì đó. Đang nghe Vương Minh Trùng hưng phấn lời nói về sau. Ở đây người từng cái đi theo Vương Minh Trùng tăng tốc hành tẩu tốc độ, nhưng mà... Làm những người này quẹo góc thời điểm, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, liền ngay cả Vương Minh Trùng trên mặt cũng mang theo vẻ không hiểu, bởi vì tại bọn họ trước mặt hoàn toàn là một đầu tử lộ, một bức cẩn trọng vách tường cực kỳ chặt chẽ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên sắc mặt âm trầm hỏi, Vương trưởng lão, cái này đến là thế nào chuyện? Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hắn tĩnh mịch hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Trùng. Nói ra, cho ta Địa Ma Điện một lời giải thích, là ngươi đem chúng ta đưa đến đầu này tử lộ bên trong tới. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên cũng lập tức nói ra, xác thực cái kia cho chúng ta tam đại môn phái một lời giải thích. Nghe vậy, Xích Phiêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm, Xích Phiêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế cùng Xích Phiêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương, bọn họ ba người này sắc mặt cũng biến thành phi thường không dễ nhìn, tính khí ngay thẳng chất phác Liệt Dương. Hắn phi thường khó chịu nói ra, các ngươi có tư cách chất vấn ta Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão sao? Nếu không có nhị trưởng lão dẫn đường, các ngươi hiện tại còn bị vây ở vừa rồi trong mê cung đây. Mà Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng, hắn phảng phất không có nghe được người khác tranh cãi, hắn đi đến trước mặt bức tường kia cẩn trọng vách tường trước, một bên lấy tay liên tục gõ vách tường mỗi cái vị trí, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, cái này không hợp lý a. Cái này không hợp lý a. Căn cứ ta phân tích tại đây không thể nào là một đầu tử lộ. Nhưng mà, làm Vương Minh Trùng gõ đến một khối tường gạch bên trên thời điểm, khối này tường gạch bên trong truyền ra rỗng ruột âm thanh,
hắn lập tức dùng hai tay đặt tại khối này tường gạch bên trên, cầm khối này tường gạch dùng lực đi đến ấn vào đi vào. Tại khối này tường gạch bị ấn xuống sát na, trên mặt đất phủ lên gạch trong nháy mắt toàn bộ biến mất, ở đây tứ đại môn phái thân thể người toàn bộ hướng về dưới mặt đất rơi đi. Cũng may những người này cũng coi là cao thủ, tại dưới chân đạp hụt rơi xuống hạ thấp thời gian đợi, bọn họ từng cái ổn định thân hình, ước chừng dưới thân thể hàng mười mấy giây đồng hồ về sau, bọn họ nhao nhao là bình ổn dẫm trên mặt đất. Vừa rồi tại rớt xuống thời điểm, bọn họ không có thời gian quan sát bốn phía, bây giờ dưới chân dẫm vững vàng về sau, bọn họ từng cái mới cảm giác chung quanh sóng nhiệt phơ phất, cái này tứ đại môn phái người phát hiện bọn họ bây giờ thân ở một cái phong bế trong không gian. Cái không gian này ước chừng có một cái phòng lớn nhỏ, ở cái này không gian bên trái vị trí có một cái dài 4 mét, bao quát 4 mét ao, cái này trong hồ cuồn cuộn lấy hỏa nhiệt dung nham, không gian này bên trong nhiệt độ hẳn là bắt nguồn từ cái này ao nham tương. Cảm giác trong cái không gian này nhiệt độ giống như tại càng lên càng cao, tứ đại môn phái người không bao lâu thời gian liền mồ hôi đầm đìa, cả đám đều cảm giác trong mồm miệng đắng lưỡi khô, Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên. Hắn nhìn về phía Vương Minh Trùng ánh mắt càng thêm bất thiện, chất vấn, Vương trưởng lão, người đem chúng ta đưa đến địa phương nào? Người tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi nơi này. Vương Minh Trùng chịu đựng trong không khí càng lên càng cao nhiệt độ, hắn nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lấy cái không gian này bốn phía, hắn phát hiện cái không gian này bốn phía trên vách tường có từng cái lít nha lít nhít tiểu châm lỗ, lần này đang quan sát sắp tới 5-6 phút sau, hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trên mặt lộ ra một bộ uể oải thần sắc. Vương Minh Trùng cái này xóa sạch uể oải thần sắc tại rơi vào hơn tam đại môn phái trong mắt về sau, Vân Tiêu cung thiếu chủ Lý Tử Hạo tâm lý vốn là vô cùng phẫn nộ, lập tức quát, lão già đáng chết, là ngươi đem chúng ta đưa đến tại đây đến, ngươi bây giờ đừng nói với chúng ta ngươi không có năng lực mang bọn ta rời đi. Xích Phiêm cốc cốc chủ Liệt Viêm, hắn cau mày một cái về sau, hắn hỏi Vương Minh Trùng, nhị trưởng lão, người có biện pháp mang bọn ta rời đi nơi này sao? Vương Minh Trùng lắc đầu, lại gật gật đầu, nói ra, cốc chủ, trước mắt ta còn không có nhìn ra cái không gian này huyền diệu, lại để cho ta nghiên cứu một chút, ta có lẽ có thể mang mọi người rời đi. Tử lão đầu, người năng lượng mang bọn ta rời đi. Ta nhìn ngươi là đang trì hoãn thời gian a. Ta chính là đường đường cổ võ chế tài người người thừa kế. Các người bọn gia hỏa này sớm muộn gì có một ngày đều sẽ là ta người hầu. Lý Tử Hạo trừng mắt hai tròng mắt quát. Xích Phiêm cốc thiếu chủ Liệt Dương, hắn phi thường khó chịu Lý Tử Hạo hành vi, hắn trực tiếp đi đến bốn phía một bức vách tường trước, hắn quát không phải là muốn rời đi sao. Lão tử ta tới oanh phá bức tường này vách tường. Xích Phiêm cốc người còn không có tới kịp ngăn cản, Liệt Dương liền một quyền đánh vào trước mặt một bức trên vách tường. Chỉ là tại hắn quyền đầu cùng vách tường lẫn nhau đụng vào sát na, trên vách tường từng cái lít nha lít nhít lỗ kim bên trong, bỗng nhiên bắn ra từng đợt nóng hổi vô cùng nhiệt khí. Những này nhiệt khí phun tại Liệt Dương trên thân thể về sau, Liệt Dương trong cổ họng thống khổ kêu thảm một tiếng, sau đó cả người hắn liền trực tiếp bất tỉnh đi. Tại tứ đại môn phái người bị vây ở phong bế trong không gian thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng tới đến vừa mới tứ đại môn phái người chỗ lưu lại tử lộ bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.